Hy đạo quan đồ. chương 41, cơ duyên. Vương Bác Hùng nghiêm mặt hắng giọng hắn ý thức được rằng chuyện này sợ rằng nhiều phiền phức. Lưu kế văn cùng khâu quảng trí trên huyện vẫn chưa biết gì cho nên khi lấy làm lạ khi tự dưng lại xuất hiện thêm một chủ tịch xã trên đài. Lâm Thành bân cuống quyết đi lên túm tay Quách Đạt Lượng, lão Quách, xuống dưới chúng ta nói chuyện. Quách Đạt Lượng lắc đầu mỉm cười, hắn đi tới trước mặt Vũ Thu Linh nói, kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay thế nào? được nhiều phiếu chứ. Vũ Thu Linh mặt tái nhợt nhìn hắn không nói được một câu nào. Quách Đạt Lượng đi tới chỗ Vũ Thu Linh đang đứng, Vũ Thu Linh vội tránh né hắn. Quách Đạt Lượng ngồi vào chỗ của Vũ Thu Linh rồi đính đạc mỉm cười nói các vị lãnh đạo, các quý vị đại biểu, ta xin phép được nói đôi lời. Hội trường trở nên im ắng như tờ, Quách Đạt Lượng nổi điên muốn đem sự tình rõ ràng ở xã nói cho đông đảo mọi người cùng biết, từng đại biểu trong thường ủy xã cũng đã ân được hắn định làm cái gì. Audio điện tử võ tấn bền. Quách đạt lượng nói: "Cảm ơn mọi người đã cho ta cơ hội nói. Đã từng là phó chủ tịch kiêm quyền chủ tịch xã Hắc Sơn Tử, ta cũng từng coi việc mang lợi ích của dân chúng trong xã là nhiệm vụ của mình, ta mong được có cơ hội góp sức giúp mọi người thoát khỏi nghèo khó. Nhưng ta lại không có cơ hội đó, ta muốn lãnh đạo mọi người, giúp nhân dân bước trên con đường làm giàu." nhưng ta lại không có quyền. Cho tới ngày hôm nay nhìn lại, rốt cuộc ta đã làm gì được cho xã, đến tột cùng đã làm gì được cho nhân dân. Mỗi khi đi nằm vắt tay lên chán mà suy nghĩ, ta cảm thấy xấu hổ khôn cùng. Thay vì phải làm những việc đúng với trọn trách của một người cán bộ quốc gia, ta lại dồn hết tinh lực vào mục tiêu làm sao để thăng quan tiến chức, ta thậm chí quên mất bổn phân làm một công bộc là phải phục vụ nhân dân. Ta đã phụ lòng tổ quốc, phụ lòng của nhân dân tin tưởng ta không xứng đáng với hai chữ công bộc này. Quách đạt lượng đứng ra hướng phía hội trường khom lưng thật sâu tựa gửi một lời xin lỗi đến toàn thể. Người đầu tiên vỗ tay là lưu truyện khôi, sau đó là tới những đại biểu xã cũng nhanh chóng vỗ tay, tiếng vỗ tay nhanh chóng dâng lên như thủy chiêu minh mông lan khắp hội trường, hai mắt quách đạt lượng đỏ lên, hai giọt lệ quang lóe lên ở viền mắt, bỗng nhiên thân thể hắn bất ngờ gục thẳng xuống, khắp hội trường lặng như tờ trong một giây rồi bỗng truyền lên một trận kinh hô, lúc xe cứu thương tới hội trường trường trung học xã trương dương vẫn còn đang ở bên ngoài chuẩn bị cái đống vật kỷ niệm hắn đối với đại hội đại hiếc vốn chẳng có hứng thú gì nên cũng chẳng rõ tình hình bên trong mãi cho tới lúc nghe thấy còi xe cứu thương hú ẩm ý hắn mới có chút hiếu kỳ không biết chuyện gì xảy ra đang chuẩn bị mò ra trong xem thì kiều tư hớt ha hớt hải chạy ra xảy ra đại sự rồi chủ tịch quách đạt lượng đương phát biểu trong hội trương thì đột quỵ hiện đã gọi xe cấp cứu chuyển thẳng lên bệnh viện huyện trương dương nhíu mày không nghĩ tới cái tên Quách Đạt Lượng này đối với quyền lực lại ham mê tới mức điên cuồng thế này. Đúng là đối với quyền chức hắn cứ cực độ chấp nhất nên giờ mới thể thảm thế này. Cảnh Tú Cúc sắc mặt không được tốt đi ra với vẫy bọn họ nhắc nhở, mấy lãnh đạo chuẩn bị ra rồi đó. Phát tặng kỷ vật giao cho người đó. Trương Dương vốn định hỏi về sự tình Quách Đạt Lượng vừa rồi nhưng Cảnh Tú Cúc đã vội vàng rời đi. Lúc này các đại biểu cũng bắt đầu đi ra, thế nên hắn đành tập trung lo việc phát tặng quà kỷ niệm. Lần này giải hội mở màn rất oanh liệt nhưng lại kết thúc có vẻ bi thương, tuy rằng sau sự tình quách đạt lược, đại hội vẫn tiếp diễn, nhưng là vì tâm tình mọi người đã không còn tốt nên đương nhiên đại hội không thể thành công như mong đợi. Tỷ như lưu chuyện khôi, hắn vừa đi vừa trầm tư hút điếu thuốc mà chẳng nói năng gì, tiếp nhận món quà kỷ niệm từ tay Trương Dương mà hắn thở dài cảm thảm, đều là vô nghĩa. Trương Dương mỉm cười tháp giọng nói, Lưu Bí Thư, hôm nay đừng về, ta cùng Đỗ Vũ Phong mời ngài ở lại, tối nay chúng ta làm mấy chén. Lưu chuyện khôi thở dài, thôi bỏ, ngẫm lại sự tình sắp gần đây khiến cho tâm tình không được tốt. Để khi khác vậy, trong phòng họp ủy ban xã khói thuốc cứ lập lờ bay, mọi người sắc mặt đầu khó coi, trầm mặc chẳng nói gì khiến cho bầu không khí càng trở lên nặng nề. Tân nhiệm chủ tịch xã Vũ Thu Linh thì mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, chuyện quách đạt lượng khiến cho nàng bị kích thích mạnh, có thể hiểu được tâm trạng này bởi bi kịch của quách đạt lượng như vậy khiến cho người ta gián tiếp cho rằng vũ thu linh trở thành mục tiêu để người ta nói này nọ nọ thậm chí nàng cảm tưởng rằng 3 năm nhiệm kỳ sắp tới lúc nào trên lưng cũng phải gánh cái tiếng xấu này sắc mặt vương bác hùng cùng lâm thành bân thì vô cùng khó coi vương bác hùng mặc nhiên không lên tiếng cứ ngồi trầm tư mà hút thuốc mãi lúc sau mới đánh mắt sang nhìn lâm thành bân một chút ý nói lâm thành bân lên tiếng mấy ngày hôm nay Vương Bác Hùng vốn đã chẳng công quan tâm lắm đến mọi việc cho nên Lâm Thành Bân trở thành nhân vật chính, mọi việc đều là lão là người đầu tiên đứng ra lên tiếng. Lâm Thành Bân thì cứ nhìn nhìn Chu Đạt Lượng, vốn Chu Đạt Lượng là trưởng công an xã phụ trách an ninh cho đại hội. Thế mà hắn lại để cho Quách Đạt Lượng tiến vào mà quỷ không biết thần không hay, việc đến cơ sự như thế này hẳn là do sơ suất trong công tác của hắn. Chu Lương Thuận ho khan một tiếng, trầm trầm giọng nói, chuyện xảy ra tại đại hội ngày hôm nay cũng là do ta sơ sẩy, ta. Vương Bác Hùng cắt đứt lời hắn, hiện không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Hiện ta chỉ muốn hỏi mấy người là lời nói của Phó Chủ tịch xã Quách Đạt Lượng trong lúc đại hội mấy người thấy thế nào. Có tỉnh ra chút nào không? Quốc gia cho chúng ta quyền lực là để chúng ta làm cho dân giàu nước mạnh, chúng ta phải đối đãi với nhân dân với tư cách là công bộc. Mà hiện tại liệu có bao nhiêu lãnh đạo được như vậy, hết thảy đều là dồn sức lực vào tranh chấp đấu đá, thăng quan tiến chức. Coi quyền cao chức trọng như là giá trị nhân sinh tối cao để theo đuổi. Tất cả đều quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ mà đáng ra mình làm làm. Vương Bác Hùng vừa nói vừa thở vì kích động. Thế nhưng hắn nói lại chẳng khiến cho nhiều người có chúng đồng tình nào. Biểu tình cậu Lâm Thành Bân vẫn hờ hững như bình thường. Suy, một tiếng, Lâm Thành Bân bật diêm châm một điếu thuốc, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn lướt qua Vương Bác Hùng, Tiểu tử nhà ngươi cần nói chính bản thân mình đi. Vũ Thu Linh hắt xì một cái, nàng đúng là không chịu nổi cái không khí sặc mùi khói thuốc trong phòng này. Nàng thủy chung cho rằng ngày hôm nay chính mình là người đen đủi nhất. Nhưng chân chính làm cho quách đạt lượng như thế không phải là mình mà là cái thể chế này, thế nhưng bản thân mình lại bị mang tiếng. Nàng vốn định nói mấy câu thì cửa phòng họp mở ra. Vợ của quách đạt lượng là Đỗ Xuân Hương như đang nổi điên bước vào. Vũ Thu Linh thấy vậy vội đứng dậy chào hỏi, "Chị à, người có chuyện gì vậy?" Đỗ Xuân Hương vừa gào khóc vừa mắng ẩm lên, "Vũ Thu Linh, người có còn là người không? Lão quách nhà ta có đắc tội gì với ngươi mà ngươi nỡ hại hắn thảm như vậy? Ngươi muốn hắn phải chết ngươi mới oi thỏa mãn hay sao?" Cảnh Tú Cúc vội vội vàng vàng tới khuyên nhủ nàng ta, Đỗ Xuân Hương gạt Cảnh Tú Cúc sang một bên, chỉ vào mặt Vũ Thu Linh mà mắng, "Vũ Thu Linh, ngươi không phải là người a?" À ngươi tưởng chuyện ngươi làm không ai biết sao đầu tiên là ngươi muốn hạ bệ hồ trưởng xã mà liên hệ với bên hồng kông kia sau lại in tờ bướm nhằm hạ uy tín vương bí thư cùng cảnh chủ nhiệm hiện thì ngươi kêu lão quách nhà ta cản đường ngươi nên ngươi hại lão ngươi không có nhân tính ngươi không phải là người vương bác hùng cùng cảnh tú cúc có chút đỏ mặt đỗ xuân hương này nổi điên thế nào lại lôi cả hai người vào thực sự là loạn hết cả mà vũ thu linh mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu nước mắt bắt đầu trào ra. Nàng bắt đầu hối hận vì mình thế nào mà lại muốn ngồi lên cái ghế chủ tịch xã vứt đi này, mới ngày đầu tân nhiệm đã thế này rồi, không biết sau còn tới thế nào. Cảnh tú cúc cùng Chu Lương Thuận vất vả lắm mới khuyên nhủ được Đỗ Xuân Hương ly khai. Vũ Thu Linh vùi mặt xuồng bàn mà khóc nước nở lên, rồi vai không ngừng run rẩy, có thể thấy được nàng bị kích động đến như thế nào. Vương Bác Hùng thở dài một hơi, hắn cùng Lâm Thành Bân liếc mắt nhìn nhau, Cả hai đều không có ý đứng ra khuyên nhủ mà cực kỳ ăn ý cùng rời khỏi phòng. Vương Bác Hùng thấp giọng, cứ để cho nàng ta an tĩnh một chút. Lâm Thành bân ý tứ nói, đúng là có một số việc thực khó mà nói ra. Vương Bác Hùng minh bạch lời nói của lão, lời này hẳn là nói tới những điều mà Đỗ Xuân Hương vừa nhắc tới. Kỳ thực sự tình này Vương Bác Hùng từ lâu đã phỏng đoán được phần nào, lần lượt vài cán bộ trong thường ủy xã đều ngã xuống, đầu tiên là Hồ Ái Dân bị hạ bệ tuy rằng tác động của mình cũng không nhỏ nhưng nguyên nhân vẫn là có kẻ đâm chọc tới an lão tiên sinh bên Hồng Kông kia. Sự tình bản thân mình và cảnh túc quốc mặc dù cũng qua cơn nguy cơ nhưng trong lòng thì vẫn còn nhiều lo lắng. Quách đạt lượng kia thì quá thảm rồi. Xét tới cuối cùng thì chỉ còn mỗi một người được lợi đó là Vũ Thu Linh cho nên nàng ta vô pháp có thể tránh khỏi hiểm nghi. Nếu đổi lại là trước kia, Vương Bác Hùng dứt khoát sẽ nghĩ biện pháp mà đối phó với nữ nhân này, nhưng hiện tại dù sao hắn cũng sắp rời đi nên lòng giả cũng tự nhiên mà rộng rãi cho qua. Hắn cua oi nhàn nhạt nói, lúc đó chị ta đang kích động vì chuyện lão quách, nên lời nói cùng nhiều cái kích động. Lâm Thành Bân nhìn hắn, cả hai đều cùng nở nụ cười. Nhưng Lâm Thành Vũ thì cười không nổi, hắn lần này cũng là đại biểu nhân dân xã tham dự đại hội, từ lúc họp tới bây giờ đều trong tâm trạng lo lắng bất an. Hắn vốn là dùng tiền thuê ba anh em nhà họ xử đối phó với Trương Dương, Thế nhưng hiện tại Ba Anhem nhà kia chẳng thấy tung tích đâu, còn Trương Dương thì vẫn ung dung xuất hiện trước mặt hắn. Thà rằng Ba hem nhà kia vác theo một vạn của hắn bùng mất thì chả nói làm gì, đằng này ba anh đó không hẳn là loại đó, còn Trương Dương thì từ lúc trông thấy hắn cứ cười cười một cách rất tà ác làm cho Lâm Thành Vũ chột dạ, chết không đáng sợ, chỉ đáng sợ là sợ không biết khi nào mình chết. Lâm Thành Vũ thật muốn đến trước mặt Trương Dương nói chuyện nhưng hắn lại không có cái gan đó. Với khả năng của Trương Dương thì thừa sức đem Lâm Thành Vũ diệt gọn mà thần không biết quỷ không hay, nhưng Trương Dương không thèm làm như vậy. Hắn sẽ làm cho Lâm Thành Vũ không có một ngày yên ổn, cho hắn cái cảm giác suốt ngày phải sống trong lo âu thấp thỏm. Từng chút một hành hạ hắn cho tới lúc hắn thân tàn ma dại thì thôi. Sáng sớm chủ nhật trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Tân Vĩ đã mang theo chị gái hắn tới xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong đã ngồi sẵn trong phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình chờ thấy ô tô của triệu tân vĩ tới hai người liền tiến ra ngoài đón đỗ vũ phong cười nói tới sớm thật a à. triệu tân vĩ xuống xe tay bắt mặt mừng với đỗ vũ phong cùng trương dương sau đó móc ra cái bằng lái đưa cho trương dương trương dương hớn hở chăm chú nhìn vào cái bằng lái không khỏi cười lớn sau này ta có quang mình chính đại mà lái xe vào trong thị trấn rồi không phải sợ cái đám cảnh sát giao thông kia nữa Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong chừng mắt nhìn hắn, người có ý kiến gì với cảnh sát sao? Không dám, không dám, Trương Dương cười nói, cất cái bằng lái vào ví, sau đó hắn tiến tới mở cửa sau ô tô. Từ trên ô tô, Triệu Tân Hồng chậm rãi bước xuống. Vẫn cái khuôn mặt tái nhờ tái nhạt như lần trước, qua một thời gian không gặp, xem chừng nàng ta còn gầy yếu hơn trước nữa, hai con mắt vô thần nhìn Trương Dương. Trương Dương lễ phép chào, chị Triệu. Triệu Tân Hồng miễn cưỡng cười đáp lại. Đỗ Vũ Phong cũng tiến lại chào hỏi. Triệu Tân Vĩ mời hai người lên xe rồi mới y nói, "Chị của ta nghe nói Tử Hà Quan trên Thanh Vân Phong rất là linh, cho nên dậy thật sớm tới đó để dâng hương." Đỗ Vũ Phong ngồi vào vị trí tài xế. Triệu Tân Vĩ không quên nhắc nhở, "Lái xe kiềm chế a, à. chị ta thân thể không được khỏe cho lắm." Triệu Tân Hồng ho khan một tiếng nói, "Ta không sao." Trương Dương ngồi vị trí cạnh Đỗ Vũ Phong trên đường đi hắn nói nhỏ với, Thanh Vân Phong trước đây ta từng tới rồi, từ hà quan ấy thập phần cũ nát, có thấy hương khói gì đâu nhỉ. Đỗ Phú Phong nói, tiểu tử ngươi đột nhiên tập kích ha, nguyên bản là đang định gọi ngươi đi thịt lừa, nhưng àm thôi, như thế cũng tốt, gọi cho lão lưu bí thư chi bộ chuẩn bị cơm đê. Triệu Tân Vĩ ngồi phía sau vỗ vỗ cái hộp xanh nói, chị gái ta ăn chay. Trương Dương đang xem xét thăm dò tâm tư Triệu Tân Hồng, chỉ có chiếm được hảo cảm cậu nàng thì mới có hy vọng cho em gái hắn vào được đại học thực ra nếu hắn nhờ lý trường vũ thì chuyện này cũng đơn giản chỉ cần lý trương vũ nói một câu với tống tư đức chắc chắn tiểu tử kia sẽ phải nể vài phần mặt mũi nhưng là trương dương không muốn làm phiền lý bí thư nhất là loại chuyện này hắn cũng có thể tự giải quyết được nếu như không dùng bữa ở thôn thanh hà thì cũng chẳng cần phiền đến lão lưu chuyện khôi làm gì đỗ vũ phong đối với giao thông ở đây đương nhiên là vô cùng am hiểu Liên chạy thẳng một mạch tới chân núi Thanh Vân Phong. Làm cho mấy người họ ngạc nhiên là khi tới chân núi thì đã thấy một chiếc xe Jeep Bắc Kinh đã đậu sẵn ở đó. Trong xe không có ai, xem chừng là đã đi lên núi từ trước rồi. Triệu Tân Vĩ cười nói, còn nói hướng khói không thịnh sao. Nhìn xem, chẳng phải là đã có người lên núi đó là gì. Trương Dương cười nói, mỗi một chiếc xe thôi mà, cuống chi tới đây cũng chưa chắc đã là lên núi Thắp Hương. Triệu Tân vĩ vốn định phóng tỉ tỉ hắn, nhưng Triệu Tân Hồng lại kiên quyết muốn đi bộ. Đi được hơn một dặm thì mệt tới không bước nổi nữa, Triệu Tân vĩ phải khuyên bảo mãi nàng mới chịu để hắn cõng. Lần trước Trương Dương cùng Tả Hiểu Tinh đi lên Tử Hà Quan cũng mất tầm khoảng gần 2 giờ đồng hồ, nhưng đó là cả hắn là nàng sức khỏe còn tốt, thể lực không có vấn đề gì. Còn Triệu Tân Hồng hiện tại mang bệnh trong người, hiển nhiên là tốc độ không thể nhanh được. Triệu Tân Vĩ cóng chị đi được một lúc thì thở cũng không ra hơi nữa bèn đòi sang Trương Dương. Đỗ Phú Phong đã chứng kiến cái đêm lần trước Trương Dương cóng sở yên nhiên nên biết rõ thể lực tiểu tử này thực sự là vô vùng kinh người, vì thế cho nên cũng chẳng có ý kiến gì mà cứ mặc kệ. Về phần Trương Dương thì hắn cũng đang muốn tranh thủ cảm tình cầu Triệu Tân Hồng nên đương nhiên không phàn nàn gì mà cứ vui vẻ thoải mái như không có chuyện gì. Triệu Tân Vĩ tuy rằng thân thể cũng coi là khỏe mạnh, nhưng vốn quen sông An nhà nơi thành thị, Đối với việc leo núi như thế này đích xác là ít nhiều khó khăn chứ đừng nói là trên lưng còn cõng theo một người. Thấy thể lực Trương Dương kinh người đến thế hắn cũng nói một hai câu khách khí mà phó mặc tỷ tỷ cho Trương Dương cõng luôn. Triệu Tân Hồng không nhịn được nói, hai tên lớn đầu các ngươi không biết xấu hổ lại còn cứ khi dễ Trương Dương. Triệu Tân vĩ cười nói, tỷ à, ta già rồi a, à, làm sao so sánh được với thanh niên trẻ khỏe như hắn. Đỗ Phú Phong cũng hùa vào, Triệu tỷ à, Chị cứ yên tâm, tiêu tử này là người không phổi A, à, hắn có biết chữ mệt là gì đâu. Chị không biết chứ, lần trước hắn cõng một cô gái bị tai nạn dọc đường núi suốt mấy giờ đồng hồ mà có mệt tí nào đâu. Triệu Tân Hồng cười khổ, nhưng người ta là một cô gái trẻ đẹp A. À. Còn ta là một thái bà. Trương Dương cười nói, triệu tỷ, được cóng chị em cũng lấy làm vinh hạnh rồi. Trần Tân Vĩ trêu chọc, huynh đệ A, à, hay là người có chuyện gì cần nhờ chị ta giúp đỡ đó hắn cũng đã nghe Đỗ Vũ Phong nói qua chuyện của Trương Dương thế nên bây giờ mứ oi nói bóng nói gió qua một chút. Trương Dương nói, chúng ta đã là huynh đệ, thì chị ngươi cũng như chị ta. Ta hiện tại chỉ cần cõng chị đây lên tử hà quan thắp hương, mong sao cho chị được một đời bình an, bệnh tình chóng khỏi, thân thể khang kiện là tốt rồi. Những lời này của Trương Dương đích thị là vỗ mông ngựa trắng trợn nhưng Triện Tân Hồng nghe vẫn thấy có chút cảm động, nhẹ giọng nói, vất vả cho các ngươi quá lúc này phía trước xuất hiện hai bóng người một là một lão giả mặc một bộ đồ thể thao mà xám đi giày vải chống ba tom một là một cô gái đầu đội mũ lưỡi chai mặc đồ thể thao đen đi giày thể thao trắng có lẽ là do đi đường cũng mệt mỏi nên đang ngồi nghỉ ngơi ở một tảng đá ven đường thấy đám người trương dương đi tới nữ tử tiến lại hỏi xin hỏi mấy bị thanh vân trúc hải có còn xa đây không ạ nữ tử này đầu đội mũ lưỡi chai lại đeo kính đen to đùng cùng mang khẩu trang nên không nhìn rõ mặt bất qua nghe giọng nói tiếng phổ thông còn khá cứng kia thì có lẽ vẫn còn trẻ. Trương Dương cũng biết Thanh Vân Trúc Hải kia gần chỗ tử Hà Quan liền chỉ chỉ về phái trước, cùng tầm khoảng nửa giờ đi đường nữa, vừa vặn chúng ta cũng đang đi về hướng đó. Các người có muốn đi chung không? Nữ tử lịch sự cảm ơn rồi đi lại phía lão giả kia. Lão giả này lúc này mưa oi chống ba tong đứng dậy, lúc đi tới chỗ mấy người lão hỏi, tiểu tư, nghe đồn Thanh Vân Phong này có mã tặc phải không? Lão nói một câu đúng rộng địa phương huyện Xuân Dương. Đỗ Vũ Phong cười nói, đúng vậy, bất quá là từ trước giải phóng rồi. Ngày trước Thanh Vân Phong này có cả một sơn trại mã tặc luôn, thường xuyên hoành hành cướp bóc thương nhân với khách hành từ Bắc Nguyên hay Xuân Dương xuôi qua vùng này. Trương Dương nói, trong đó nổi tiếng nhất là An Đại Hồ Tử. Nghe nói giết người phân hỏa, khi nam phách nữ, không việc ác nào không làm. Triệu Tân vĩ tiếp lời ta còn nghe có thoại vùng này mỗi khi nữ nhân muốn dỗ trẻ con quấy đều mang tên an đại hồ tử ra mà dọa thế mà rất linh nghiệm a à, nói xong trẻ con nín bật ngay cả đám người cùng cười ồ lên chỉ có nữ nhân kia là vẫn lạnh lùng nàng nheo mắt nhìn trương dương qua đôi kính dâm sở dĩ nàng đối với tiểu tử này rất phản cảm là vì hắn là tên cười cản rỡ nhất đỗ vũ phong cười nói trương dương a à, xem chừng ngươi cùng an đại hồ tử đó có duyên thật a à. trương dương vẻ mặt phiền muộn nói người xem lúc sinh tiền an đại hồ tử kia chả làm được cái việc gì tốt, thế ảm hậu đại của hắn lại thành đại thương nhân, lại còn là hoa kiểu yêu nước nữa chứ. Cuộc đời thật là khôn lường. Triệu tân vĩ cười, có tiền là đại gia mà. Chứ nếu không chỉ với cái danh là con cháu của An Đại tướng cướp thôi cũng đừng hỏng sống tốt cho được. Lão giả kia cười nói, vậy mưa oi nói đảng và chính phủ ta rất nhân đạo, không kể ngày trước làm gì, chỉ cần thật tâm hối cải, muốn cống hiến sức mình cho quốc gia thì đều được cấp cho một cơ hội làm lại cuộc đời. Trương Dương thần tình khinh bỉ nói, ta thấy chính quyền dung túng thì đúng hơn. Có câu, hổ phục xanh hổ tử, an đại hồ tử đã như thế, an lão đầu kia khẳng định không mười thì cũng chín phần. Nữ tử kia cắn cắn môi dưới, bong tung chân đá một hòn đá nhỏ trên đường như chút giận cái gì. Siêu, một tiếng, viên đá bay đập thẳng vào thân cây khiến cho một mảng vỏ vây tung cả ra trương dương thấy một màn này không khỏi ngẩn người không thể ngờ rằng cô gái này lực đạo cũng cường đại thật a à. lão giả hòa ái cười nói báo chí đều nói an trí viễn kia là hoa kiểu yêu nước người thế nào lại nói rằng người ta là thứ chẳng ra gì trương dương nói không phải đều là do mấy đồng đô la hồng kông kia sao lợi dụng tiền để khống chế một số nhân vật trong chính quyền đừng nói là báo chí cái gì mà lão ta muốn trả được mà lão nói xem lão về quê bỏ tiền ra xây được đúng một cái trường tiểu học rách nát để lấy hình tượng, đến ngó qua cũng chả thèm ngó, ngoài ra đã làm được cái gì khác cho gia hương chưa? Cái gì àm hoa kiêu yêu nước chứ? Nhảm! Đỗ Vũ Phong than thở, bây giờ khắp nơi đều là mấy cái đám gian manh cả thôi. Nếu được một phần như lão ấy, dù gian manh ta cũng thành danh nhân rồi. Triệu Tân Vĩ lắc đầu cười, ta nghe đồn bên Hồng Kông lão sở hữu tới vài công ty thương mại, vợ bé giam bảy người, tình nhân nhiều vô số kể nguyên lại là một lão lưu manh a à. trương dương khoa trường mà nói cả đám người đều cười ồ lên lão giả cười ha hả ta nghe nói an trí viễn kia đã gần 70 tuổi thế nào mà dư tinh lực chơi hoa thế nhỉ trương dương cười nói lão gia từ a à, chưa nghe câu thân già mà tâm không già sao xin lỗi nói lời mạo phạm một chút nếu bình thường là ngài gặp một tiểu cô nương xinh đẹp ngon lành ngài có động tâm không lão giả cười ha hả chỉ chỉ trương dương Tiểu tử ngươi thật sự là rất khôi hài a. À. Lão tử này tính tình cũng rất rộng rãi phóng khoáng nên đám người nói chuyện vô cùng ăn ý, thì thoảng lại cười ồ lên một trận. Đi một hồi rốt cuộc cũng trông thấy mấy gian nhà thấp thoáng bên gần vách đá. Trương Dương biết tính Trần Sùng Sơn thích thanh tĩnh nên cũng không quấy quả lão. Hắn chỉ ra phía đằng sau mấy gian nhà nói, "Lão gia tử, Thanh Vân trúc hải ở phía sau mấy gian nhà kia. Chúng ta tạm biệt ở đây thôi." Lão giả cười gật đầu, đa tả à mà tiểu tử, ta còn chưa biết tên ngươi. Trương Dương, Trương Dương đĩnh đạc mà đáp, bất quá hắn không để ý nữ tử kia miệng đang lầm nhầm tên hắn để cố nhớ vào trong đầu. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi thì Triệu Tân Hồng giọng run run, run vô lực nói, ngực ta đau quá. Trương Dương vội đặt nàng xuống, Triệu Tân Vĩ cuống quyết mở ba lô rót một chén nước ấm và tìm thuốc. Nhưng thật không may lần này chuẩn bị lại sơ sẩy mà quên thuốc giảm đau ở nhà. Triệu Tân Hồng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Thấy nàng thống thổ như vậy, Trương Dương vẫn chỉ điểm liên tục lên mấy huyệt trên người, lúc này Triệu Tân Hồng mới cảm giác được đau dớn giảm đi phần nào. Nữ tử kia tiến tới đưa chai nước khoáng cho Triệu Tân Vĩ, hắn cuống quyết vặn nắp chai rồi đưa cho chị. Triệu Tân Hồng thều thảo hướng nữ tử kia nói cảm ơn. Lão giả kia cũng nhìn Trương Dương với con mắt hết sức ngạc nhiên, người biết điểm huyệt sao? Trương Dương cười nói, chỉ là mấy miếng tẩm quất vớ vẩn thôi. Đã để lão gia tử chê cười rồi. Từ lời lão giả này, Trương Dương cũng đoán ra lão đối với thủ pháp điểm huyệt cũng có chút hiểu biết, bằng không chỉ bằng mắt thường nhìn vào, tuyệt sẽ không nhận ra động tác điểm huyệt của hắn. Lão giả cười cười vẻ bí ẩn, đi tới trước mặt Triệu Tân Hồng, vẻ mặt ôn hòa nói, ta cũng biết sơ qua một chút về y lý, không bằng để ta xem mạch xem thế nào. Triệu Tân Hồng do dự một hồi rồi cũng vươn tay ra. Qua một hồi, lão giả kia trong ánh mắt toát ra mọt vẻ lực bất tòng tâm. Triệu Tân Hồng đảm nhiên cười nói, lão tiên sinh có gì xin cứ nói thẳng. Ta đối với oi bệnh tình cậu mình đương nhiên biết rõ, đối với ta sống thêm được một ngày trên đời này cũng là quý giá rồi. Lão giả thờ dài nói, không ngờ ngươi đối với nhân sinh lại thấu triệt như vậy. Kỳ thực mà nói con người ta sống trên đời tối quan trọng là làm sao để cho mỗi ngày sống đều có ý nghĩa chứ không quan trọng sinh mệnh dài hay ngắn có nhiều người quan tâm lo lắng như ngươi như vậy đó cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Triệu Tân Hồng mỉm cười nói, nghe được lời vàng ngọc của tiên sinh đây, trong lòng ta cảm thấy thật thoải mái. Lão giả cười nói, thế sự vốn không có gì là tuyệt đối, bất cứ chuyện gì cũng có thể có khả năng xoay chuyển. Lão vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trương Dương, rồi sau đó cùng cháu gái lão rời đi về phía Thanh Vân Trúc Hải. Chờ Triệu Tân Hồng nghỉ ngơi một lúc lại sức, mấy người trương dương mới tiếp tục hướng từ hà quan mà đi tới triệu tân vĩ cùng đỗ vũ phong đương nhiên không biết được trương dương điểm huyệt vừa rồi có tác dụng như thế nào nhưng triệu tân hồng thì rất rõ ràng lúc trương dương điểm lên người nàng đau đớn lập tức giảm đi rất nhiều ngay cả dùng thuốc giảm đau cũng không có hiệu quả thần kỳ được như vậy bản thân làm trong ngành y nhiều năm nàng bắt đầu cảm thấy cần phải xem xét lại con người tên tỉa tử này tử hà quan vẫn sập sệ nằm đó tử hà chân nhân Lý Tín Nghĩa vẫn lười biếng nằm phơi nắng trong sân. Bốn người Trương Dương bước vào trong sân cũng chẳng khiến lão có chút chú ý nào quay lại mà vẫn cứ lim di mắt nằm đó tựa hồ như đang ngủ say. Triệu Tân Vĩ đỡ tỉ tỉ hắn vào điện lão quân thắp hương, Đỗ Vũ Phong thì đã gặp qua Lý Tín Nghĩa rồi liên bước tới vui vẻ chào hỏi, Lý Đạo trưởng hơn một năm không gặp mà phong thái vẫn như trước A. Lý Tín Nghĩa mở một con mắt bên trái nhìn Đỗ Vũ Phong, Quán nửa ngày mới gật đầu chào lại một cái tựa như là mãi lão mới nhớ ra Đỗ Vũ Phong là ai, sau đó mí mắt lại cục xuống, hiển nhiên không muốn người khác quấy dày. Đỗ Vũ Phong thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng, đành cười trừ rời đi. Trương Dương thì đang đứng nhìn cái bia văn khẽ giọng độc. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc sảng nhiên chi thế hạ, dịch nghĩa, trước không gặp cổ nhân, sau không thấy người tới. Nhìn tình cảnh mà buồn. Một mình bi thương rơi nước mắt. Hắn lớn tiếng khen thơ hay, sau đó nhìn lại tác giả là Trần Tử Đái viết. Tên tác giả này là xuất hiện sau thời của Trương Đại Thần Y nên đương nhiên Trương Dương chẳng thể bia hắn là ai. Đỗ Phú Phong không có tí tế bảo văn học nào, đứng xa xa nhìn Trương Dương đang đắc ý với mấy áng thơ, tự nhủ tiểu tử này lên cơn rồi, thôi mặc kệ hắn. Trương Dương lần trước tới đây là cùng đi ngắm mặt trời mọc với tả hiểu tình cho nên cũng chẳng chú ý tới những bia đá trên tử hà quan này. Bây giờ mới có cơ hội để chăm chú thưởng thức, thấy trên một tấm bia có một câu tối dịch thị đương quan. Nhàn nhất là làm quan khiến cho Trương Dương cực kỳ hứng thú, ai cũng nói con đường quan lộ là đầy nguy nan. Thế nào lại có người nói như vậy? Lý Tín Nghĩa chẳng biết từ lúc nào đã gì tới gần lại bên người Trương Dương. Từ lần trước lão đã nhận ra Trương Dương này có chút quan hệ với cháu gái Trần Sùng Sơn, hơn nữa lão Trần Sùng Sơn kia cũng rất yêu quý hắn, vì vậy cho nên cũng đối xử với Trương Dương thân thiết hơn so với người khác ngươi biết xuất xứ câu thơ này sao. Trương Dương lắc đầu, xin đạo trưởng chỉ giáo. Lý Tín Nghĩa khẽ vuốt dâu nói, tác giả của câu này chính là mãn thanh trọng thần Lý Hồng Trương. Hắn làm đại quan cho nên dưới ít mà trên vạn người, trên có sai gì thì lại sai dưới làm, cho nên bản thân chẳng cần phải làm gì cả. Trương Dương lại nói, làm quan dễ nhưng làm quan tốt thì không dễ dàng. Lý Tín Nghĩa hỏi lại, cái gì là quan tốt? Lấy quan trường so với đạo mà nói thì chức vị cũng giống như đạo pháp, cảnh giới cao nhất chính là vô vi mà trị. Càng tầm thường càng an ổn, càng an ổn càng có nhiều cơ hội. Trương Dương không khỏi nở một nụ cười, lão đạo sĩ này thật sự là thú vị, lão thân là đạo gia đệ tử mà có thể dùng lời của đạo gia để giải thích cái điều thế tục như thế này. Trương Dương nói ý tứ chân chính của vô vi mà chỉ có nghĩa là thế này. Vô vi tức là thuận theo tự nhiên mà không làm điều nghịch, chỉ là cai quản, là thống trị. Nguyên bản là ước thúc hành vi cá nhân trong một cái quy tắc chuẩn mực. Lý tín nghĩa nghe e dược Trương Dương lý giải như vậy trong mắt không khỏi toát ra vài phần tán thưởng. Thật không ngờ tiểu tử này còn trẻ như vậy mà kiến giải những vấn đề này lại có thể sâu sắc được như vây. Thảo nào mà Trần Sùng Sơn kia lại tôn sùng như vậy, đang muốn vận lại Trương Dương vài câu thì nhìn phía trước cửa lại có một già một trẻ tiến vào đành rời đi. Trương Dương không hiểu sao lão đạo sĩ đang nói thì đột nhiên lại ly khai, bèn quay lại nhìn thì thấy đúng hai người vừa nãy cùng đi dọc đường. Thấy lão già kia đi lại vững vàng, khí định thần nhàn, trong lòng cũng đoán được lão đầu này chắc chắn là thân mang võ nghệ chứ nếu không với niên kỷ của lão làm sao có thể an nhàn đi bộ lên tận đỉnh thanh vân phong thế này. Lão giả vui vẻ tiến tới bắt chuyện với Trương Dương rồi ánh âm cũng bị thu hút bởi câu nói trên bia đá kia, lão nhìn kỹ vài lần kết luận chính là của Lý Hồng Trương viết, không khỏi cười nói tối dịch thị làm quan. Ta xem Lý Hồng Trương kia cũng chẳng phải là quan tốt gì, chứ nếu không mãn thanh kia cũng chẳng suy tàn đến như vậy. Đỗ Phú Phong sau một hồi yên lặng cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào, lão gia tử, chuyện này có oán thì phải oán cái lão nương từ hy kia chứ, chẳng phải là mụ ta đem quân phí của thủy sư đi xây dạp hát sao lão giả thở dài, suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc. Nhưng Đỗ Vũ Phong nói, kỳ thực quan tham đâu chẳng có, nhưng sợ nhất là cái loại bòn hút đến tận xương tủy của dân. Triệu Tân Vĩ nâng tỷ của hắn bước ra cười nói, này bạn thân, chúng ta xuất thân nông dân đừng có ăn rau muống bàn luận đại sự. Mắt thấy cũng đã gần trưa rồi, Triệu Tân Vĩ lo lắng tỷ tỷ đói bụng, liền bảo tất cả rời ra cái đoạn quan phía ngoài ngồi ăn triệu tân hồng mang ra mấy cái cái bánh bao trứng cút mời trương dương và đỗ vũ phong lại đưa cho triệu tân vĩ mời hai ông cháu lão giả kia lễ thượng vãi lai lão giả cũng đưa mấy chai nước mời mọi người lão giả kia cũng thực sự hòa ái dễ gần vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ cùng mọi người ngược lại cô cháu gái của lão thì rời đi vừa ăn vừa đi ngắm phong cảnh xung quanh một mình lão tử kia lại chủ động nhắc tới dề tài an đại hồ tử lão vừa đi tới thanh vân trúc hải du ngoạn Chỗ đó chính là đại bản doanh sơn trại mã tặc của An Đại Hồ Tử, thanh vân phong thực sự là đẹp, có thể nói tài nguyên về du lịch rất nhiều, chỉ là vẫn còn quá hoang sơ chưa có khai phá. Nếu khai thác hợp lý, quản bá ra ngoài một chút, khẳng định là sẽ mang tới không ít lợi nhuận đâu a. À. Đỗ Phú Phong trả lời, đâu chỉ thanh vân phong, trên cả Thanh Thai Sơn này, danh thắng có thể nói là nhiều vô số. Đáng tiếc là chưa ai biết khai thác mà thôi. Trương Dương cười nói, lão tiên sinh hiện đang làm gì ạ? À? lão giả cười nói, ta họ Lý, cũng chỉ là công nhân viên chức cục văn hóa huyện Xuân Dương đã nghỉ hưu. Hiện đang muốn siêu tập một ít tư liệu để viết tiểu thuyết. Là tác gia A, Đỗ Vũ Phong trợn mắt hô to. Lão giả tươi cười nói, không dám, không dám, cỡ như ta đâu dám tính là tác gia cái gì. Giấy viết bán đồng nát được hàng đống tiền rồi mà cũng chỉ được đăng vài bài viết con con. Loại tác phẩm lớn thế này cũng là lần đầu tiên viết thử thôi bất quá tư liệu thực sự là còn rất ít. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới một việc, lão gia tử, lão đã đi qua mộ của An Đại Hồ Tử chưa? Trương 42, nguyên lai là cố nhân. Lão giả sửng sốt một chút, trong ánh mắt toát ra một vẻ kích động, thanh âm có phần hơi run run, tiểu trương, người biết chỗ hắn được mai táng sao? Trương Dương gật đầu, lần trước tới Thanh Vân Phong, hắn cùng Trần Sùng Sơn đã từng bảo vệ phần mộ của An Đại Hồ Tử. Lão giả nắm tay Trương Dương, giọng run run nói tiểu trương mau dẫn ta đi trương dương có chút buồn bực không biết cãi lão gia hỏa này thần kinh có vấn đề gì không kiếm chút tài liệu thôi mà có nhất thiết cần phải kích động đến như thế không hắn cười nói không có vấn đề gì chỉ là đi từ trên này xuống dưới đó cũng không gần lắm đâu thân thể của lão liệu chịu nổi không lão giả liên tục gật đầu được chứ không thành vấn đề lúc bọn họ cùng nhau ly khai tử hà quan lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa mới xuất hiện phía trên đỉnh nhìn theo, lão nhìn chằm chằm vào bóng lưng lão giả họ Lý kia, trong mắt hiện lên một thần tình hết sức phức tạp, miệng lẩm bẩm, 50 năm rồi. Đi tới trước Thanh Vân Trúc Hải, Đỗ Vũ Phong cùng Triệu Tân Vĩ quyết định con Triệu Tân Hồng xuống núi trước, còn Trương Dương dẫn hai ông cháu lão giả kia đi tìm mộ an đại hồ tử. Đi qua nhà của Trần Sùng Sơn, thấy cửa nhà đóng chặt, Trương Dương đoán chắc lão đi săn thú rồi. Dựa theo trí nhớ từ lần trước, Trương Dương mang hai ông cháu lão Lý đi men theo con đường mòn nhỏ sau gian nhà đi vào trong rừng trúc. Thế nhưng càng tiến vào sâu bên trong đường lối càng rắc rối, tìm suốt 20 phút đồng hồ mà vẫn chẳng thấy đâu. Lúc này Trương Dương mới cảm thấy tìm được phần mộ của An đại hồ tử này thật không dễ dàng gì. Cô cháu gái kia bắt đầu khó chịu, trừng mắt nhìn Trương Dương nói, rốt cuộc ngươi có biết chỗ hay không? Lão giả trách mắng, "Yêu Nhi, không được vô lễ." Trương Dương vừa nghe vừa buồn cười thì ra nhà đầu kia gọi là yêu nhi, thực sự là nghe rất tà quái a, à, thật không ngờ lại có người tên như vậy. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại một chút, sau đó nhìn về phía di chỉ hắc phong trại, rồi chỉ về phía trước nói hẳn là ở phía trước rồi. Hắn tiến về phía trước tầm 20 mét, quả nhiên giữa rừng trúc thấy có một khoảng đất trống, trên đó có một phần mộ, nhưng phần đất phía trên vẫn còn mới mới. Lão giả bán tín bán nghi nhìn Trương Dương, an đại hồ tử kia đã chết tới 60 năm nay, Thế nào cái phần mộ kia lại vẫn còn mới như thế được? Trương Dương đương nhiên nhìn ra nghi ngờ trong mắt lão, liền mỉm cười giải thích, vài ngày trước, phần mộ này bị kẻ trộm đào trộm, chẳng biết cái đám ấy làm sao tra ra được đây là phần mộ của An đại hộ tử, chúng cho rằng đầu lĩnh Mã Tặc ấy khi sống giết người cướp của rất nhiều, của cải nhiều vô số, chắc trong mộ cũng có chôn theo báu vật gì nên đào lên để kiếm trác. May mà lão Trần Sùng Sơn phát hiện sớm kịp thời ngăn chặn, nhưng cũng đã bị hư hại một phần lúc đó chúng ta đắp lại nên mới thành ra cái dạng này. Lão giả gật đầu, chậm rãi đi tới phần mộ, lão ngồi xổm xuống, tay run run đưa lên sở nấm mộ. Phía sau bỗng vang lên một thanh âm lạnh lùng, các người định làm gì, Trần Sùng Sơn tay cầm một cây súng săn, uy phong lẫm lẫm xuất hiện phía sau bọn họ. Trương Dương xoay người lại, mỉm cười chào, bác Trần, quên ta nhanh vậy rồi sao? Trần Sùng Sơn lúc này mới để ý tới Trương Dương vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt nhanh chóng chuyển sang tươi cười, lão thu hồi khẩu súng lại, tiến tới vỗ vỗ vai Trương Dương, Trương Dương, sao ngươi lại tới đây? Trương Dương đem hai ông cháu lão giả lý với Trần Sùng Sơn. Trần Sùng Sơn nghe nói lão lý này vì tìm kiếm phần mộ an đại hồ tử mà tới, không khỏi hướng mắt sang nhìn, hai đôi mày hoa dâm cùng gặp nhau, Trần Sùng Sơn thấp giọng hỏi, ngươi muốn viết về cuộc đời an đại hồ tử. Lão giả gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, Ông cha ta với an đại hồ tử kia có chút quan hệ, là thiếu hắn một ân tình không nhỏ, cho nên muốn ta tìm hài cốt của hắn coi như trả ơn. Trần Sùng Sơn không nói gì, tiến về phía trước, lão giả kia cũng theo sát phía sau. Đi tới một bụi cỏ không xa, dùng báng súng đẩy đầy bụi cỏ ra, trong bụi cỏ xuất hiện một cái bia mộ vỡ. Lão giả ngồi xuống xem thấy trên bia mộ có chữ An Thành, lại theo hướng Trần Sùng Sơn chỉ, tìm thấy một phần khác của bia mộ, bên trên có hồ tử khóe môi lão giả giật giật, thất tha thất thểu trở lại trước phần mộ, quỳ xuống dưng dưng nói, cha, đứa con bất hiếu, đã về đây với người đây. Ra ra, cô gái tên yêu nhi vội tiến tới đỡ lấy tay lão giả. Trần sùng sơn thì sừng sốt, còn trương dương thì đưa cả người, hắn thật không tưởng tượng nổi lão giả này lại chính là nhi tử của an đại hồ tử kia. Tiểu tử này bắt đầu thực sự rất là lo lắng, vừa rồi suốt dọc đường đi cùng lão, cả đám bọn hắn chẳng nói được câu nào tử tế về hai cha con An Đại Hồ Tử. Mà cái lão già An Chí Viễn này cũng thật là nhảm hiểm, người ta chửi cha con lão sơi sơi như thế mà lão cư nhiên vẫn mỉm cười từ đầu đến cuối, chả trách nhà đầu yêu nhi kia cứ nhìn mình như nhìn kẻ thù giết cha. Trương Dương thực sự là hối hận không thôi, con mẹ nó chứ, thế nào hôm nay mình lại ngu thế nhỉ, một cái điểm nhạy cảm như thế lại không để ý ra chứ, lại còn chính mình là người chửi cha con lão nhiều nhất chứ càng chết giờ là lão an trí viễn này trong toàn bộ giang thành thậm chí là cả miền này chính là siêu cấp thần tài, không ai không kính nể. Trần Sùng Sơn thì chẳng có nghĩ nhiều như Trương Dương, chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi là an trí viễn. Nói xong vác súng lên vai quay trở về. Trương Dương vẫn hồn phiêu phách lạc đứng đó. Thực tâm mà nói, hắn cũng phải sợ mà là thấy buồn bực. Chính mình cay đắng mà chỉ đạo cái sự tình trùng kiến tiểu học hồng kỳ kia chỉ vì nhĩ ít lấy lòng vị an lão gia tử kia, muốn hắn vui lòng mà nói một hai câu để mình có thêm được chút thành tích còn có cớ để cho lý trường vũ kia đùn mình lên nhưng thật không may hoàn thành hết cả rồi chỉ ngồi đợi thành tích thế mà lúc này lại vô ý đắc tội với người ta thật sự là hoan uổng a à, khổ cực bao lâu như vậy cuối cùng thành ra công dã tràng ngẫm lại từ đầu tới cuối mình chẳng có nói được câu nào tử tế thế này sợ rằng cả đời được an cư ở đây rồi trương dương ngại ngùng ngài cứ tự nhiên ta xin phép An Chí Viễn vẫn đắm chìm trong hồi ức, căn bản không có nghe thấy Trương Dương nói gì, chỉ có nhà đầu yêu nhi kia hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Trương Dương cũng không muốn mất mặt, vội vội vàng vàng ly khai khỏi Trúc Hải. Trần Sùng Sơn đã ngồi ngoài sân nhà chờ hắn. Trương Dương cũng biết tính lão gia tử này thích yên tĩnh, tươi cười tiến tới nói: "Bác Trần, thật xin lỗi, lại làm phiền tới bác rồi." Trần Sùng Sơn thở dài nói: "Có gì đâu, người ta bái tế phụ thân cũng là việc kinh thiên đại nghĩa." nghĩ không ra an đại hồ tử kia vẫn còn có một nhi tử sống trên đời này trương dương nghe lão nói trong lòng âm thầm kỳ quái lẽ nào an đại hồ tử kia còn có con riêng nào nữa sao trần sùng sơn đưa ra một bao sơn trà cầm lấy dùng thử xem trương dương vội nhận lấy trần sùng sơn lại nói lần sau người gặp tuyết nhi người giúp ta đưa mấy thứ này cho nó nó sắp thi vào cao đẳng rồi cũng cần phải bồi bổ sức khỏe lão đưa cho trương dương một túi gồm mấy thứ sơn chân trúc tôn thạch nhĩ hoàng tinh phơi khô trương dương gật đầu bác trần cứ yên tâm khi nào đi qua thị trấn ta sẽ đưa cho nó hắn mang đầy bụng tâm sự cũng chẳng còn tâm tình ngồi đàm luận với trần sùng sơn vội vã cáo tử rồi chạy vèo xuống núi lúc chạy đến chân núi đã đuổi kịp đỗ vũ phong cùng triệu tân vĩ cả hai người này đều đang mệt không thở ra hơi nhìn trương dương vậy không khỏi than thở thằng nhãi này đúng là không phải là người a Thấy Trương Dương chạy tới, Triệu Tân Vĩ mừng rỡ hồn hền nói tốt. Tốt, tới phiên ngươi. Triệu Tân Hồng trách mắng, thế nào, ba chị già của ngươi là lựu đạn hả, hận không thể lập tức đáp đi chứ gì. Triệu Tân Vĩ méo mặt cười khổ nói, chị à, thực sự là chân ta không lết nổi nữa. Trương Dương cũng chẳng nói gì đi thẳng tới đỡ lấy Triệu Tân Hồng, kỳ thực bọn họ cũng chỉ còn cách ô tô vài trăm mét thôi, chỉ là Triệu Tân Vĩ cùng Đỗ Vũ Phong đều kiệt sức cả rồi. Nếu như Trương Dương không tới thì có lẽ bọn họ cũng lại ngồi nghỉ một lát rồi mới đi tiếp. Vào trong ô tô, Triệu Tân Vĩ mới lấy ra ba chai nước đưa cho mỗi người một chai. Lúc này hắn mới chú ý tới thần tình Trương Dương có chút không đúng, liền quan tâm hỏi: "Ngươi sao thế?" Trương Dương lại đang ngẩn ra nhìn cái xe jeep cũ nát kia, ngay đến cả biển số cũng không có, ai có thể nghĩ đại thương nhân Hong Kong lại có thể đi một con xe như thế này tới đây chứ? Trương Dương thở dài, suy nghĩ một chút có nên đem thân phận thực sự của lão giả họ Lý kia nói cho bọn hay không. Đang định mở mồm nói gì thì bỗng nhiên hắn hướng lại hướng ra phía sau bụi cây đằng kia chạy tới. Đỗ Phú Phong cười nói với theo, cứ từ từ mà giải quyết nhé. Lúc trở về xã Hắc Sơn Tử, Trương Dương định bảo ông chủ tứ Quý Hương làm một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi tỷ đệ Triệu Tân Hồng, bởi cùng phải lái xe quay trở về cho nên Triệu Tân Vĩ không muốn uống rượu. Đỗ Vũ Phong cười nói, cứ thoải mái mà uống đi, sáng sớm mai trở lại cũng được, ngươi là hiệu trưởng, ai kiểm tra ngươi mà sợ. Triệu Tân Vĩ nói, nói là thế, nhưng mà còn chị ta nữa chứ. Tốt hơn hết vẫn cứ là sớm quay trở về nghỉ ngơi. Hắn nói như thế Đỗ Vũ Phong cũng không gạ hắn ở lại nữa. Bọn họ dùng bữa xong chỉ trong khoảng nửa giờ, nghỉ ngơi một lát rồi Triệu Tân Vĩ đứng dậy xin phép cáo từ, đột nhiên hắn lại mở miệng ra hỏi, Trương Dương lần trước chẳng phải ngươi nói tìm một vị lão y rất giỏi xem bệnh cho chị ta ư. Nghe hắn nói vật trương dương mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, trong lòng không khỏi thầm trách mình. An trí viễn kia xuất hiện khiến cho tâm tình của hắn rối loạn, cả ngày hôm nay suốt từ đây lên núi, rồi lại từ trên núi xuống, hắn không ngại vất vả mà tranh thủ từng tí cảm tình của Triệu Tân Hồng, nỗ lực nhiều như vậy đương nhiên không muốn đến giờ kết quả lại ra không. Trương Dương đành tạm gác chuyện phiền não trong lòng lại, mỉm cười nói triệu tỷ A. À. Bất quá lão tiên sinh kia tính tình vô cùng cổ quái, chúng ta phải đơn độc đi tới tìm hắn. Triệu Tân Hồng cư nhiên mỉm cười đồng ý, quay lại nói với Triệu Tân Vĩ, người ở lại đây đợi ta. Triệu Tân Vĩ không biết trong hồ lô của Trương Dương có cái thuốc gì, bất quá thấy tâm tình của bà chị cũng rất tốt nên hắn cũng thấy vui mừng. Triệu Tân Hồng đối với chữa bệnh gần như đã chẳng còn có chút quan tâm nào, nhưng hiện tại lại chủ động đồng ý đi khám chứng tỏ hiện tại trong lòng nàng đang có hy vọng. Triệu Tân Vĩ ném chìa khóa x -E câu Trương Dương, kiềm chế A. Kỹ thuật lái của người ta chưa yên tâm đâu. Trương Dương vui vẻ nhận cái chìa khóa rồi cùng Triệu Tân Hồng lên ô tô. Đương nhiên hắn chả có biết một cái lão trung y nào mà chỉ làm hàng vậy thôi. Hiện đang muốn tìm một chỗ yên lặng nào để nói chuyện thẳng thắn với Triệu Tân Hồng. Triệu Tân Hồng trên xe nhìn Trương Dương đầy thâm ý nói, Tiểu Trương A, người nói thật cho ta xem, cái lão thầy thuốc kia có phải là không tồn tại không? Trương Dương nghe vậy trong lòng cả kinh, mình đã sắp xếp ổn như thế, thế nào chị ta lại nhìn ra được, khiến cho trong lòng hắn có chút không yên. Triệu Tân Hồng cười nói, kỳ thực ngay từ lúc trên núi ta đã chú ý. Ta đối với bệnh tình và thân thể mình đương nhiên rõ hơn ai hết, lúc đó đột ngột lên cơn đau, bình thường ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể dứt ngay được. Thế mà ngươi chỉ điểm điểm vài cái cơn đau lập tức dịu xuống còn nhanh hơn cả dùng thuốc ta cũng là một bác sĩ nhưng đối với điều đó vô pháp mà giải thích được đúng như vị lão tiên sinh kia nói. Trong lòng Triệu Tân Hồng đã từ lâu lắm rồi mới sản sinh ra cái mong muốn, khao khát được tân sinh. Mà tâm lý như vậy khiến cho tính cách Triệu Tân Hồng cũng trở lên rộng rãi hơn. Trương Dương gật đầu nói, Triệu Tỷ, ta có biện pháp trị bệnh cho ngươi. Từ lúc tự thân được trải nghiệm nhiệm thủ pháp điểm nguyệt thần kỳ của Trương Dương trên núi, Triệu Tân Hồng đối với hắn tự nhiên sản sinh ra một loại tín nhiệm khó có thể diễn tả được. Là một bác sĩ có tay nghề đứng tuổi, hơn nữa lại là phu nhân của giám đốc sở giáo dục đương nhiên nàng hiểu trên đời sẽ không có một bữa ăn nào miễn phí, người ta nguyện ý trợ giúp mình, đương nhiên cũng sẽ có yêu cầu gì đó chứ tuyệt không phải chỉ đơn thuần là vì có tình cảm an hem với đệ đệ mình. Nàng nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta biết nguyên nhân người nguyện ý giúp ta chứ? Trương Dương vô cùng ngạc nhiên đối với sự tính tế và khôn khéo của Triệu Tân Hồng, hắn cùng nàng hiện tại có thể coi như đối tác làm ăn, người thông minh nói chuyện không cần nói nhiều làm gì, vậy cho nên hắn cũng thẳng thắn nói, Triệu Tỷ. Ta đành nói thật với chị là, ta có cô em gái hiện đang học cấp 3 huyền trung, sức học cũng chỉ vào loại trung bình khá, thế nhưng lần thi vừa rồi kết quả thực sự là không như ý. Theo đó đương nhiên là khó có thể đố được đại học như tâm nguyên của cả gia đình ta, cho nên ta mới muốn chị giúp đỡ. Triệu Tân Hồng thong thả nhắm mắt lại, điều kiện Trương Dương đưa ra khá đơn giản khiến cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tính nàng cũng chẳng thích thiếu nợ gì ai cho nên hỏi lại, ngươi có chắc chữa khỏi cho ta. Trương Dương trịnh trọng gật đầu, thập phần nắm chắc. Triệu Tân Hồng nhẹ giọng, ta cũng không yêu cầu cao xa gì, chỉ hy vọng có thêm 3 năm sinh mệnh là được rồi. Trương Dương trong lòng cười khinh, 3 năm, ngươi quá coi thường bản lĩnh của Trương Đại Thần Y này rồi, hắn rút từ trong túi áo ra một phương thuốc đã chuẩn bị từ lâu đưa cho Triệu Tân Hồng rồi nói, dựa theo phương thuốc này mà uống, chỉ cần uống một lần cũng sẽ cảm thấy tình trạng bệnh tình khởi sắc, sau đó tôi sẽ trị liệu tiếp. Triệu Tân Hồng nói, một tháng sau nếu như quả thật phương pháp của người hữu hiệu, ta sẽ giúp người hoàn thành việc kia. Trương Dương vội giận, chuyện ta chữa bệnh cho chị. Triệu Tân Hồng khẽ cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai cả. Bí mật này viễn viễn giấu trong lòng. Trương Dương không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Tân Hồng một cái, hai chị em Triệu Tân Hồng quả thực không hề đơn giản. Triệu Tân Hồng không thể nghi ngờ chính là loại nữ nhân thông minh sắc sảo. Khiến cho Trương Dương cảm thấy kỳ quái chính là An Chí Viễn kia quay trở về nước mà phía trên không hề có một chút tin tức nào. Qua hai ngày thấp thỏm, cuối cùng công trình trung tu tiểu học Hồng Kỳ cũng hoàn thành đúng hạn. Lần trước Trương Dương đem Lâm Thanh Vũ gạt bỏ ra, tự tay nắm quyền trực tiếp điều hành một đội công nhân thi công khác. Lâm Thành Bân thấy đệ đệ mình bị bài trừ, tuy rằng trong lòng cũng rõ ràng nguyên nhân là do em hắn luộc công trình nhưng vẫn có chút không hài lòng. Vô luận đại hội nhân dân xã kết quả thế nào, cuối cùng cũng hạ màn che về phần sự kiện quách đạt lượng đột một phát sinh mặc dù cũng khiến trong xã sôi sục nhưng phía trên huyện vẫn không có ý kiến gì lắm. Cho nên sự kiện này cũng chỉ như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ, lúc đầu còn tạo nên chút gợn sóng, chẳng mấy chốc lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, Mặc dù trên huyện cũng có người biết sự tình này nhưng cũng coi như đó là chuyện cười. Xem ra bất cứ chuyện gì cũng không nên quá chấp nhất, bằng không chịu thiệt thòi có khi lại là chính bản thân mình. Sự kiện quách đạt lượng đương nhiên ảnh hưởng lớn trong tập thể cán bộ xã. Nhìn kết cục của đồng nghiệp mà trong lòng Lâm Thành Bân càng thêm kiên định, càng tới gần ngày lui về càng chú trọng tới mặt mũi. Bằng tâm là nói, bình thường hắn đối với Trương Dương kia cũng không tệ, thế mà chuyện em trai và em dâu hắn Trương Dương lại chẳng nể mặt hắn chút nào, điều này khiến cho Lâm Thành Bân thập phần căm tức. Tan họp hôm đó, Lâm Thành Bân giữ một mình Trương Dương lại. Sau hôm đại hội nhân dân xã, Phương Bác Hùng đã lên huyện học, Quách Đạt Lương cùng Vũ Thu Linh thì cô hẹn mà cùng bệnh, hơn nữa lại còn là bệnh nặng. Thế cho nên hiện tại lãnh đạo tối cao ở xã chính là Lâm Thành Bân. Trương Dương tưởng rằng Lâm Thành Bân gặp hắn vì chuyện tình của An Chí Viễn cho nên biểu hiện hết sức khiếm tốn, dù sao đối lão lão an trí viên kia hắn cũng đã đắc tội rất lớn lúc lâm thành bân mở miệng ra nói trương dương mới biết là hắn chỉ nói đệ chuyện đệ đệ của hắn trong lòng không khỏi thầm mắng con mẹ nó chứ ta còn chưa tìm hắn tính sổ là phước cho hắn lắm rồi lâm thành bân khéo léo nói với trương dương hãy rộng rãi đối với huynh đệ hắn một chút rồi châm điếu thuốc hút vừa hút vừa quan sát biểu tình của trương dương qua làn khói trương dương cũng khéo léo trả lời lại lâm chỉ nhiệm chuyện này người nên để chính Lâm Thành Vũ nói chuyện với ta thì dễ hơn. Ý của hắn có nghĩa là ngươi đa sự làm cái mẹ gì chứ, chuyện ban kế hoạch hóa của ta đến lượt ngươi quản sao. Lâm Thành Bân nghe vậy thì nghĩ Trương Dương cũng đồng ý giải quyết chuyện này, tự nhiên trên mặt cười cười gật đầu, hảo. Cứ quyết định vậy. Sau khi Trương Dương rời đi, việc đầu tiên Lâm Thành Bân làm là điện thoại cho em hắn Lâm Thành Vũ. Lâm Thành Vũ xong thấy anh nói vậy thì cũng thoải mái hơn, bất quá bởi vì hắn thuê ba anh em nhà họ sử kia hại Trương Dương nên trột giả không dám đi gặp trực tiếp Trương Dương, đành để lão bà tới ban kế hoạch hóa gia đình xử lý chuyện này. Nhưng lão ốp bà hắn tới đó chẳng bao lâu thì hầm hực trở về nói ban kế hoạch hóa gia đình cấp cho nàng một cái hóa đơn phạt, hơn nữa còn nói việc nàng ta siêu âm bất hợp pháp để xác định giới tính thai nhi đã thông báo lên huyện. Việc này phạt tiền là còn nhẹ, chứ đúng ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự sự tình lòng vòng một hồi rồi cuối cùng lại trở lại tai lâm thành bân khiến cho hắn không khỏi nổi giận con mẹ nó chứ tiểu tử trương dương miệng còn hôi sữa mà cũng đòi ra vẻ cường thế sao nể mặt bí thư huyện ủy lý trường vũ lão tử đối với ngươi không tệ kết quả là lúc lão tử nhờ ngươi thì ngươi ra vẻ sao được đợi đấy hổ không phát huy thì ngươi cho rằng là mèo bệnh a à. vì vậy mà lâm thành bân gọi điện thoại cho trương dương muốn gọi hắn đến phòng mình nhưng mãi lại không có ai nhắc máy lâm thành bân phát hỏa vừa rồi đi wc vẫn còn thấy hắn trong phòng cơm mà lâm chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi cầm hóa đơn thu chi tới phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình tới trước cửa phòng vẫn nghe thấy tiếng trương dương và tiểu ngụy đang cười nói trong phòng lâm thành bân một cước đạp vang cửa ra rồi đứng lù lù ở trước cửa tiểu ngụy đang bị trương dương trêu cho tới mức cười ngặt nghẽo thấy sắc mặt lâm chủ nhiệm bất thiện đứng đó sợ tới mức cuống quýt đứng dậy Trương Dương vẫn duy trì nhàn nhạt tiếu ý nhưng vẫn không có ý đứng dậy tiếp đón, Lâm chủ nhiệm tìm ta có việc gì sao? Lâm Thành Bân bước vào cầm tập hóa đơn vứt tẹt xuống trước mặt Trương Dương giận dữ nói, ta vừa kiểm tra lại những khoản chi hôm đại hội nhân dân xã, phát hiện rất nhiều sai sót, người phụ trách mua đồ nên ta muốn người lập tức cho ta một cái công đạo. Lâm chủ nhiệm gầm lên giận dữ khiến cho cả ủy ban xã bị kinh động, rất nhiều nhân viên cán bộ vội vàng chạy tới xem náo nhiệt, Tiểu Ngụy thấy vậy vội vàng đóng cửa lại nhưng lại bị Trương Dương chặn lại. Không cần. Trương Dương ta làm việc đường đương chính chính, công tư phân mình có ơ ký gì mà sợ người khác nghe được chứ? Trương Dương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Thành Bân, Lâm Chủ nhiệm. Trước giờ ta vẫn luôn tôn kính ngươi, nhưng ngươi làm thế này khiến cho ta quá sức thất vọng. Người phân ta làm công tác hậu cần chuẩn bị cho Đại hội Nhân dân xã quả là một nước cờ hay a như vậy là chỉ cần chỉnh sửa một chút có thể khiến cho ta mang tiếng tham ô, rồi có thể nắm lấy điểm yếu của ta sao? Ta nhổ vào, con mẹ nó, ta với người không thù không oán, sao phải hại ta như vậy? Sắc mặt Lâm Thành Bân trở lên khô cùng khó coi, ý đồ lại bị người khác nhìn ra như thế khiến cho hắn có chút lung túng. Hắn bắt đầu ý thúc được rằng thanh niên trước mặt thực sự rất không đơn giản. Trương Dương mỉm cười nói, ta có thể nói cho người hay a à, mấy cái đồng trinh nhỏ này ta không thèm để vào mắt trước khi mở mồm ra nói chắc chưa điều tra rõ ràng hả tiền mua đều là của ta ứng ra đó ta tham ô tham ô chính tiền của mình chắc lão già hồ đồ lâm thành bân đứng được ra đó thân tình xấu hổ tới cực điểm bị một hạ cấp trước mặt bao nhiêu người quát thẳng vào mặt như thế khiến cho hắn không còn đường lui đã thế thì triệt để trở mặt với nhau luôn hắn quát to người ứng ra thì đã chắc là không tham ô chắc có chi ra trước thì cuối cùng tới ban tài vụ xã lính lại. Những khoản không rõ này là ngươi dự định tham ô. Trương Dương nở nụ cười, đúng là con người ta khi đã động đến lợi ích của nhau thì sẵn sàng xé bỏ lớp mặt lạ bình thường lộ ra cái bản chất xấu xa. Trương Dương cười cười phẩy tay, tiểu ngụy hiểu ý đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại luôn. Lâm Thành Bân bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ sợ, hắn nhớ tới lần trước một mình Trương Dương đánh hạ bốn chục thôn dân Thanh Hà, rồi lần trong trạm xá xã Trương Dương cũng phan cho Trần Phú Cường thừa sống thiếu chết. Lâm Thành Bân lo lắng liệu thằng nhãi kia có lên cơn mà đánh mình không? Cái thân già này chịu sao nổi mấy quyền cước của hắn? Trương Dương chỉ vào cái ghế nói cụt ngùn, ngồi. Lâm Thành Bân vẫn ngạo mạn mà đứng đó, trong lòng thâm than hôm nay thực sự là hành động quá hấp tấp khác xa thường ngày hắn vẫn luôn thận trọng. Một đại chủ nhiệm nổi giận mà chạy đến phòng làm việc của cấp dưới vấn tội vốn đã là không bình thường, thế nhưng biểu hiện của Trương Dương lại rất hàm dưỡng, phong độ, vô hình chung khiến cho Lâm Thành Bân hắn rơi vào thế hạ phong. Lâm Thành Bân vốn cho rằng Trương Dương chủ đơn giản là dựa thế bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, mà hắn thì một cán bộ xã sắp về hưu cho nên cũng chả quan tâm đến điều đó, cho nên Lâm Thành Bân mới can đảm tới trước cửa phát nộ với Trương Dương. Nhưng thái độ của Trương Dương lại rất ngoài ý liệu của hắn, Trương Dương cười cười nói, Lâm chủ nhiệm, nghe nói người bị mất một cái đồng hồ thụy sĩ, chắc không ít tiền đâu nhỉ. Lâm Thành Bân sửng sốt, sau đó cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cả người đưa ra. Trương Dương lại nói, mất một vật quý như thế sao lại không báo án chứ? Nếu là ta nhất định ta sẽ phải tra ra rõ ràng. Lâm Thành Bân bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi, tiểu tử này không chỉ có chỗ dựa vũng chắc là bí thư huyện ủy Lý Trương Vũ, mà nó còn nắm được điểm yếu của mình cho nên mới tỏ ra không hề sợ hãi như vậy. Lâm Thành Bân cố gắng chấn định, người có ý gì? Trương Dương mỉm cười, có ý gì đâu. Chỉ là vừa rồi ta có nghe được một chuyện, có người nói lần trước Lâm chủ nhiệm cùng mấy đại biểu nhân dân bị cướp đồ. Về chuyện này ta cũng không có chứng cứ gì, bất quá nghe nói đệ đệ ngươi Lâm Thành Vũ cũng có quen biết với cái đám ấy đấy. Có lẽ ngươi nên trở về hỏi em mình xem, biết đâu lại tìm thấy cái đồng hồ. Lâm Thành bân hối hận không thôi, con mẹ nó mình thế nào lại kích động như thế chứ, tự nhiên hùng hục mò tới đây tự chuốc lấy nhục nhã vào người, thật không có chút gì giống một cán bộ lão thành cả. Lâm Thành Bân ho khan một tiếng, len lén nhìn liếc qua Trương Dương, nhưng phát hiện Trương Dương đã cầm tờ báo lên đọc chắn ngay trước mặt, đây là chiêu mà lần trước Trương Dương lên đài truyền hình học được của hình thể dân. Lâm Thành Bân sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng nói gì, cầm mấy cái hóa đơn trên bàn lẳng lặng rời đi. Vô hình chung coi như đã chịu khuất bơ trụ trước Trương Đại Quan Nhân lúc lâm thành bân quay về hỏi lâm thành vũ về chuyện ba an hem họ xử kia khiến cho lâm thành vũ vô cùng kinh hãi từ lúc thấy trương dương xuất hiện bình an vô sự còn ba an hem kia biến mất không chút dấu vết trong lòng hắn đã có dự cảm không ổn nghe nhắc đến ba an hem họ xử kia hắn hiểu rằng trương dương thông qua lâm thành bân mà chuyển lời cho hắn hiểu rằng hắn chưa xứng là đối thủ của trương đại quan nhân hơn nữa dường như đại ca cũng không giải quyết được hắn đành thấp giọng nói đại ca chuyện này thôi bỏ đi hắn muốn phạt thế nào ta đều chịu theo. Lâm Thành Bân lòng đầy lo lắng mà cúp máy. Hắn cuối cùng cũng minh bạch được đạo hạnh quan trường không phải là do lăn lộn bao nhiêu lâu mà quan trọng nhất là ngộ tính. Trương Dương tuy so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều nhưng vừa có chỗ sửa vững chắc mà lại vừa là kẻ có thủ đoạn. Lâm Thành Bân bực tức cầm tập hóa đơn đáp đi, nhìn chúng bay là tả, trong lòng không khỏi cảm thán, sóng trường giang lớp sau xô lớp trước. chương 43, công dụng của tất chân. Lâm Thành Bân không muốn cùng Trương Dương gây thù chuốc oán làm gì, đang muốn tìm một cơ hội để làm lành thì rất cảo hợp là ngày hôm sau hắn lại gặp Trương Dương tại phòng lớn nhà hàng Kim Khải. Đây là do Cục trưởng Công Thương huyện từ Triệu Bân An bài mở tiệc chiêu đãi, tới dự gồm có Vương Bác Hùng, Cảnh Tú Cúc, Lâm Thành Bân, Chu Lương Thuận, Trương Dương ngoài ra còn có hai vị tân phó chủ tịch xã mới được bổ nhiệm về là Điền Quốc Cường, Viên Thắng Văn, còn có ông chủ của hàng karaoke ái thần là Ngưu Văn Cường, tổng cộng là 10 người vợ chồng từ thiệu bân mời mọi người tụ họp ở đây ai cũng hiểu đây là tiệc mừng Vũ Thu Linh lên chức. Bởi vì tin tức từ Triệu Bân được đề bạt làm phó chủ tịch huyện đã được xác thực, nên mọi người tại đây đều tỏ ra hết sức cung kính chướng mặt tân phó chủ tịch huyện này. Tối nay đương nhiên vợ chồng từ Triệu Bân và Vũ Thi Linh trở thành trung tâm để bọn họ cứ liên tiếp nâng chén chúc tụng. Vũ Thu Linh cũng trải qua mấy ngày sợ hãi, nay cũng đã khá nên rất nhiều. Phu Vinh thê quý, huống chi hiện tại cả hai vợ chồng cùng thăng quan, đây là chuyện có thể coi là hết sức vui mừng vương bác hùng là người dầu tiên chuyển trọng tâm từ từ thiệu bân sang vũ thu linh hắn nâng chén nói nào chúng ta cũng kính vũ chủ tịch xã một chén mong nàng có thể lãnh đạo xã ta phát triển sớm thoát khỏi nghèo đói tất cả mọi người đều phụ họa nâng chén lên theo vũ thu linh tỏ ra rất xúc động nói thật từ lúc sự tình quét đạt lượng phát sinh đúng lúc nàng đắc cử vẫn khiến trong lòng nàng vẫn cứ phiền muộn may mắn là có trông nàng bên cạnh khuyển nhủ trong chính trị loại sự tình này là chuyện bình thường, thắng làm vô thua làm giặc, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng tại vị trí trung tâm. Mà quách đạt lương rơi vào cái tình cảnh như vậy là vì hắn đứng không đúng chỗ và đúng thời điểm, nói một cách khác hắn không xứng đáng nhận được sự thông cảm đồng tình. Nhờ vật mà tâm tình vô thu linh cũng được giải khai phần nào. Nàng nâng chén lên gióng giặc nói, từ nay ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp công tác cùng Vương Bí Thư đoàn kết với anh em cán bộ xã để cùng thay đổi cái diện mạo nghèo khó của xã Hắc Sơn từ này. Mọi người đồng thanh ủng hộ, sau đó cùng cạn một chén, từ triệu bân cũng uống hết chén đó rồi cười nói Thu Linh A. Chỉ sợ rằng là nàng cùng Vương Bí Thư không còn có cơ hội hợp tác rồi. Tất cả mọi người ở đây đều lấy làm kinh ngạc, ngay cả Trương Dương cũng vậy, hắn chưa có nghe qua chút tin tức nào liên quan tới việc Vương Bác Hùng, ngay cả Lý Trương Vũ cũng không thấy nói năng gì xem ra vương bác hùng này ẩn mình rất sâu ha, à. như văn cường là người đầu tiên lên tiếng, hắn cười nói, vương bí thư khẳng định là được thăng trước rồi a, à. có thể tiết lộ cho chúng ta biết chút được không nhỉ? vương bác hùng khiêm tốn cười cười, kỳ thực hắn cũng đã gặp gỡ bên trên, chuyện tới cục thuế cũng đã xác định, hiện tại có lẽ cũng tới lúc công bố rồi, hắn thấp giọng nói, tháng sau ta chuyển công tác tới cục thuế huyện. Một câu nói hời hợt thôi nhưng lại như một quả lựu đạn oanh tạc tâm lý của mỗi người có mặt tại đây. Hai vị tân nhiệm phó chủ tịch xã mắt sáng rực lên nhìn Vương Bác Hùng, đây là tấm gương A, hy vọng chính mình có thể được như Vương Bác Hùng hôm nay. Chu Lương Thuận, Lâm Thành Bân thở dài, đúng là đồng nghiệp bất đồng mệnh, kẻ thì lẹt đẹt mãi, kẻ thì về hưu đến nơi mà vẫn chưa ngóc lên được, còn hắn thì vận may rơi trúng đầu. Ông trời thế nào mà lại thật là bất công A nhưng mà ngẫm lại vương bác hùng hắn vốn vẫn rất yêu ái Trương Dương, hắn được như hôm nay có thể là do nhờ Trương Dương mà hắn mới được bí thư huyện ủy lý trường vũ chú ý tới. Về phần Trương Dương, trong lòng hắn cũng đang ngồi trách cái tên chết tiệt này thế nào lại chẳng nói tí thông tin nào cho mình, nếu không có ta thì ngươi đừng hòng có ngày hôm nay. Hai mắt ngưu Văn Cường sáng rực lên, Cục trưởng Cục Thuế A, đây là một nhân vật không thể bỏ qua A. Đối với dân làm kinh doanh như hắn, quen biết người làm trong cục thuế hẳn là không thể tốt hơn. Như Văn Cường lần thứ hai nâng chén rượu lên, trong lời nói tràn đầy vẻ tôn kính, chúc mừng. Vương Bí Thư, à không, bây giờ phải gọi là Vương Cục Trưởng mới đúng. Nào Vương Cục Trưởng, tách in kính ngài một chén. Trương Dương có chút khinh bỉ nhìn Như Văn Cường, thực sự là bị ổi a. À. Cha người tốt xấu gì cũng là một cục trưởng cục tài chính người có cần a dôi như vậy không? Thời điểm chúc rượu tự do, Lâm Thành Bân chủ động chúc rượu Trương Dương. Nhìn vào thì đơn giản vậy thôi, chứ kỳ thực trong nội tâm lão đấu tranh cũng rất gian nan. Chủ động tìm cấp dưới chúc rượu, như vậy là Lâm Thành Bân coi như cam bái bại trận trước Trương Dương. Trương Thần Y trước giờ vẫn là một người an oán phân minh. Hắn cùng Lâm Thành Bân vốn chẳng có thâm cừu đại hận gì, mặc dù Lâm Thành Bân từng có ý định chơi hắn, thế nhưng hắn cũng đã dẹp yên được. Oan có đầu nợ có chủ, tự nhiên ân oán sẽ tìm tới Lâm Thành Vũ để thanh toán. Còn đối với một lão cán bộ sắp về hưu đến nơi, Trương đại quan nhân chẳng thèm chấp nhặt. Vì thế cho nên Trương Dương tươi cười cùng Lâm Thành Bân uống một chén, sau đó đáp lễ lại một chén. Lâm Thành Bân lúc này mới như mở cờ trong bụng, xem ra Trương Dương kia sẽ không tính toán cùng với hắn. Bữa tiệc vẫn cứ duy trì cho tới tận 10 giờ tối thì kết thúc. Đám cán bộ lãnh đạo xã ở thị trấn thì đều có phòng cả, đương nhiên là trừ Trương Dương ra, cấp bậc hiện tại của hắn còn chưa đủ để quốc gia cấp chỗ nghỉ riêng cho hắn đang định rời đi tìm một cái nhà nghỉ nào đó nghỉ tạm thì Ngưu Văn Cường đuổi theo, rủ đi uống rượu tiếp. Dù sao bây giờ Trương Dương cũng chẳng có việc gì liền đồng ý đi cùng. Sau đó Ngưu Văn Cường lại lấy điện thoại ra điện rủ Khương Lượng tới. Ba người mở một chai Chivas, Trương Dương vừa nhấp một chén đã thấy có chút không đúng liền phun ra. Tiểu tử này trên phương diện tu vi uống rượu không phải là sâu bình thường, từ lần uống Chivas với Hải Lan trước đây, hắn lập tức nhớ rõ khẩu vị của loại rượu này cho nên vừa uống một chén liền nhận ran gai, hắn nhíu máy nói: đây là rượu giả. Ngưu Văn Cường ngẩn người, cầm chai rượu rỡ lên cao trước ánh đèn soi kỹ lưỡng, hẳn là không giả chứ, chai này ta được biếu mà. Khương Lượng cũng có chút kiến thức về rượu, đưa chén lên miệng nhấp một ngụm, chép chép miệng, là giả rồi. Chivas xịn không phải là cái vị như thế này. Điều này khiến cho Ngưu Văn Cường mất hết mặt mũi trước hai lão hiếu, hắn nghiến răng nghiến lợi con mẹ nó chứ. Không biết thằng chết tiệt nào mang rượu giả tới đây chơi ta. Đợi ta điều tra ra nhất định ta sẽ cho nó biết tay." Khương Lượng cười nói, "Đâu cần phiền phức như vậy, ngươi trực tiếp nói chuyện này cho ông già ngươi, lão gia tử lên cơn giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a." À? Cả ba người đều đồng thời nở nụ cười, Trương Dương nhớ tới vụ đánh nhau lần trước bèn hỏi, "Sự tình lần trước đã tra ra rõ chưa?" Ngưu Văn Cường lắc lắc đầu. Khương Lượng hít một hơi, Cả giận nói, cái đám đó không phải là dân địa phương ở đây mà đều là từ Giang Thành tới, hơn nữa lại có sự sắp xếp chuẩn bị sẵn, thực tình là không có biện pháp tra xuống. như Văn Cường có chút phiền muộn mắng một câu, con mẹ nó, cứ nhắc đến chuyện này là nóng tiết. Khương Lượng nói, Văn Cường a, à, tiểu tử ngươi nói thật một câu xem nào, có phải ở Giang Thành ngươi đã đắc tội với ai không? Nếu không tự nhiên người ta xuất động nhiều người đi xa như vậy tới đây làm gì? Ta cũng là hết sức rồi. Vốn định bắt giam cả đám ấy lại, nhưng là Thiệu Cục lên tiếng, hơn nữa, con trai của Điền Khánh Long là Điền Bân còn tự thân đến đưa bọn chúng đi. Nhưng ít nhân vật ấy đâu phải chúng ta có thể đắc tội được, ta đành xem chuyện này coi như xong. Trương Dương nhớ tới cái tên Điền Bân kia chẳng phải là anh họ của Tả Hiểu Tình sao? Cho nên đặc biệt lưu ý một chút. Ngưu Văn Cường dựa vào thì lá gan cũng to lên, con mẹ cái tên tiểu tử Điền Bân hắn thì có cái gì hơn người chứ? nếu không phải giữa hơi om già là giám đốc công án Giang Thành thì ta quyết chẳng tha cho nó. Cả hai người đều biết là hắn vì phiền muộn mà chửi ra mồm vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì. Khương Lượng khuyên nhủ, ta xem rằng Điền Bân kia âm dù là về đây bảo vệ đám kia, nhưng chưa chắc đã là tự hắn làm. Người với hắn đâu có quen biết hay thủ oán gì, hắn cần gì phải đối phó với ngươi. Như Văn Cường lừ lừ mắt, thế nào? Cả đám các người bao che cho nhau ha. À? Khương Lượng biết hắn đang nóng trong người nên cũng chẳng tính toán với hắn, chỉ cười cười nói có chuyện này nói cho người biết đây. Điền Bân sắp tới é tới Xuân Dương huyện đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng đội hình sự. Người muốn đối phó với hắn hẳn là còn nhiều cơ hội đó. Trong lòng Nhiêu Văn Cường lập tức trầm xuống, cũng là con ông cháu cha, nhưng hắn cũng hiểu mặc dù ông già mình tại huyện cũng có một chút ảnh hưởng, nhưng nếu đem so với giám đốc công an Giang Thành thì quả thật là không phải cùng một đẳng cấp. Trương Dương có chút giật mình, phó đội trưởng không phải là Cát Xuân Lệ sao? Trong lòng Trương Dương nhanh chóng minh bạch, Lý Trường Vũ A à Lý Trường Vũ, người ra tay quả thật bất phàm A, à, binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, người mới sắp chuẩn bị leo lên mà đã đem Cát Xuân Lệ chuyển lên Giang Thành trước rồi. Ngẫm lại cũng là lần trước hắn đã thông kinh mạch, lại giúp Lý Trường Vũ ngày càng khỏe mạnh hơn, Cát Xuân Lệ này hẳn là không thể thiếu được rồi. Trương Dương không khỏi có chút bực mình, ai cũng có đãi ngộ A, à thế nào mà hắn lại có thể sơ sót mà quên thần y mình chứ? Hai em dáng cao giáo ngon lành bước vào phòng, cả hai đều mặc đồng phục học sinh, tướng mạo thanh thuần, bất quá trong mắt đều có phần quyến rũ, mị hoặc khó có thể ẩn giấu. Như Văn Cường liếc mắt một cái, hai nữ hài rót rượu rồi xuống xuống cạnh Trương Dương và Khương Lượng. Khương Lượng nở nụ cười, tay đã luồn xuống xoa xoa mông cô em ngồi cạnh, ta hỏi ông chủ như này. Người định đem nữ sắc ra dụ hoặc chúng ta hả? Như Văn Cường cười nói, đây là vừa mới học được ít kinh nghiệm tiên tiến, muốn hai người đánh giá đóng góp cho ta. Khương Lượng lắc lắc đầu, ta còn có vài điều muốn nói. Như Văn Cường minh bạch ý tứ của hắn liền hất đầu ra hiệu cho hao nữ hải khi ly khai. Sắc mặt Khương Lượng rất nhanh chóng trầm lại nói, Văn Cường, ta lần trước đã cảnh cáo người. Muốn làm ăn lâu dài, loại chuyện này không thể làm. Thị trấn này không phải là nhỏ ngươi hiểu chứ, nếu xảy ra chuyện gì, sau này muốn ngẩng đầu lên cũng khó. Nói xong cũng chẳng còn bao nhiêu hứng ngồi uống rượu, liền đứng dậy cáo từ. Trương Dương nguyên bản là cũng đang có ý định đánh giá đóng góp cho Ngưu Văn Cường, nhưng thấy thái độ của Khương Lượng như vậy cũng cảm giác có chút không đúng. Mình thân là cán bộ nhà nước trẻ, có năng lực, thế nào lại có thể mạo hiểm mà làm cái loại chuyện thế này, rồi cũng đứng lên cáo từ rời đi theo Khương Lượng. Ngư Văn Cường trên mặt vẫn có vẻ xấu hổ tiến bọn họ ra ngoài rời khỏi quán một đoạn khương lượng mới tươi cười quay sang hỏi trương dương có biết vì sao ta phản ứng như vậy không trương dương lắc lắc đầu khương lượng nói văn cường hẳn là phóng túng quá việc kinh doanh cũng như chính trị cả nếu muốn tiến xa thì phải đem chính mình mà làm cho sạch sẽ hắn vỗ vỗ vai trương dương hơn nữa thỏ không ăn gần hang chúng ta là cán bộ địa phương cũng cần lưu ý danh tiếng bản thân trương dương gật đầu vị thế của Khương Lượng trong lòng hắn vô hình chung lại được đề cao lên một chút. Trương Đại Quan Nhân thích là chơi cùng với những người thông minh, từ đó mưa oi có thể học được từ học nhưng điều có ích, nhưng điều này không phải là thứ dùng tiền có thể mua được. Trương Dương nhờ Khương Lượng đưa hắn tới khách sạn Minh Châu đối diện với đài truyền hình, lần trước lên đài truyền hình hắn cũng ở đây một lần. Còn đi vào đại môn khách sạn thì bỗng nghe thấy điện thoại reo, lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn của Hải Lan, ngươi ở đâu? Ta nhớ ngươi khiến nội tâm Trương Dương không khỏi có chút kích động. Trương Dương quay đầu chạy, dùng tốc đỏ kinh người mà hướng tiểu khu xuân chữ chạy tới. Từ lúc tới nhưng năm 90 này, khinh công của Trương Thần Y đều được sử dụng vào phương diện thâu hoa trộm ngọc. Tuy rằng Hải Lan đã cho hắn một cái chìa khóa nhưng tiểu tử này không chọn phương pháp trực tiếp tiến vào mà lại leo lên sân thượng nhà nàng rồi đi xuống. Cửa lên sân thượng không có khóa, Trương Dương gión ra gión rén đẩy cửa tiến vào nhà. Thấy đèn trong phòng tắm đang sáng, lại có tiếng nước chảy ào ào, hiển nhiên là Hải Lan đang tắm. Trương Dương tiến lại gần, vỉnh tai lên mà nghe thanh âm trong nhà tắm, dục hỏa trong người như nấm mọc sau mưa để thăng lên. Trương Đại Quan Nhân cũng không có vội vã mà nhảy vào phòng tắm mà lặng lẽ trốn đi. Lúc Hải Lan tắm xong rời khỏi phòng tắm đương nhiên khon ghề biết được sự có mặt cửa hắn trong nhà, trên người quấn một tấm khăn tắm màu trắng ôm sát lấy thân thể mềm mại, làn da trắng như bạch ngọc lộ ra dưới ánh đèn nàng tiến lại ngồi trên ghế sofa dùng khăn mặt lau cho khô mái tóc còn sũng nước hai khối nhũ trắng trèo trước ngực theo động tác của nàng mà phập phồng nhìn như thỏ trắng nhảy khỏi hang trương đại quan nhân chống ở một góc quan sát mà không khỏi nuốt nước miếng ửng ực hải lan tựa hồ cảm thấy điều gì nhìn quanh quần một vòng sau đó có chút thất vọng lắc đầu lẩm bẩm xem chừng cái tên tiểu tử hư hỏng này cũng đi ngủ rồi nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ thả lỏng người nằm trên giường nàng nằm nghiêng Đôi chân hoàn mỹ bắt chéo lên nhau để lộ ra một hồng sắc. Em không biết điền từ gì vào ô trống, thôi để cho trí tưởng tưởng phong phú của các bác tự biên diễn. Trương Dương bỗng phát hiện được một đôi tất chân dài màu đen của Hải Lan. Thằng nhãi này bỗng nhiên nổi hứng bày trò, hắn nhớ tới lần trước xem tivi cũng thấy một cảnh như vậy bèn lôi ra dùng. Hắn đem đôi tất chân chụp lên đầu, sau đó nhanh chóng lột bỏ quần áo lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Hải Lan. Hải Lan vẫn hồn nhiên không biết có một tên tê âm trùng lên não đã xuất hiện ở phía sau. Chiến khăn tắm trên người đột nhiên tung ra một cái khiến nàng giật mình hét lên một tiếng. Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đôi chân đã bị tách ra, sau đó một vật vừa cứng vừa nóng rực tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Bởi vì khiếp sợ nên đôi mắt nàng trợn to tới mức tròn xoe, nàng liều mạng quay đầu nhìn, thấy gương mặt bị bó trong cái tất chân màu đen trông cực kỳ quỷ dị lại càng sợ hãi mà hét lên một tiếng khuyết mất khúc dạo đầu mềm mãi ướt át, lại vì phần đột một hoảng sợ mà, thân thể theo bản năng có rút lại một chút. Trương Dương, đang ở phía trong càng cảm thấy ấm áp, bót hơn lại càng khiến hắn trở lên hưng phấn. Hải Lan trong nháy mắt nhận ra cái khuôn mặt kia, nét sợ hãi trên mặt nhanh chóng chuyển thành nét quyến rũ, đôi mắt đẹp long lanh như xương như khói trên mặt hồ, cắn cắn môi đào tiểu tử hỗn đản, đôi tất chân ta còn chưa kịp giặt, a. À, lời còn chưa nói rút đã bị cử động của Trương Dương làm cho đứt đoạn, Hải Lan giấy dụa thân thể mềm mại, thê thê ai ai nói, buông tha ta đi. Lúc nhận ra Trương Dương, nội tâm kinh sợ của nàng nhanh chóng biến thành một loại cảm giác kinh hỉ khác thường, tâm lý cảm nhận được một cảm giác kích thích mới mẻ xưa nay chưa từng có, ngôn tình tổng tài. Hai người trên giường cứ kịnh liệt nhấp nhổm, giống như cả thế giới này chỉ còn hai bọn họ, nội tâm như thủy triều dâng lên, cả hai thân thể như hòa tan cùng một chỗ. Trải qua sinh tử triền miên, Trương Dương cảm giác được toàn bộ thể xác và tinh thần mình như hòa tan thành nước, dung nhập vào thân thể mềm mại của Hải Lan, mà Hải Lan cảm nhận được chính mình cũng đem Trương Dương hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Nàng run run nói, tiểu tử thối, ngươi, ngươi cường bạo ta, hai thân thể kiệt lực cùng quấn vào nhau. Trong gian phòng rốt cục cũng yên lặng lại, Trương Dương nằm ở trên giường, Hải Lan thì nằm bên cạnh như con chim nhỏ nép vào trong lòng hắn. Thằng nhãi này lúc này vẫn còn trùm cái tất chân của Hải Lan trên đầu, trông mặt y như một tên cướp ngân hàng đích thực. Hải Lan nhìn hắn vậy không khỏi nở nụ cười, đưa tay ra vén cái tất lên khỏi khuôn mặt hắn, nhưng tiểu tử này không ngờ lại bất ngờ cúi cố sức xuống hôn nàng một cái. Hải Lan đẩy đẩy mặt hắn ra thật đáng ghét, ngươi chưa có đáng răng. Trường đại quan nhân cực kỳ thô bạo đè nàng xuống dưới thân, lần này đưa cả lưỡi vào trong miệng nàng quậy phá. Hải Lan kéo cái tất chân vứt ra ngoài, nhiệt tình mà hôn lại hắn, ngón tay nhéo chóp mũi hắn, tiểu tử thối, không nói một tiếng, lại còn mò vào giả cưỡng gian. cù chết ta rồi. Trương Dương mỉm cười, chỉ muốn cho ngươi một phen kinh hỉ thôi mà. Hải Lan bĩu môi nói, vô liêm sỉ, ta không cần cái loại kinh hỉ như vậy, bỗng nhiên cảm nhận được thằng nhãi này lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nàng nhỏ giọng nói, ngoan đi. Ta đi tắm rửa đây, cả ngày mệt mỏi lắm rồi, không chịu đựng nổi ngươi nữa đâu. Trương Dương cười cười hôn lên mặt nàng một cái, lúc này nàng mới đứng dậy đi vào phòng tắm lúc tắm xong đi ra ngoài hải lan đã mặc một cái áo ngủ đỏ thẫm sắc mặt vẫn ủng hồng như lúc vừa nãy mà chữa giảm đi chút nào trong tay cầm hai ly rượu vang bước ra đưa cho hắn một ly trương dương ngồi dậy đỡ lấy chén rượu vỗ vỗ xuống bên cạnh mình hải lan ngồi xuống cạnh hắn hai người cùng ly sau đó nhẹ nhàng nhấc một ngụm Hải Lan ngẩng khuôn mặt tươi cười khiến cho kẻ khác trông thấy phải say mê lên nói, ta vừa nhắn tin cho ngươi đã thấy ngươi xuất hiện rồi. Nói thật xem hay là ngươi theo dõi ta đó. Trương Dương cười nói, cái này gọi là thần giao cách cảm, ta đoán được đêm nay thế nào nàng sau khi trở về cũng nhớ ra, sẽ chẳng mặc cái gì nằm trên giường đợi ta mà. Hắc hắc, phi, Hải Lan bĩu môi, sau đó nép vào lòng hắn, khuôn mặt xinh đẹp dán chặt vào ngực trần của hắn, lặng lặng lắng nghe tiếng từng nhịp tim đập. Trương Dương chợt nhớ tới An Chí Viễn, lấy kiến thức cùng trí tuệ của Hải Lan hẳn là có thể giải trừ được nỗi hoang mang trong lòng hắn, hắn thấp giọng nói, tại Giang Thành có nghe chút tin tức gì của An Chí Viễn không? Hải Lan lắc đầu, buông ly rượu ra, hai tay nắm lấy thân Trương Dương có chút thất thần hỏi, lúc đầu là có đợi sẵn chuẩn bị phỏng vấn tại sân bay, nhưng đợi mãi không thấy đâu, mới hay tin là An lão tiên sinh không có tới đúng theo lịch hẹn, chúng ta coi như hụt ăn. Nhớ tới lần đó Hải Lan không khỏi buồn cười. Phó thị trưởng Giang Thành là Chu Quảng Nguyên dẫn theo cả đám nhân viên thị chính ra sân bay nhanh tiếp, còn đặc biệt an bài đội quân nhạc và đám nhỏ mang hoa, nhưng cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không, chàng diện đó đúng là xấu hổ tới cực điểm. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó đem chuyện tình gặp hai ông cháu lão An Chí Viễn kia tại Thanh Vân Phong. Hải Lan cũng kinh ngạc vạn phần, thật không thể tưởng tượng nổi lão tiên sinh An Chí Viễn kia lại vô thanh vô tức đi tới huyện Xuân Dương như vậy. Xem ra lão tới chủ yếu là để tìm lại phần mộ của cha lão An Đại Hồ tử. Trương Dương phiền muộn thở dài, ta tốn bao nhiêu khí lực như vậy, cố sức mà trung kiến cái tiểu học hồng kỳ kia mong kiếm chút thành tích, thật không tưởng lại gặp xui xẻo như vậy. Tiểu tử này là đang lo lắng bỏ bao nhiêu công sức như vậy lại thành phí công vô ích. Hải Lan nghĩ đến hắn cực khổ như vậy lại gặp phải xui xẻo không khỏi bật cười khanh khách. Bàn tay to của hắn thâm nhập vào trong áo nàng xoa nắn một trận tàn bạo nói, đã không cảm thông với ta thì thôi, lại còn dám cười hả ha ha. Hải Lan mỉm cười, giọng đầy vẻ ăn năn, ta sai rồi, a, à, nhưng kỳ thực chuyện này cũng chưa chắc đã hỏng như ngươi tưởng. Trương Dương lúc nào mới buông nàng ra. Hải Lân phân tích cho hắn nghe, người tuy rằng mắng An Đại Hồ Tử kia trước mặt An Lão Tiên Sinh, nhưng An Đại Hồ Tử kia đích xác là một mã tặc, quá khứ cũng đúng là chưa làm một việc gì tốt. Hơn nữa lúc đó người căn bản cũng không biết thân phận lão là An Chí Viễn, có khi hắn sẽ không trách cứ ngươi mà cho rằng ngươi là một thanh niên ngay thẳng. Trương Dương nghe nàng nói thế, cẩn thận ngẫm lại cũng có vài phần đạo lý, nhẹ nhàng vu ót mái tóc Hải Lan nói, tỷ à. Ngươi thật sự đúng là thông chất lan tâm, tú ngoại tuệ chung. Ngoài xinh đẹp, trong thông tuệ. Hải Lan, ngươi không cần phải nịnh ta. Rồi lại tiếp tục nói, kẻ trong cuộc thì u mê, nhưng đối với người ngoài cuộc đứng quan sát thì chỉ là một việc nhỏ. Tối quan trọng ở đây chính là ngươi đã giúp An Chí Viễn tìm được mộ và hài cốt của cha lão, đây có thể coi là một đại công. An Chí Viễn tại Hồng Kông có một khối cơ nghiệp lớn như vậy hẳn cũng là một kẻ ân oán phân mình, tính tình rộng rãi. Tài ông thất mã, là hòa hay phúc còn chưa thể nói trước được. Nghe Hải Lan giải thích như vậy, phiền muộn trong lòng Trương Dương rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Hai tay vòng ra ôm eo nàng, hai người cứ lặng yên ngồi ôm nhau như vậy một lúc, cảm nhận sức nóng của cơ thể lẫn nhau. Một lúc sau Trương Dương thấp giọng nói, "Tỷ, ta muốn." Hải Lan khẽ hừ, giơ mình lên hôn nhẹ lên môi hắn một cái, nhỏ giọng thỏ thẻ "Ta cũng muốn." Sáng hôm sau, Trương Dương cũng không có lập tức trở về xã Hắc Sơn tử, hắn bớt chút thời gian tới bệnh viện huyện thăm Quách Đạt Lượng. Đối với kết cục bi thảm của Quách Đạt Lượng hắn cũng có chút thông cảm, dù sao suốt thời gian ở xã, giao tình của hắn với Quách Đạt Lượng cũng không tệ, về tình về LS cũng nên tới thăm hỏi một chút. Trải qua một thời gian được tận tình cứu chữa, Quách Đạt Lượng cũng đã trải qua thời kỳ nguy hiểm, hiện tại đã được chuyển sang phòng điều trị bình thường. Lúc Trương Dương bước vào phòng bệnh, chỉ thấy có lão bà của Quách Đạt Lượng là Đỗ Xuân Hương ở cạnh, Trương Dương để ý chung quanh cũng chỉ thấy có vài túi quà cáp, xem ra người tới thăm Quách Đạt Lượng cũng không nhiều, đúng là nhân tình trên quan trường chỉ mỏng manh như một tờ giấy. Quách Đạt Lượng nằm nghỉ trên giường, Đỗ Xuân Hương đối với Trương Dương cũng có nhiều hảo cảm, thấy hắn tiến vào vội vàng đứng lên nhường chỗ cho hắn. Trương Dương cười cười, vội xua xua tay ý bảo không cần kinh động đến quách đạt lược, cứ để cho hắn nghỉ. Cầm túi quà trong tay đưa luôn cho Đỗ Xuân Hương. Lúc này Quách Đạt Lượng đang nằm nghỉ thấy có chút động tĩnh liền tỉnh dậy, hắn chậm rãi mở mắt ra thấy Trương Dương đang đứng đó, trên mặt lộ ra nét cười, tiểu trương chủ nhiệm tới, thanh âm có chút khan khan, lại thều thảo yếu đuối không ra hơi. Hắn đang muốn ngồi dây lại bị Trương Dương giữ lấy, Quách Chủ tịch, ngài còn cần phải nghỉ ngơi a à. Đừng có cố sức. Quách đạt lượng cười khổ, hiện tại đâu có còn là chủ tịch cái gì chứ, nói cũng đến lạ, từ lúc đột một bị xuất huyết não tại Đại hội Nhân dân xã ý thức của hắn lại có vẻ thanh tỉnh ra, hoặc cũng có thể là thanh tỉnh từ trước lúc phát bệnh cho nên mới có một bài phát biểu động lòng người tới như vậy. Trương Dương cảm thấy có chút vui mừng, dù sao ý thức của quách đạt lượng có thể khôi phục lại bình thường cũng là rất đáng mừng rồi. Nếu không mà lại trở thành điên điên dại dại thì thật là bi ai thừa dịp đỗ xuân hương đi lấy nước quách đạt lượng nhỏ giọng nói với trương dương có thuốc không trương dương tuy rằng không hút thuốc lá thế nhưng do lúc bình thường để giao tiếp luôn cần đến nên hắn lúc nào cũng mang theo một bao bên người hắn liền rút ra cả bao đưa cho quách đạt lượng quách đạt lượng rút ra một điếu đưa lên mũi người người sau đó len lén cầm cả bao giấu xuông dưới gối lúc này mới cảm thấy thư thái rồi nói thèm chết mất ta có cái tật là nghiệm thuốc lá mà bao nhiêu ngày rồi không được điếu nào Bây giờ để đây thi thoảng lén mà hút." Trương Dương nở nụ cười, "Quách chủ tịch à, ta xem ngươi nên chuyên tâm dưỡng bệnh đi, bao giờ khỏi lại hút cũng không muộn mà." "Được rồi, hiện tại thân thể cảm thấy thế nào rồi?" Quách đạt lượng nói, "Trương Dương à, cảm ơn ngươi đã tới thăm ta. Kỳ thực thân thể cũng không có bệnh tật gì, chuyện tình lần này đối với ta mà nói cứ như một cơn mê lớn vậy, hiện tại tỉnh ngộ ra mới thấy mình đúng là điên rồi." Ngẫm lại thấy thật là chẳng ra sao tại sao lại cứ muốn leo lên cái chức chủ tịch xã ấy cho bằng được chứ? Thành chủ tịch xã rồi thì thế nào? Vẫn là bên trên còn có bí thư đảng ủy xã, trên nữa thì còn cấp huyện, cả một đống những tảng đá lớn đè trên đầu, khụ khụ ta hiện ta minh bạch, muốn làm người thì đừng có làm quan. Trương Dương không nói gì yên lặng nhìn hắn. Quách Đạt Lượng nói, ta quyết định rồi, chờ khỏi bệnh, ta sẽ rút khỏi cương vị hiện tại, sống cho an ổn, làm những việc mình muốn làm. Trương Dương có phần kinh ngạc mà nhìn Quách Đạt Lượng, hắn không thể tin nổi một người đã dốc sức làm việc, phấn đấu trong 20 năm hiện tại lại có thể rút lui. Quách Đạt Lượng nhìn trong ánh mắt Trương Dương biết hắn đang bất ngờ, liền mỉm cười nói, có chết một lần rồi mới biết sinh mệnh đáng quý thế nào. Ta hiện tại mình đầy bệnh tật, giả như lại dốc sức tiếp tục công việc thì sau này sợ rằng nắm sướng tàn này chịu không nổi. Nếu như biết chính mình không làm nổi nữa, miễn cưỡng làm gì? Ta hiện tại cũng gần 50 rồi thưa dịp tay chân vẫn còn hoạt động được, đi làm một số việc mình muốn, hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh, như vậy cũng là một chuyện tốt. Trương Dương lúc này mới tin tưởng quách đạt lượng sinh ý muốn rút lui không phải là ý nghĩ nhất thời, mà là kết quả sau khi suy nghĩ kỹ càng. Hắn cũng cười nói, như vậy cũng tốt, coi như cho chính mình một cơ hội làm lại. Quách đạt lượng chỉ chỉ tờ báo trên đầu giường nói, lão gia tử nói, cải cách là phải lớn gán một chút, có can đảm thử nghiệm, kiểm chứng kết quả, nếu không có một chút tinh thần sông sáo một chút mạo hiểm một chút kiên trì thì không thể bước trên một con đường mới đầy trông gai không thể làm lên một sự nghiệp mới hắn cười khổ nói tiếp về chính trị ta đã hoàn toàn không có dũng khí để sông sáo để mạo hiểm bây giờ thôi bỏ sang làm một chút kinh tế xem sao nói đến đây nội tâm hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc bi ai khó nói hắn thực sự là một kẻ thất bại trên phương diện chính trị mà Trương Dương cổ vũ hắn, quách chủ tịch cứ yên tâm điều dưỡng cho thật tốt. Qua cơn mỹ cực, tới hồi Thái Lai, ta tin tưởng tất cả rồi sẽ chuyển biến tốt đẹp. Quách đạt lượng mỉm cười nói, tiểu trương chủ nhiệm, sau này ta sẽ tìm người hỗ trợ đó. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương cười lớn, sảng khoái gật đầu, quách chủ tịch yên tâm, chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta, nhất định ta sẽ tận lực giúp ngài. Câu trả lời này của hắn xem chừng đúng là rất rào hoạt, một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình thì phạm vi khả năng được bao nhiêu chứ? Hay là người sinh hài tử đi, nhất định ta sẽ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua, những chuyện khác chỉ sợ là ta lực bất tòng tâm. Thực ra mà nói, không phải là Trương Dương lạnh lùng không thèm giúp, mà bởi hắn sợ Quách Đạt Lượng sẽ đưa ra một cái yêu cầu quá đáng gì đó, dù sao Quách Đạt Lượng cũng biết rõ ai là người phía sau chống lưng cho hắn. Quách Đạt Lượng cười cười, hắn hiển nhiên nghe ra ý của trương dương trong lời nói thấp giọng nói trương dương có câu này ta muốn nói cho ngươi đó là trên quan trương không có bằng hữu trương dương yên lặng nhìn ngẫm cái lời này mơ hồ nghe ra được sự chua sót trong đó lúc ly khai phòng bệnh vừa ra đến hàng lang hắn liền gặp trần quốc vĩ và hồng linh hai người trông thấy hắn đều có chút kinh ngạc đều cho rằng là hắn tới tìm tả hiểu tình trương dương nở nụ cười trùng hợp thật a à, trong lòng tự nhiên nhớ tới đã khá lâu ngày không gặp tả hiểu tình rồi, thời gian vừa qua hắn bận rộn chuyện trong xã quá cho nên cũng chẳng có thời gian mà để suy nghĩ nữa. Thế nhưng vừa nhắc tới thì Nhung nhớ lại bắt đầu nảy sinh, nháy mắt đã như đại thu che trời. Hắn không thể phủ nhận rằng tả hiểu tình cái tên này đã khắc sâu trong tâm hắn. Hồng Linh trông thấy Trương Dương thì có chút trột dạ, chuyện tả hiểu tình cùng Trương Dương là nàng cung cấp tin tức tình báo cho mẹ của tả hiểu tình là tương tâm tuệ cho nên vừa thấy trương dương thì có chút cảm giác như mình là kẻ trộm trần quốc vĩ tiến tới cười nói tới tìm tả hiểu tình hả trương dương không nói gì chẳng phản đối cũng như chẳng phủ nhận trần quốc vĩ không nhịn được nói lẽ nào ngươi không biết nàng đã chuyển công tác thực tập về giang thành rồi sao hồng linh nhẹ nhàng lay cánh tay hắn một cái trần quốc vĩ lúc này mới sực nhớ ra không khỏi có chút xấu hổ cười cười trương dương nghe vậy ngẩn người ra sau đó trong lòng dâng lên một cảm giác bực mình. tả hiểu tình a à, tả hiểu tình người muốn tách rời khỏi ta cũng không cần thiết phải như vậy chứ. đi à một lời chào cũng chẳng thèm nói. ta đáng ghét đến như vậy sao? cư nhiên cứ lần như tránh ta. trương đại quan nhân trong lòng có chút oán niệm sắc mặt tự nhiên cũng khó chịu. hồng linh nhỏ giọng nàng ta có lẽ sẽ không trở lại. trương dương bỗng giận dữ quát nàng ta trở lại hay không liên quan quái gì tới ta hồng linh giật mình sợ đến trắng bệch cả mặt cuống quyết trốn ra sau lưng trần quốc vĩ trần quốc vĩ phẫn nộ trừng mắt nhìn trương dương cái thằng nhãi này thật chẳng có tí phong độ nào sao lại có thể cư xử với nữ tử thô bạo như vậy chứ trương dương cũng ý thức được vừa rồi mình quá thất thố áy náy cúi đầu nói xin lỗi ta còn có việc xin phép rồi vội vàng rời đi hồng linh cùng trần quốc vĩ nhìn bóng lưng của hắn rời đi trong lòng cũng cảm thấy có chút thông cảm trong lòng Hồng Linh thì ái náy lại càng không phải là nhỏ, nếu như không phải là nhờ nàng thì tả hiểu tình cũng không bị nhà của cô ấy chuyển ngay đi và quản lý nghiêm khắc như bây giờ. Nhưng nàng cũng chẳng có biện pháp khác, tương tâm tuệ đã nói chỉ cần nàng đem chuyện của tả hiểu tình nói ra một cách chi tiết và chuẩn xác, thì bà có thể đảm bảo cho mình một công việc ổn định sau tốt nghiệp, vì tương lai của bản thân mình cũng đành hy sinh một chút lương tâm. Chuyện này nàng cũng không dám nói cho ai biết, giả sử cái tên thô bạo trương dương kia mà biết, hắn không đánh cho nàng một trận mới là lạ có một điều trương dương có thể xác định đó chính là tình cảm của hắn dành cho tả hiểu tình bây giờ nàng ta rời đi rồi trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cảm giác thấy bại thế nhưng hắn cũng nhanh chóng khống chế được tình cảm của mình dù sao đối với kẻ làm người hai kiếp như hắn tình cảm cũng không phải là tất cả nữa đi ra tới cổng bệnh viện thì hắn nhận được điện thoại của lý trường vũ là lý trường vũ muốn gặp hắn tại vi viên Trương Dương nhanh chóng điều khiên lại tâm tình, lập tức bắt xe đi tới Vi Viên. Đối với việc đích thân Lý Bí thư gọi hắn tới gặp hắn rất coi trọng, hiện nay đang là thời điểm nhạy cảm, từ những vị trí công tác tại xã nhà, cho tới huyện và trên thành. Trương Dương thân là người trong quan trường, không thể không quan tâm cho được. Lý Trường Vũ vừa mới tảo mộ ở quê gia, Tô Lão Thái cũng muốn ở lại quê một vài ngày cho nên không có ra cùng hắn. Lần này hắn tìm Trương Dương là vì muốn Trương Dương giúp hắn làm một chuyện. Ở huyện Xuân Dương này có rất ít chuyện có thể khiến Lý Trường Vũ có thể cảm thấy bận lòng, nhưng chuyện này thì khác, gặp phải phiền phức chính là Cát Xuân Lệ. Chồng cũ của Cát Xuân Lệ là Lâu Trí Quảng từ Hải Nam trở về, thằng nhãi kia vốn đi làm ăn gì đó ở Hải Nam, nhưng mà thua lỗ chồng vó nên đành mò về đây. Sau khi mò về, vì trắng tay nên hắn tìm tới vợ cũ cũng là Cát Xuân Lệ. Lâu Trí Quảng này là điển hình của mấy thằng vô lại, tuy bản sự chẳng có cái gì, nhưng là thuộc loại cao dính da chó, lì và dai như địa một khi đã dính vào thì sẽ không dễ dàng bóc ra được. Cát Xuân Lệ bị hắn bám lấy không biết phải làm, trước đưa cho hắn một vạn dưới, nhưng hắn được voi đòi tiên, cho rằng vẫn chưa đủ liền suốt ngày bám theo, theo dõi Cát Xuân Lệ. Khiến cho nàng dạo này như chim sợ cành cong, hiện tại Lý Trường Vũ cũng không có dám lui tới chỗ nàng, sợ bị lâu quảng trí phát hiện quan hệ hai người. Tuy nói cuối tuần Cát Xuân Lệ sẽ đi giang thành nhậm chức, Lâu Quảng Trí kia cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin đó, cũng mò lên Giang Thành trước cả Cát Xuân Lệ, hắn quyết đeo bám cho tới lúc Cát Xuân Lệ chịu phục hôn mới thôi. Lý Bí Thư cực kỳ căm tức, nhưng chuyện này hắn không thể tự mình đứng ra. Cát Xuân Lệ với Lâu Quảng Trí kia dù sao trước đây cũng từng là vợ chồng, còn bản thân hắn với nàng thì chỉ là quan hệ tình nhân bí mật, điều này càng làm cho Lý Trường Vũ thêm khó chịu, hắn muốn giải quyết chuyện Lâu Quảng Trí thật nhanh cho xong. Nghĩ tới nghĩ lui đều không chọn được ai thích hợp, tới cùng mới nhớ ra Trương Dương, dù sao đối với sự tình này của hắn, Trương Dương cũng rõ như ban ngày, quan hệ giữa hắn và Cát xuân lệ chẳng có chút gì thần bí cần phải giấu giếm trước mặt Trương Dương. Cho nên Trương Dương nhận được một sự tín nhiệm rất cao, hơn nữa từ nhiều việc trước đây xem xét, tiểu tử này tuyệt không phải loại người thô bạo đụng đâu húc đó. Tuy rằng lâu quảng trí kia là loại vô lại, nhưng Trương Dương đích thị là đại ác ôn. Đại ác ôn đối phó với vô lại, chắc hẳn không thành vấn đề lý trường vũ sau khi cẩn thận suy xét cuối cùng mới gọi điện cho trương dương trương dương nghe lý trường vũ nói xong đầu đuôi câu chuyện khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn còn cứ tưởng có chuyện đại sự gì chứ chuyện này thì đơn giản quá tự nhiên thoải mái mà đáp lời ngươi cứ yên tâm ta lập tức đi tìm lâu quảng trí kia yên tâm là từ nay về sau hắn sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của các người lý trường vũ tưởng hắn muốn giết người diệt khẩu cuống quýt ngắn lại tiểu trương a giáo huấn hắn một chút được rồi, cho hắn biết khó mà lui, ngàn vạn lần đừng làm gì to chuyện, dễ gặp phiền phức. Trương Dương biết Lý Trường Vũ không muốn làm to chuyện, hắn cười nói yên tâm. Ta có tính toán rồi, chuyện này ngươi không cần quan tâm tới nữa. Lý Trường Vũ thoải mái gật đầu, sau đó trọng tâm câu chuyện hướng tới chuyện xảy ra tại xã Hắc Sơn Tử gần đây, Trương Dương A. Ta nghe nói thời gian tuyển cử tại xã Hắc Sơn Tử vừa qua phong ba không nhỏ A. Đều qua rồi, may là không chết ai cả lý trương vũ nghe được câu trả lời của trương dương thì tươi cười nói trên quan trường có thể nhìn đều êm thấm nhưng kỳ thực phía sau đao quang kiếm ảnh tàn sát nhau khốc liệt người thân trong quan trường một thời gian tự nhiên sẽ cảm nhận được thực chất hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp trương dương chuyện ngươi muốn được vào đảng vương bác hùng trước khi đi liền sắp xếp cho ngươi ổn thỏa người ta xem ra cũng rất có tâm a à. trương dương nhớ tới vương bác hùng đã trở thành cục trưởng cục thuế vào đảng tuy cũng có vui sướng đấy nhưng so với vương bác hùng còn nhỏ bé lắm. Lý Trương Vũ nhìn trên mặt Trương Dương chẳng có chút biểu tình gì, còn tưởng thằng nhãi này tu dưỡng chính trị có đề thăng chứ không nghĩ rằng nó đang thất vọng về không được thăng chức. Lý Trường Vũ nói, Ban Kinh tế huyện vừa thành lập một phòng mới là phòng kinh doanh và phát triển đầu tư. Chủ nhiệm là Triệu Thành Đức, bởi vì phòng này chủ yếu là thu hút đầu tư từ bếp ngoài, hơn nữa mục đích chính là nhắm vào an trí viễn lão tiên sinh kia xã Hắc Giả Sơn là nơi trọng yếu, ta đã để danh ngươi làm phú chủ nhiệm phòng này. Trương Dương lập tức kích động, cái, cái gì, phó chủ nhiệm đó là cấp bậc gì? Lý Trương Vũ lúc này mới biết tiểu tử kia không phải là tu vi chính trường đề thăng mà là vừa rồi nó thất vọng vì cho rằng trở thành một đảng viên vẫn chưa đủ, trong lòng không khỏi cười khổ, nghĩ một lúc rồi nói, miễn cưỡng có thể coi là một phó phòng. Bất quá vẫn lấy công tác tại xã Hắc Sơn từ kia làm chính, địa điểm làm việc không cần thay đổi, chỉ là tạm thời đổi thành giữ chức phó chủ nhiệm cái phòng này. Giả như người có thể thuyết phục An Lão Tiên Sinh đầu tư về Xuân Dương huyệt, chắc ta không cần phải nói phía sau nữa. Lý Trường Vũ ít nhiều cũng hiểu được chút tính cách thằng nhãi này, phải cho hắn ngon ngọt thì hắn mới nhiệt tình sông sáo mà tiến tới. trương Dương hỏi lại, An Lão Tiên Sinh về Xuân Dương rồi sao? Kỳ thực trong lòng hắn minh bạch hơn bất cứ ai hết về việc An Chí Viễn kia đã về hay chưa? Lý Trường Vũ mỉm cười, an lão tiên sinh hành tung rất thần bí, nghe nói hôm nay đã tới Giang Thành, bất quá trước đó đã đáo qua Xuân Dương huyện một vòng. Hy vọng là chúng ta để lại cho lão một ấn tượng tốt. Trường đại quan nhân nhất thời không nói gì, lúc này hắn mới ý thức được một phó chủ nhiệm phòng kinh đao và thu hút đầu tư vị tất đã tốt. Muốn đối phó với lâu trí quảng, Trương Dương nghĩ tới một biện pháp đơn giản, dựa theo địa chỉ Lý Trường Vũ đưa cho, đêm đó hắn đã tìm được ngay lâu trí quảng. Lâu Chí Quảng vừa đi uống rượu trở về, đang siêu vẹo đi trong cái hẻm nhỏ, bỗng đỉnh đầu có cảm giác lạ một chút, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Trương Dương lôi hắn lên ô tô của Ngưu Văn Cường, trực tiếp đem thằng nhãi này tới thẳng Thanh Thai Sơn. Hắn dùng cái tất chân đen của Hải Lan đội lên đầu, Trương Đại Quan Nhân bây giờ phát hiện ra dùng tất chân là một thủ đoạn giả trang rất nhanh gọn, mà lại có thể tạo được tác dụng khiến cho đối phương kinh sợ. Hắn dừng ô tô lại, sau đó kéo lâu quảng trí tới vách huyền nhai gần đó, rồi cho hắn hai cái bạt tai lâu quảng trí bị đánh tỉnh dậy thấy tình cảnh trước mặt sợ đến mức hồn phiêu phách lạc thẩm thiết kêu lên đại ca đại ca ta không có đắc tội với ngài a à. trương dương cười lạnh con mẹ mày không cần phải làm trò nói ai cho mày tìm cắt xuân lệ nàng nàng là lão bà của ta biến con mẹ mày đi trương dương vừa nói vừa cho hắn một cái bạt tai nổ đom đóm mắt hắn dần minh bạch vì sao người ta tìm hắn không là vợ cũ Trương Dương đội cái tất chân lên đầu khiến cho dung mạo của hắn trở lên rất quái dị và dữ tợt, lại tung ra một cước đạp lâu quảng trí cắm mặt xuống đất, chưa kịp bò dậy đã bị Trương Dương túm lấy mắt cá chân. Lâu quảng trí tuy rằng không cao to gì, nhưng cũng phải tầm 1m7, nặng ngoài 60 cân, thế nhưng Trương Dương chỉ dùng một tay sách hắn lên, đưa cả thân hắn ra ngoài mép vách núi. Lây quảng trí sợ đến vỡ mật, la hét van xin thảm thiết, đại ca, không, ông nội ơi, ta nếu đi tìm cắt xuân lệ nữa, ta là súc sinh, là chó cầu xin. Hắn khóc giống lên, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Càng không hay là vì quá sợ hãi cho nên hắn không kiềm chế nổi cả tiểu tiện, cái chất lỏng ấm áp kia cứ thể chảy lên người, lên cổ rồi lên cả mặt hắn. Trương Dương ngủi thấy mùi lạ là để ý ra mới thấy hắn sợ tới vãi cả đái ra quần, hừ lạnh một tiếng rồi đem hắn đáp lăn lông lốc trên mặt đất. Lâu Quảng Trí vẫn sợ tới mức người vẫn còn run lẩy bẩy, mặt trắng bệch. Trương Dương khinh bỉ nói, trong cái bộ dạng của ngươi, ta thật không hiểu trước đây Cát Xuân Lệ coi trọng ngươi ở cái điểm gì. Lâu Quảng Trí giọng run run, run lẩm bẩm, ta không dám, sau này không dám. Ngươi nói thì con mẹ ngươi tin chắc, ai chẳng biết Lâu Quảng Trí ngươi là cái loại vô lại có tiếng. Trương Dương lại giơ chân lên cho Lâu Quảng Trí một đạp tung tóe máu mồm máu mũi, Lâu Quảng Trí trông thấy máu sợ đến mức thiếu chút nõa chết ngất. Đây cũng không phải là vì Trương Dương là loại người tan nhẫn, nhưng bởi hắn hiểu rõ lâu quang trí này là loại vô lại, phải một lần cho hắn sợ tới già. chứ nếu không cái loại cao dính ra chó này chắc chắn sẽ lại lì mặt mà tới tìm cát xuân lệ. người có hai người đệ đệ, một muội muội, cha người tên là lâu trường thuận, mẹ tên má Quế chi, trương dương đọc tiểu sử lâu quảng trí vanh vách như thuộc trong lòng bàn tay ra. những tư liệu này đều là vừa mới được lý trường vũ cung cấp cho trương dương bội phục lý trường vũ cũng ngộ ra được một cái đạo lý đúng là từ trước tới nay dân không đấu lại với quan người như Lâu Chí Quảng lại muốn đấu với Lý Trường Vũ thật là không biết tự lượng sức. Cho dù hắn không rét ai thì Lý Trường Vũ vẫn có thể tìm cách bóp chết hắn như bóp một con kiến, bất quá chỉ là Lý Trường Vũ còn cố kỵ quan hệ giữa hắn là Cát Xuân Lệ. Trương Dương nhìn bộ dạng Lâu Quảng Chí không khỏi có chút cảm thông. Vợ hắn thì đi tầng tự với người khác, dù là vợ cũ thôi nhưng kể cũng xót xa thật. Đúng là bất luận thời nào, bất luận cái xã hội nào, đều không có đất cho kẻ yếu sinh tồn. Trương Dương rút ra một cái khăn tay chậm rãi lao đi vết máu trên tay, sau đó ném cái khăn đi, gió núi thổi chiến khăn tung bay phất phơ trong bầu trời đêm xuống vách núi. Từ góc nhìn của Lâu Quảng Trí, Trương Đại Quan Nhân trông thật vĩ đại, không ai có thể bì được về khí phách cũng như lực lượng. Ở đây, hắn chính là chúa đệ, Lâu Quảng Trí cảm nhận được sinh mệnh của mình hoàn toàn nằm trong bàn tay của người khác cho nên hắn không có chút ý định phản kháng nào. Nhớ kỹ lời ngươi nói lần sau còn dám tìm cắt xuân lệ thì cứ từ đây ảm bay xuống dưới. Nói xong Trương Dương xoay người bỏ đi. Lâu Quảng Trí vẫn khinh hãi nhìn bóng lưng Trương Dương rời đi, mãi tới khi Trương Dương khuất hẳn, hắn mới khóc giống lên. Trương 44, một người chính nghĩa. Sau khi giáo huấn xong Lâu Trí Quảng, tâm tình của Trương Dương cũng không cảm thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm trầm trọng. Trên đường trở về Xuân Dương, hắn một mực suy nghĩ lại chuyện tình cảm giữa mình và tả hiểu tình, tuy rằng Điền Bân không có sử dụng bất cứ hành động cường ngạnh nào với mình. Thế nhưng ở trong mắt hắn, trong mắt người nhà của tả hiểu tình, mình hiển nhiên không phải là loại có đủ tư cách để gặp gỡ nàng, cho nên bọn họ mới có thể tùy tâm sử dụng mà cắt đứt quan hệ giữa mình và tả hiểu tình. Bọn họ muốn nắm giữ số phận của tả hiểu tình, bọn họ muốn nắm giữ số phận của mình. Trong lòng Trương Dương dâng lên một sự phân nỗ lan tràn đến vô tận, trời đời này không có bất cứ kẻ nào có thể thao túng được vận mệnh của hắn. Khi Trương Dương đau khổ thì biểu hiện của hắn so với thường ngày càng cường hãn hơn nhiều, Hải Lan là người đã hiểu được thật sâu đặc điểm này của hắn. Cả một đêm hai người đều ở trên giường kịch liệt chiến đấu, khi Trương Dương không muốn nói ra tâm sự của mình, Hải Lan cũng không hỏi, yên lặng nhận từng đợt từng đợt công kích của hắn, dùng thân thể của mình yên lặng an ủi tâm hồn hắn, thân thể mềm mại của Hải Lan trong sự sao sao hưng phấn bừng bừng của Trương Dương không ngừng run lên. Hai tay nàng gắt gao ôm siết lấy thân thể Trương Dương, hai dòng lệ trong suốt cũng theo khuôn mặt nàng từ từ chảy xuống trương dương hôn lên những giọt nước mắt của nàng kéo khuôn mặt mềm mại vào trong lòng thấp giọng nói xin lỗi hải lai nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn đôi mắt chưa thoát khỏi sao sao tràn ngập sự ôn nhu và yêu thương như là đang nhìn một đứa trẻ nàng hiểu rõ quan hệ hiện tại giữa hai người bọn họ hơn so với trương dương nàng cần một bến cảng để có thể tránh né sóng gió cho nên mới xuất hiện trương dương mà đối với trương dương Mỹình không phải một bến cảng có thể để hắn tránh gió, sóng gió qua đi. Có một ngày bọn họ sẽ đi đây đi đó. Chẳng biết mối quan hệ này giữa hai người bọn họ có thể tiếp tục duy trì đến bao lâu. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trong suốt của Hải Lan, hắn càng ngày càng đam mê thân thể này và cả sự chăm sóc ôn nhu thiện lương của nàng. Có thể ở trong biến hóa rất nhỏ có thể quan sát được tâm tình của hắn. Thân thể trắng nõn của Hải Lan cuộn tròn lại, giống như một con cừu non nằm trong lòng Trương Dương. Trương Dương ôm lưng của nàng, nhẹ giọng nói chị thích em sao. Bờ vai của Hải Lan rõ ràng hơi khẩn trương một chút, sau đó nàng lại nhẹ nhàng nở nụ cười, một lát sau mới nói chị thích em. Trương Dương ôm chặt lấy nàng, nỗ lực kề thân thể mình hòa tan sự ngăn cách vô hình giữa nàng và hắn. Hải Lan nhẹ giọng nói, nam nhân vĩnh viên luôn thấy không đủ, trước khi chưa có được nữ nhân, hắn nhất định phải chiếm bằng được thân thể của nữ nhân đó, chỉ khi nào có được thân thể của nữ nhân đó rồi, sau đó chiếm luôn nội tâm của nàng đương nhiên lúc đó tất cả đều xong xuôi em sẽ phát hiện ra thực ra thì việc không xong mới là tốt nhất nàng xoay người sóng mắt ôn nhu như xuân thủy nhìn vào mặt trương dương sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn nhưng vậy không phải là tốt rồi sao em có thế giới của em chỉ có cuộc sống của chị chỉ cần chúng ta cùng ở trên giường là chị đã rất thỏa mãn rồi trương dương nhìn khuôn mặt như hoa trong gương như trăng trong nước của nàng bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều là cảnh mơ hồ chủ nhiệm ủy ban thương mại của tỉnh triệu thành đức là một người trung niên hòa hợp êm thấm ở xuân dương có giang hiệu là nham hiểm từ biệt hiệu này có thể đoán ra được tác phong và thái độ làm người của người này ban thương mại của xuân dương là một đơn vị tương đối phức tạp ở bên dưới có hai đơn vị là cục lương thực và cục xuất nhập khẩu hiện giờ lại có thêm một ban chiêu thương thực ra luận về chức năng thì cục lương thực có thể tham gia ban chiêu thương vừa thành lập cục xuất nhập khẩu căn bản biến thành một cái sắc không. Xuân Dương là một huyện nhỏ tương đối bế tắc, một năm khó khăn lắm cũng khó có thể gặp được vài món xuất nhập khẩu. Triệu Thành Đức làm chủ nhiệm ở ban thương mại đã được 6 năm, người này làm quan cũng có cách riêng của mình, bất cứ làm ở vị trí nào cũng bốn bể yên tĩnh, rất ít khi phạm phải sai lầm, người như vậy sẽ không có những chiến tích lớn khiến cho người ta phải ghi nhớ, cho nên Triệu Thành Đức cho tới bây giờ vẫn là phó ban cũng là chuyện đương nhiên khi Trương Dương đi vào phòng làm việc của Triệu Thành Đức. Triệu Thành Đức đang ngồi uống trà, hắn không có thích thú với trà, thường ngày chỉ uống loại trà khổ đinh có mấy đồng một cân, đây cũng bởi vì siêu thể trọng của hắn, chẳng biết từ nơi nào mà hắn nghe nói loại trà khổ đinh có thể giảm báo, cho nên uống không biết chán. Đầu tiên Trương Dương tự giới thiệu, trên khuôn mặt béo núng nính của Triệu Thành Đức hiện lên một nụ cười ấm áp như mùa xuân. Đối với vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn từ này, hắn đã nghe thấy tiếng từ lâu, huyện Xuân Dương chỉ là một địa phương nhỏ xíu, danh tiếng của Trương Dương cũng khởi bước từ lần phát sinh xung đột với công tử Dương Trí Thành con trai của huyện trưởng Dương Thủ Nghĩa. Nhưng dù sao vẫn lộ ra một ít tin tức, lãnh đạo cao tầng trong huyện Xuân Dương đều biết sự kiện đó thực tế là lần đối kháng giữa Lý Trường Vũ và Dương Thủ Nghĩa, kết quả hiển nhiên là bí thư huyện ủy chiếm thế thượng phong. Mà càng nhiều người có thể thấy được Lý Bí Thư tương đối che chở và quan tâm đến Trương Dương, khiến cho lời đồn rằng Trương Dương chính là con riêng của Lý Trường Vũ càng thêm chính xác. Việc Lý Trường Vũ được thăng chức trong lòng quan viên ở Xuân Dương không thể nghi ngờ là sự kiện quan trọng, từ lúc bắt đầu mở cửa cải cách, đây là người trẻ tuổi đầu tiên từ huyện Xuân Dương đi ra leo lên được chức phó thị trường, huống hồ hắn năm nay với có 40 tuổi, còn có được nâng cao hơn nữa. Ban chiêu thương mới thành lập này căn bản là một đơn vị hữu danh vô thực, triệu thành nước kiêm nhiệm chủ nhiệm cũng chỉ là hình thức bên ngoài, thực ra trước đây ban thương mai cũng phụ trách công tác đầu tư, chỉ là trong phương diện này vẫn không có gì khởi sắc. Hiện tại đã được thành lập hẳn một ban riêng. Mời ngồi, Triệu Thành Đức cười tùm tìm nói, ấn tượng đầu tiên là rất thân thiết. Trương Dương thấy Triệu chủ nhiệm lễ phép như vậy, trong lòng tự nhiên sinh ra một chút cảm tình đối với vị béo béo mập mập giống đại nội tổng quản này, cười khách khí ngồi xuống đối diện với Triệu Thành Đức, từ trong túi móc ra một bao hồng tháp sơn, chuẩn bị mở ra mời Triệu Thành Đức. Triệu Thành Đức vươn bàn tay béo núng nính của mình ra nói, "Không hút." Thực ra hắn cũng là một kẻ nghiện thuốc, chỉ là gần đây thân thể không được tốt, cho nên không được phép hút thuốc. Trương Dương móc ra bao thuốc, cũng không có ý định lấy lại, tiện tay đặt trên mặt bàn. Tuy rằng là một động tác rất nhỏ, nhưng khiến Triệu Thành Đức cảm giác được người này rất hiểu chuyện. Triệu Thành Đức nói, "Huyện chúng ta thành lập ban chiêu thương là để chiêu thương dẫn đầu tư." Hắn không khỏi nhếch miệng mà nói, "Tiểu Trương à, nếu như chúng ta đã cùng công tác với nhau ở một chỗ, cũng không cần nói quanh co làm gì, thực ra nhiệm vụ chủ yếu lần này là muốn thuyết phục an lão đầu tư vào Xuân Dương. Trương Dương gật đầu, hắn hiểu lý trường vũ nhét mình và ban chiêu thương chính là làm một chiêu bài cho an trí viễn, còn nhiệm vụ thuyết phục an chí viễn đầu tư vào Xuân Dương hiển nhiên là rơi vào đầu mình rồi. Triệu Thành Đức mỉm cười nói, quê cũ của An Lão là Hắc Sơn Tử, cậu vừa vặn là cán bộ của Hắc Sơn Tử, cho nên sau khi lãnh đạo huyện suy nghĩ cẩn thận đã ra quyết định giao việc này cho cậu. Thanh niên phải có dũng khí gánh vác trọng trách, cái chức chủ nhiệm ban chiêu thương của tôi chẳng qua là hư danh mà thôi, về phần công tác thì vẫn phải nhờ vào những thanh niên như các cậu. Bằng tâm mà nói, Triệu Thành nước căn bản không phải là loại thùng rỗng kêu to như trong mắt mọi người, địa phương như Xuân Dương có bao nhiêu lực hấp dẫn để đầu tư hắn là người biết rõ nhất, nếu như An Chí Viễn muốn đầu tư, vào đầu những năm 88 khi trở về sao không đầu tư? mà phải chờ đến bây giờ. Triệu Thành Đức vẫn nhớ rõ cảnh trước kia An lão tới đây. Giang Thành còn đặc biệt phái một vị phó thị trưởng đi cùng, toàn bộ hành trình ở Xuân Dương Bí thư huyện ủy cũng theo sát gót, cười nói rất cẩn thận, đến lúc cuối cùng lão già kia cũng không nói đến chuyện đầu tư cho quê cũ, chỉ là ném 3 triệu quyên góp để xây dựng các trường tiểu học. Triệu Thành Đức từ đó về sau vẫn kết luận đó chính là một lão cáo già. Triệu Thành Đức rất muốn biểu hiện một chút bản lĩnh, ban thương mại là địa phương không nhỏ ở trong ban to to nhỏ nhỏ cũng có 15-16 người, sau khi nhận được thông báo thành lập ban chiêu thương, Triệu Thành Đức đặc biệt chuẩn bị 5 gian phòng làm việc trên lầu 5, còn được trang bị cả điện thoại, nhưng ban chiêu thương tuy rằng chỗ làm việc có, tài khoản cũng có, nhưng hiện giờ vẫn là một cái thủng rỗng, nhân viên hiện nay ngoại trừ chủ nhiệm là Triệu Thành Đức, còn có Trương Dương đảm nhiệm chân phó chủ nhiệm. Trong tài khoản một xu cũng không có, đây cũng thực sự là kỳ quái, ban chiêu thương chính là nơi thu hút đầu tư, ta cung cấp ao, về phần có bắt được cá hay không thì còn phải xem vào năng lực của tiểu trương chủ nhiệm trương dương hiểu ra không ngờ ban chiêu thương không phải là vị trí tay không bắt chó trắng công sâu tao bay lang từ ngữ sử dụng trên thương trường chỉ bỏ ra vốn nhỏ mà kiếm được lãi lớn trương dương cũng không lưu ý đến diện mạo sẵn có của ban chiêu thương cái hắn chú ý đến là quan chức của chính mình cái chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương huyện dù thế nào đi nữa so với cái chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở hắc sơn tử còn uy phong hơn nhiều chỉ ít là lúc này, tiểu trương chủ nhiệm đang thỏa mãn với cái tâm hư vinh của mình. Triệu Thành Đức cũng không coi ban chiêu thường là chuyện lớn. Khách khách khí khí với Trương Dương chẳng qua là nể mặt Lý Trường Vũ. Thực ra vốn không cần sắp xếp phòng làm việc cho Trương Dương, dù sao thằng nhãi này cũng chỉ có danh ở ban chiêu thương thôi mọi chuyện chính của hắn để nằm ở xã Hắc Sơn Tử. Nhưng Triệu Thành Đức lại cho rằng, sở dĩ có ban chiêu thương, hoàn toàn là bởi vì Trương Dương, Lý Trường Vũ muốn lợi dụng ban chiêu thương làm một tấm ván cho Tiểu Trương chủ nhiệm, về phần sau này nhảy đến chỗ nào căn bản không phải chuyện phải chuyện để hắn đi quản. Triệu Thành Đức nghĩ thấu các tầng quan hệ, nếu Lý Trường Vũ muốn đặt cái ván này ở sở thương mại, như vậy thì hắn phải tận tâm tận lực làm tốt cái ván trong khả năng của mình. Rất nhiều khi, không cầu lại được cố cầu lại không, từ các loại dấu hiệu xem ra, Trương Dương có khả năng chính là con riêng của Lý Trường Vũ, cho nên không cần phải đắc tội với vị thái tử gia này. Trương Dương hoàn toàn thỏa mãn với điều kiện của ban chiêu thương, Triệu Thành Đức nói, về phân nhân sự của ban chiêu thương tôi còn chưa sắp xếp, việc này cũng để cậu xử lý. Làm phiền Triệu chủ nhiệm rồi. Triệu Thành Đức cười nói, đều là người một nhà, còn nói lời khách sáo làm gì, điều quan trọng chính là phải thu hút được đầu tư. Tôi tin rằng Xuân Dương chúng ta là một cây ngô đồng của thể dụ được Phượng Hoàng tới. Trong lòng hắn cũng hiểu được, vào lúc này, trên thế giới nơi nơi đều có Phượng Hoàng, chỉ tiếc là Xuân Dương không phải là một cây ngô đồng chân chính mà thôi. Khi bọn họ đang nói chuyện, Ngưu Văn Cường cũng đã lái chiếc Honda của hắn vào trong đại viện sở thương mại, vừa mới xuống xe đã thấy Triệu Thành Đức và Trương Dương đang đứng ở lầu 2 nói chuyện, không khỏi hơi ngẩn người, hắn lần này đến đây tìm Triệu Thành Đức là có việc, không ngờ Trương Dương cũng có ở chỗ này, hắn vui cười hớn hở đi đến chào hỏi hai người, lúc này mới mang theo túi ra đi lên lầu 2. Nhìn bảng hiệu trước cửa là ban chiêu thương, Ngưu Văn Cường dường như ngộ ra cái gì đó, cười tùm tìm nói, chú Triệu, huyện chúng ta cũng có ban chiêu thương sao. Triệu Thành Đức và cha hắn là Ngưu học đông rất quen thân, cho nên hắn biểu hiện trước mặt Triệu Thành Đức có một chút tùy ý, cũng không xưng hô theo quan chức. Triệu Thành Đức cười nói, không phải cậu vạn sự thông sao, chuyện này sao lại chưa được nghe nói. Ngưu Văn Cường thở dài nói, cháu chỉ là thảo dân, chuyện ở cửa nha môn cháu sao biết được. Triệu Thành Đức cười nói, thằng nhóc nhà cậu căn bản không phải là một nha nội tốt. "Chú Triệu, cháu không thích bị người ta mắng như vậy." Ngưu Văn Cường vui cười hớn hở nói, hắn lại nhìn về phía Trương Dương, sao lại trùng hợp vậy, Trương chủ nhiệm cũng đến sở thương mại là việc sao? Hắn quả thực không biết Trương Dương đã nhanh chóng trở thành phó chủ nhiệm ban chiêu thương. Triệu Thành Đức nói, hiện giờ tiểu Trương chủ nhiệm đã là phó chủ nhiệm của ban chiêu thương chúng ta rồi, sao cháu lại không biết? Ngưu Văn Cường mở to hai mắt mà nhìn, khó giấu nổi sự kinh ngạc ở trên mặt, ngày hôm qua Trương Dương còn mượn hắn xe để sử dụng, trong lòng nói thằng nhóc này cũng không trượng nghĩa, thằng trước anh cũng nói cho anh một tiếng, làm cho trước mặt Triệu Thành Đức hư tình giả ý chúc mừng một phen. Trương Dương mỉm cười, đi vào phòng làm việc của ban chiêu thương, để lại cho hai người không gian nói chuyên riêng. Khi Ngưu Văn Cường xong việc, vội vàng mang theo lòng tốt đi tới ban chiêu thương, Trương Dương đang ngồi nhà nhã xem báo, Ngư Văn Cường đưa tay đóng cửa phòng lại, chỉ tay vào Trương Dương nói: "Người anh em, cậu quả thực không trưởng nghĩa gì cả. Chuyện thăng chức như vậy cũng không nói cho tôi một tiếng." Trương Dương mỉm cười, ném tờ báo sang một bên, vỗ vào ghế sofa. Ngư Văn Cường lại không vội ngồi xuống, nhìn hoàn cảnh ở xung quanh một chút, tán dương một câu: "Thực sự là châu bò, chỉ trong chớp mắt đã vào sở thương mại." Trương Dương cười nói: "Chỉ là một chức giả mà thôi, tôi vẫn là một phó khoa, còn chưa được chính thức." chẳng qua đến một ngày nào đó thiên tài mới có thể xuất hiện, quan hệ nhân sự không thay đổi, tôi vẫn đang là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở xã Hắc Sơn Tử, còn cái chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương này căn bản là hữu danh vô thực. Nói cũng không thể nói như vậy, hiện giờ mọi nơi đều coi trọng việc thu hút đầu tư, cậu nhìn các thành phố lớn ấy, ban chiêu thương ở đó không phải là rất giàu có sao. Cũng chỉ có Xuân Dương chúng ta, địa phương nghèo nàn, không ai để ý tới, tuy rằng trước mắt kinh tế của ban chiêu thương đình trệ, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn đình trệ, một ngày kiến được đầu tư từ bên ngoài, tôi dám cam đoan địa vị của ban chiêu thương nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Trương Dương cười nói, anh nói hay như vậy, trước tiên đưa tôi 800 đến 1 triệu đồng đồng để tiêu đi. Như Văn Cường kéo mạnh cái cà vạt ra khỏi cổ, ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, gần 1 triệu còn chưa đủ mất mặt sao, tôi thấy huyện là muốn làm chuyện lớn, ở phương diện thu hút đầu tư khẳng định là đối ngoại rồi. Nếu như cậu có thể kiếm được một cái đầu tư vài triệu, khẳng định sẽ được thăng chức, đến lúc đó hẳn là tôi sẽ đến xin tiền cậu mà tiêu đó. Nói đến đây hắn dường như ngộ ra cái gì, thấp giọng nói, lần này để cậu đến ban chiêu thương, có phải là vì vị An lão kia không? Không thể như vậy được, trước đây phó thị trường xuất chiêu, An lão còn không đầu tư, để một vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của xã Hắc Giả Sơn lên ngược, khẳng định chỉ là một trò vui. Hiện tại còn đang phải chú ý vị trí mọi việc, tôi tính ra là đã hiểu rõ trách nhiệm của mình tôi đến làm phó chủ nhiệm ở ban chiêu thương này thực ra chính là do nhà nước cử ra để làm hướng dẫn viên du lịch. Như Văn Cường cười ha hả, hắn lắc đầu nói, bất kể là thế nào, chuyện cậu được thăng chức cũng thật đáng mừng, cứ như vậy đi, buổi trưa tôi sắp xếp một bàn ở Kim Khải Việt, mấy anh em chúng tôi chúc mừng cậu một chút. Không cần phải vậy đâu, chiều nay tôi còn phải quay về Hắc Sơn Tử nữa. Nhất định phải vậy, cứ định như thế đi, tôi lập tức đi thu xếp. Như Văn Cường đứng lên đi tới trước cửa liền nhớ đến một việc, xoay người nói, "Được rồi người anh em, buổi trưa có thể mời cả vị Hải MC kia tới nữa, gần đây Kim Khải Việt gặp phải một số chuyện, tôi muốn nhờ nàng giúp đỡ." Trương Dương gật đầu nói, "Tôi thử xem sao." Vào buổi trưa, Trương Dương đích thân đi đến đài truyền hình đón Hải Lan, đi cùng với Hải Lan còn có Lý chủ nhiệm ở bộ tin tức, Trương Dương vốn tưởng rằng Hải Lan cố ý kiếm một tấm khiên, sợ người khác nói xấu nhưng lén nghe hai người bọn họ nói chuyện mới biết Kim Khải Việt của Ngưu Văn Cường quả thực gặp chút phiền phức, bởi vì khách sạn gần khu dân cư, gần đây Kim Khải Việt lại nhận được rất nhiều lời tố cáo, có người đi qua quan hệ muốn đưa đài truyền hình làm tin tức trước. Đang trong thời gian chuẩn bị, không biết Ngưu Văn Cường làm thế nào mà nghe được, sớm đến đài truyền hình đánh tiếng. Cha hắn và hình tể dân rất quen thuộc, vì vậy mà hình tể dân phải nhượng bộ, thế nhưng hình tể dân lại có chút cố kỵ Hải Lan, rất sợ Hải Lan, cho nên ám chỉ Ngưu Văn Cường liên hệ với mấy người ở bộ tin tức một chút. Trương Dương nghe nói chuyện này, không khỏi nở nụ cười, tôi tưởng rằng hắn có lòng tốt sao 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 mừng tôi thăng chức, mất cả nửa ngày mới biết là vì chuyện của chính hắn. Hải Lan đã biết chuyện hắn được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban chiêu thương, mỉm cười nói tiểu Trương chủ nhiệm, trên chính trị đạt được một chút tiến bộ tuy rằng rất đáng mừng, thế nhưng phải luôn luôn cẩn thận, nhìn vạn lần đừng có lên mặt trương dương cười hắc hắc nói cái này tôi sẽ để ý điều không nên làm nhất định sẽ không làm hải lan tự nhiên nghe được ý của hắn mà lúc này có mặt lý chủ nhiệm ở đây nên cũng đành giả bộ thở ơ ngóng tay lại lặng lẽ di động xuống dưới tìm đùi trương dương bẹo một cái khiến tiểu trương chủ nhiệm phải nhăn mặt lại bởi vì trương dương là chủ cho nên trương dương cũng mời cả triệu tân vĩ và khương lượng cùng đến hai người bọn họ đều làm trong hệ thống công an từ lâu đã quen thân với nhau hôm nay mới biết đối phương có quan hệ với trương dương cho nên tự nhiên càng thêm thân thiết như văn cường còn gọi thêm cả phó cục trưởng cục thủy lợi tạ siêu đến tuy rằng tạ siêu ở trong vụ ẩu đả ở karaoke ái thần biểu hiện không trượng nghĩa nhưng như văn cường cũng không thể vì vậy mà một gậy đập chết hắn loại cán bộ tuổi trẻ này tiền đồ ngày sau chính là vô hạn lược ánh mắt đó ân trước mọi việc của ngưu văn cường là học được từ ông già hắn vốn hắn còn định mới cả từ triệu bân thế nhưng từ triệu bân sắp được thăng chức cho nên cực kỳ cẩn thận với những lời mời, ngay cả bạn cũ là Ngưu Văn Cường mời hắn cũng từ chối. Từ lần Phong Ba trong lần tuyển cử ở xã Hát Sơn tử của vợ hắn, Từ Triệu Bân cũng lĩnh ngộ được không ít, trên quan trường không được lạc quan một cách mù quáng, mỗi nơi đều có một miếng băng mỏng, hơi vô ý là rơi xuống ngay. Thực ra Từ Triệu Bân không ở đây cũng tốt, Trương Dương tránh bị cướp đi danh tiếng, trung tâm của tiệc rượu chính là quay xung quanh Trương Dương và Hải Lan, Trương Dương trở thành phó chủ nhiệm ban chiêu thương nhiều nhất cũng chỉ là một phó khoa, từ chức vị cũng không có gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng ai đó hiểu rõ con đường tham quan của thằng nhãi này, sẽ cảm thấy tốc độ tham quan tiến chức của thằng nhãi này có thể dùng ngồi hỏa tiễn để hình dung. Một người còn chưa tốt nghiệp trường y, biến hóa nhanh chóng trở thành một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của xã Hắc Sơn Tử. Không tới mấy tháng tự nhiên lại trở thành anh hùng giải nguy, sau khi tin tức được phát sóng, thuận lợi chuyển vào biên chế chính thức, trở thành một đảng viên dự bị, chính thức trở thành người có một không hai trong thể chế, rồi lại được chuyển đến ban chiêu thương của sở thương mại, trước phó khoa đã vẫy chào hắn. Tạ siêu âm thầm cảm thán, hắn chính là sinh viên giỏi của Đại học Bắc Nguyên khoa công trình thủy lợi, từ khi tốt nghiệp đã đến Xuân Dương vất vả công tác 7 năm trời, đến ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là phó cục trưởng cục thủy lợi. Cùng lắm cũng chỉ là một phó khoa, đứng thứ bảy trong cục thủy lợi, vốn tưởng rằng tốc độ lên chức của mình đã là nhanh rồi, thế nhưng có người còn hơn hắn, chỉ có thể tự than thở mà thôi. Triệu Tân Vĩ và Khương Lượng đều biết bối cảnh của Trương Dương. Biết tin Trương Dương đã trở thành phó chủ nhiệm ban chiêu thương, hai người cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút mừng rỡ, đây là một cơ hội. Trương Dương chính là có lợi thế trong con đường chính trị, chỉ cần quan hệ tốt với hắn, sau này khẳng định có lần sẽ cần hắn trợ giúp. Biểu hiện của Ngưu Văn Cường tương đối sinh động, Luân Phiên mời rượu mọi người, hắn sở dĩ có thể có được địa vị như ngày hôm nay thứ nhất là dựa vào lực ảnh hưởng của ông già ở xuân dương thứ hai là bởi vì hắn là người vô cùng phóng khoáng tính tình như vậy sẽ dễ dàng kết bạn với người khác ở trong bữa tiệc hải lan biểu hiện tự nhiên rộng rãi như văn cường nhờ nàng đè tin tức này xuống nàng cũng đồng ý ngay đây cũng đều là do nể mặt trương dương nàng mỉa mai nói với nghiêu văn cường tôi vừa bớt thời giờ quan sát một chút phòng bếp của các anh quả thực có vấn đề máy hút khói chạy ầm ầm liên tục thảo nào các hộ gia đình ở trên lầu trách cứ các anh cũng đúng, muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, chỉ cần thay đổi thiết bị trong nhà bếp một chút, thay đổi một chút, cớ sao lại không làm được. Như Văn Cường vui vẻ hớn hở nói, Hải MC nói đúng. Tôi nhất định sẽ làm theo, bảo đảm sau này không gặp phải vấn đề tương tự nữa. Trương Dương và Triệu Tân Vĩ uống một chén, hỏi tình hình của Triệu Tân Hồng những ngày gần đây. Triệu Tân Vĩ nói, chị tôi đã xuất viện rồi, mấy ngày nay nói là cảm thấy đã khá hơn, cuối tuần này chuẩn bị đi khám lại. Hắn thần thần bí bí nói, cuối cùng thì cậu giới thiệu vị trung y nào cho chị tôi vậy? Trương Dương mỉm cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Như Văn Cường lại đến mời rượu, Trương Dương khoát tay nói, không thể uống nhiều, buổi chiều nay tôi còn phải trở về Hắc Sơn Tử làm vài việc, miệng đầy mùi rượu người ta ngửi được sẽ không hay. Hải Lan thản nhiên cười nói, không ngờ tiểu trương chủ nhiệm cũng bắt đầu chú ý đến dư luận quần chúng. Trương Dương nhìn nàng mở ám nói, những người ở trong thể chế như chúng tôi bên ngoài luôn phải biểu hiện tốt, giống như tôi thấy Hải MC trong lòng thì vô cùng thích, nhưng biểu hiện ở bên ngoài lại giả bộ hình tượng của chính nhân quân tử. Mặt cười của Hải Lan ửng hồng, không ngờ thằng nhãi này lại dám ngang nhiên khiêu khích mình, nhẹ giọng trách móc, tiểu Trương chủ nhiệm ngang nhiên quấy rối phái nữ, cẩn thận tôi đưa chuyện của ngài ra ánh sáng đó. Một đám người đồng thời nở nụ cười, thực ra mỗi người đều nhìn ra được, quan hệ giữa tiểu Trương chủ nhiệm và Hải Lan quả thực có điểm không bình thường nhưng nếu như thằng nhãi này dám ngang nhiên nói ra ở trước mặt mọi người, tám chín phần là không thực hiện được, thật bực nha. Thực ra trong đám người ngồi ở bàn ăn có khối người nghĩ về Hải Lan, chẳng qua là che giấu tương đối tốt thôi. Đây chính là chỗ khéo léo của Trương Dương, thà để những người khác phỏng đoán quan hệ giữa hắn và Hải Lan, không bằng thay đổi quan hệ này, ngang nhiên liếc mắt đưa tình tuyệt đối sẽ không làm người ta nghĩ rằng quan hệ giữa hai người bọn họ từ lâu đã phát triển tới mức lên giường với nhau khi rời khỏi Kim Khải Việt, Trương Dương bắt tay từ biệt bọn họ, khi đi tới trước mặt Hải Lan, đưa tay ra, hai tay của Hải Lan lại vẫn đút ở trong túi, làm cho trước mặt mọi người cho hắn dẫm phải cái đinh mềm. Trương Dương biết nàng vẫn còn để ý đến chuyện vừa rồi mình khiêu khích nàng, nở nụ cười nói, Hải em si tức giận, nhưng tôi vẫn cúi chào. Hắn đứng nghiêm tại chỗ làm động tác chào của cảnh sát để cháu Hải Lan, Hải Lan nhịn không được nở nụ cười, trên mặt lơ đáng toát ra tình ý đầy quyến rũ. Triệu Tân Vĩ và Khương Lượng lại nói, tiểu trương chủ nhiệm, tôi không thể để cậu vũ nhục hình tượng của cảnh sát nhân dân được. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, anh Khương, xin nhờ anh đưa lý chủ nhiệm và hải MC về đài truyền hình. Như Văn Cường chủ động xin đưa tiến Trương Dương, Trương Dương nhìn thấy hắn uống đến nỗi chân bước lảo đảo, vẫn khuyên hắn nên ở lại. Triệu Tân Vĩ bảo Trương Dương lên xe của mình, mỉm cười nói, được rồi, hôm nay làm tài xế một lúc vậy, đưa cậu đến Hắc Sơn Tử luôn. Quên đi, anh đưa tôi đến giao lộ phía trước là được. Tôi đi xe về là được, nếu anh đưa tôi trở về, tôi thấy sợ rằng sao 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 đêm nay không về được. Triệu Tân Vĩ cũng không khách khí với Trương Dương, gật đầu nói, được, hôm nay tôi còn có việc, mấy ngày nữa đến chỗ cậu uống rượu, cậu hiện giờ tốt xấu gì cũng là phó chủ nhiệm ban chiêu thương, vì sao không được phân phối xe vậy? Trương Dương cười khổ nói, anh Triệu à, tôi không muốn trả đạp người khác như vậy, tôi mới chỉ là một khoa viên, cái chức phó chủ nhiệm cũng là giả, dựa vào cái gì mà phân phối xe chứ?" Triệu Tâm Vĩ ngược lại nhớ đến một việc, "Được rồi. Trường chúng tôi vừa nhập về một lô xe Jeep, trong đó có mấy cái chất lượng rất tốt, nếu cậu muốn, tôi lấy cho cậu một chiếc." Trương Dương vừa nghe liền phấn chấn, hắn vẫn luôn muốn kiếm một chiếc ô tô để đi, dù sao vào thời kỳ đó đi qua đi lại giữa Hắc Sơn Tử và Xuân Dương không tiện, nếu như không đi nhờ xe, mỗi lần tới tới lui lui hắn cũng phải mất một thời gian khá dài nếu như mình có thể có được một chiếc ô tô thì thật tốt biết bao. Triệu Tân Vũ nói được làm được, trực tiếp đưa hắn đến xưởng sửa chữa bác Vĩ ở đường phản đế nơi cửa Bắc, xưởng sửa chữa này thực ra cũng có cổ phần cầu Triệu Tân Vĩ, hai người xuống xe, đã thấy ở khu đất trống phía tây có một chiếc xe Jeep Bắc Kinh 212 màu xanh đậm, ô tô đã được xì sơn lại, phụ kiện ở bên trong cũng đã được thay mới. Một gã thanh niên mặc một bộ đồ màu xám đi tới, hắn là em họ của Triệu Tân Vĩ tên là Lý Đông Bắc, cũng chính là ông chủ của xưởng sửa chữa này, vui tươi hớn hở nói anh họ, nhìn xem xe này được chứ. Triệu Tân Vĩ liền đã vào cái lốp còn chưa được thay mới, lốp xe thế nào đây? Lý Đồng Bác nói, ở bên trong, còn chưa kịp thay hết. Triệu Tâm Vĩ bảo hắn tìm mấy người thợ đến thay lốp xe mới, từ bên ngoài xe đã được sửa sang giống hệt như mới, Trương Dương mở cửa ngồi xuống, rất trông mong vào chiếc xe Jeep này. Triệu Tân Vĩ nói, vốn xe này là để lại cho ông bạn cũ, hưng hắn bỗng nhiên thay đổi ý định nếu cậu thích thì lấy đi lý đông bác nói chiếc xe này cũng không hỏng hóc nhiều chỉ là lượng xăng tiêu thụ khá nhiều trương dương vỗ vô vào tay lái nói bao nhiêu tiền triệu tân vĩ cười nói chúng ta chính là anh em tiền nong làm gì chứ xe này cậu cứ lấy mà đi hôm nào không đi nữa thì cứ ném lại cho tôi xe có hỏng hóc gì cứ trực tiếp đưa về đây sửa đồng bác là em họ của tôi tuyệt đối chỉ lấy giá phụ tùng Trương Dương không muốn nợ Triệu Tân Vĩ một món nhân tình lớn như vậy, vậy nhé, anh Triệu, nếu như anh đã nói như vậy thì tôi không lấy nữa, cái khác không nói, tiền sửa chữa cũng phải do tôi bỏ ra chứ, không thể khiến anh Lý làm không công phải không. Lý Đông Bắc tuy rằng chỉ là xưởng trưởng của xưởng sửa chữa Bắc Vĩ, nhưng thực tế thì Triệu Tân Vĩ lại là cổ đông lớn nhất, Triệu Tân Vĩ tặng xe cho người khác, hắn tự nhiên không có quyền lên tiếng. Vôi vàng nói, không sao cả, tiểu trương chủ nhiệm coi anh họ của tôi như anh em, thì cái xưởng này cũng như của ngài, ngài xem có cái gì cần nữa. Tôi lập tức đi giúp ngài. Dưới sự kiên trì của Trương Dương, Triệu Tân Vĩ chỉ còn cách bảo lý Đông Bác lấy của hắn 1.000 đồng để tượng trưng, nói là chiếc xe này hỏng, chỉ có thể bàn với giả bán sắt vụn. Trương Dương cầm lấy chìa khóa, đổ đầy xăng ở ngay trạm xăng bên cạnh, cao hứng bừng bừng lái xe khỏi trạm xăng. Cũng không ngờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang khiêng một bao gạo đi từ từ về phía trước mình trương dương bỗng nhiên dẫm phanh từ từ dừng lại người kia dĩ nhiên là mẹ mình từ lập hoa trương dương mở cửa xuống xe gọi lớn mẹ từ lập hoa giật mình nàng từ từ quay đầu lại thấy trương dương từ trong xe jeep chui ra đi nhanh tới phía nàng vẻ mặt từ lập hoa tràn đầy sự kinh ngạc nàng không thể ngờ người thanh niên quần áo gọn gàng đứng trước mặt này là con trai của mình mẹ trương dương lại gọi một tiếng lúc này mới kéo từ lập hoa trở lại hiện thực nàng vui mừng mỉm cười, đứa nhỏ này, cuối cùng cũng biết đường về nhà. Mỗi lần nhìn thấy từ lập hoa, trong lòng Trương Dương lại sinh ra một cảm giác chua sót, hắn một tay đỡ lấy bao gạo trên vài từ lập hoa, một tay đỡ lên, phỏng chừng trên dưới 50 cần, đi. Lên xe, con đưa mẹ trở về. Từ lập hoa sợ hãi theo Trương Dương đi đến xe Jeep, Trương Dương đặt bao gạo vào đuôi xe, sau đó mở cửa bảo từ lập hoa ngồi vào, khởi động xe chạy về ký túc xã xưởng máy móc công nghiệp. Từ Lập Hoa nhìn con trai từ trên xuống dưới Tam Nhi, con học lái xe từ bao giờ vậy? Trương Dương mỉm cười nói, cũng lâu rồi. Mẹ, một bao gạo lớn như vậy sao mẹ không dùng xe đạp mà chở? ảnh hưởng đến thân thể thì làm sao bây giờ? Từ Lập Hoa thở dài, không sao, bọn họ cũng không rảnh rỗi. Trương Dương vẫn không có ấn tượng tốt với mấy người triệu thiết sinh, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay thon gầy của mẹ nói, mẹ, chờ thêm một thời gian nữa con có nhà sẽ đón mẹ qua đó đừng ở chỗ đó mà bị người ta khinh bỉ. Từ lập hoa tuy rằng đã nghe con gái nói qua Trương Dương hiện giờ là cán bộ nông thôn, làm tiểu quan ở xã nào đó. Nhưng không ngờ một quan lại ở xã mà cũng có thể uy phong như vậy, trong mấy tháng ngắn ngủi không gặp, liền có cả ô tô để lái, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng chính là con trai mình cuối cùng đã có tiền đồ, không bao giờ chịu ủy khuất nữa, lo lắng chính là con trai sẽ không đi làm chuyện xấu chứ. Trương Dương dừng xe trước của nhà nàng, từ Lập Hoa cũng không lập tức xuống xe, mà lại nhẹ giọng nói: "Tam Nhi, cuối cùng thì con làm gì?" Trương Dương cười nói: "Không phải đã bảo Tiểu Tĩnh nói với mẹ rồi sao? Vừa rồi ở huyện có phát động cuộc thi cán bộ nông thôn, cho nên con liền ghi danh, thành tích trong kỳ thi tương đối xuất sắc, ở xã Hắc Sơn tử phục trách việc xây dựng, đến bây giờ, huyện đang có dự định chuyển con đến ban chiêu thương." Trương Dương không dám nói rằng hắn ở xã Hắc Sơn tử làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình dù sao trước đó cũng rất mất mặt. Từ lập hoa có chút bán tín bán nghi nhìn Trương Dương. Trước đây nàng cũng không ngờ con trai lại có năng lực như vậy, bất kể là như thế nào, con trai có được một chút thành tựu. Người làm mẹ cũng cảm thấy rất vui mừng, nàng gật đầu. Trương Dương giúp nàng nhấc bao gạo ra khỏi xe, mấy bà cô ngồi phơi nắng ở xung quanh nhìn thấy từ lập hoa ngồi xe trở về, tiếng buôn chuyện bắt đầu nổi lên, một bà cô có đôi chân nhỏ cười như ánh mắt trời sáng lạn, A à, Tam à. Bây giờ lên làm tài xế rồi sao?" Trương Dương mỉm cười, trong lòng thầm mắng, ông nhìn giống tài xế lắm sao? Từ Lập Hoa tính tình nhu nhược, cũng không giải thích gì cả, kéo Trương Dương đi vào trong nhà, nhưng trùng hợp là ba người Triệu Thiết Sinh không có ở nhà, Trương Dương cũng tránh khỏi phiền phức, dường như mỗi lần nhìn thấy mấy người bọn họ là lại không tránh khỏi tranh chấp. Từ Lập Hoa vốn muốn giữ Trương Dương ở nhà ăn cơm, Trương Dương nói ở xã có việc phải về gấp trước khi đi lại còn đưa thêm cho mẹ 500 đồng để nàng mua thêm ít quần áo, từ lập hoa khăng khăng không nhận, vẫn đuổi theo sau đưa lại tiền, nhẹ giọng nói Tam Nhi à, sau này lúc rảnh thì về nhà đi, với mẹ thế là đủ. Trương Dương tràn đầy cảm xúc gật đầu, hắn bỗng nhiên ý thức được rất khó thay đổi cách sống của từ lập hoa. Muốn tiếp nhận người mẹ này, chính là phải chấp nhận triệu thiết sinh là người một nhà, chuyện này đối với Trương Quan Nhân mà nói thực sự là một chuyện cực kỳ khó khăn. Khi Trương Dương lái chiếc xe Jeep của hắn trở về Hắc Sơn Tử, hội nghị của xã đã đi đến bước cuối cunip, thực ra đại hội lần này đơn giản chỉ là lần lãnh đạo mới làm quen với mọi người. Trương Dương và mấy lãnh đạo mới đã sớm gặp mặt nhau, vội vàng trở về chủ yếu là để tham gia tiệc rượu nâng cao quan hệ vào buổi tối. Lão Tôn Đầu thấy Trương Dương lái xe Jeep trở về, vội vàng mở cổng để cho hắn lái xe vào, Trương Dương dầu miệng cười nói, Lão Tôn Đầu, không cần phải long trọng như vậy lão tôn đầu vui tươi hớn hở tôi cũng không muốn long trọng chỉ là tôi sợ ngài đâm hỏng cổng thôi trương dương nhất thời không nói được gì vốn muốn ném cho hắn một bao vân yên lập tức đổi ý ném cho hắn một bao hồng mai lão tôn đầu vẫn vui vẻ nhận lấy chỉ huy trương dương đánh xe vào bãi trương dương dù sao cũng vừa mới lái các tính năng của xe còn chưa quen thuộc lái vài vòng mới có thể đưa xem vào bãi đỗ chính sau khi hắn đỗ xe xong Nhân viên công tác trong chính quyền xã cũng kết thúc hội nghị đi ra, chiếc xe Jeep Bắc Kinh của Trương Dương tuy rằng là một chiếc xe cũ đã gần vứt đi tới nơi, nhưng sau khi được xưởng sửa chữa bác Vĩ sửa lại, thoạt nhìn cũng không khác xe mới là mấy, lập tức hấp dẫn ánh mắt của không ít người, nhất là khi thấy người lái xe lại là tiểu Trương chủ nhiệm. Đã có người bắt đầu bình phẩm về chiếc xe Jeep này. Chu Xuyên cán sự ban tuyên truyền biểu hiện hưng phấn nhất, sờ sờ mó mó, hỏi, "Xe này thật là tốt, nhìn giống như xe mới vậy." Trương Dương bình thường cũng không vừa lòng với thằng nhãi này. Cười nhạt một tiếng rồi không để ý đến hắn, Chu Xuyên ngượng ngùng ho khan một tiếng. Phó xã trưởng mới đến nhận chức là Điền Quốc Cường cũng đã đi tới, vui tươi hớn hở bắt tay chào hỏi Trương Dương, Trương Dương mỉm cười nói chào Điền Phó xã trưởng. Ngày trước bọn họ đã từng uống rượu với nhau ở Kim Khải Việt, cho nên lần này là lần thứ hai gặp mặt. Điền Quốc Cường nhìn biển số xe, cười nói, xe của trường dậy lái xe à, Tiểu Trương chủ nhiệm quan hệ rộng nha. Trương Dương từ trong lời nói của hắn biết được thằng nhãi này rất quen thuộc với trường dạy lái, cười gật đầu nói, "Mượn xe của bạn, lái chơi thôi." Điên Quốc cường cười nói, "Sau này nhất định phải thường xuyên đi nhờ xe của cậu mới được. Có thể phục vụ Điền phó xã trưởng chính là vinh hạnh của tôi." Trương Dương cười tủm tỉm trả lời. Lúc này Vương Bác hùng và Vu Thu Linh cùng sóng vai đi tới, thấy hai lãnh đạo tối cao của Hắc Sơn tử Tất cả mọi người đều im lặng tản đi, Vương Bác hùng đi đến trước mặt Trương Dương, chỉ chỉ vào hắn, sau đó cười nói, "Tiểu Trương à, họp buổi chiều quan trọng như vậy sao cậu lại đến muộn chứ?" Trương Dương ra vẻ hơi có chút khó khăn nói, "Không có biện pháo, bị sở thương mại gọi qua sáu xếp một số chuyện." "Chuyện gì vậy?" "Ở huyện thành lập ban chiêu thương, vừa mới thông báo muốn tôi đến ban chiêu thương làm phó chủ nhiệm, chủ là hư danh. Nhân sự vẫn còn thuộc về xã chúng ta." ánh mắt Vương Bác Hùng và Vô Thu Linh đều sáng lên. Hai người đều là những kẻ thắng trận cuối cùng trong đấu tranh chính trị ở Hắc Sơn từ lần này, tu vi chính trị của bọn họ đều không giống nhau, lập tức từ những lời thằng nhóc này nói ngửi được mùi vị của sự khoe khoang, thế nhưng trong lòng cũng phải thừa nhận, người ta có cái để khoe khoang, vừa có mấy ngày, một nhân viên còn ngoài bên chế đã tiến nhập thành công vào trong thể chế, hơn nữa lập tức làm phó khoa, người ta so với bọn họ con đường làm quan tươi sáng của hai người bọn họ cũng nhất thời ảm đạm rất nhiều. Vương bác hùng cười nói, thằng nhóc này cũng có điểm tự do không tập trung, vào đảng rồi không thể lúc nào cũng như vậy. Những lời này gián tiếp ám chỉ, vấn đề vào đảng của trương dương đã được quyết định. Vu thu linh nhắc nhở bọn họ, tối nay sẽ có đặt sáu bàn ở quý hương, mọi người nhất định phải đến đó. Vương bác hùng mượn cớ thử xem xe jeep của trương dương. đi lên trên xe, trương dương ngầm hiểu khởi động động cơ. Lão Tôn Đầu lại cuống quýt mở cổng. Vương Bác Hùng nhìn lão Tôn Đầu vội vàng mở cửa như vậy mắng một câu, sao 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 lão Tôn Đầu? Bình thường tôi ra khỏi cửa hắn cũng chỉ có mở một cánh. Trương Dương cười nói, đó là bởi vì Vương bí thư rất ít khi đưa thuốc lá cho hắn. Vương Bác Hùng nở nụ cười, quả thực, thân hắn là tầng lớp bên trên cũng rất lo lắng cảm thụ của những nhân viên công tác bên dưới, hắn cho rằng lão Tôn Đầu tôn kính mình cũng là lẽ đương nhiên, những giờ phút này hắn lại hiểu ra được chỉ cần thoáng chú ý đến cảm thụ của đối phương một chút, có thể khiến người ta tôn kính đối với hắn cao thêm một bậc. Vương Bác Hùng thấp giọng nói, An Lão đến Giang Thành rồi. Ước chừng hai ngày nữa là đến Hắc Sơn Tử Thị Sát, cậu phải chú ý một chút. Trương Dương trong lòng cười thầm, thực ra thì từ lâu An Lão trong lúc bọn họ không có phòng bị đã dạo một vòng rồi, chỉ là các cán bộ của Xuân Dương vẫn chưa biết mà thôi. Xem ra vị An Lão này thực sự có chút ý tứ, Trương Dương không khỏi suy nghĩ, nếu như gặp lại An Lão, nếu làm thế nào để giải quyết việc xấu hổ lần trước. Hiện nay hắn không chỉ đại biểu cho một mình Hắc Sơn Tử nữa, mà còn đại biểu cho cho toàn bộ Xuân Dương. Vương Bác Hùng nói, để cho cậu qua sở thương mại. Có phải là vì An Lão không? Hắn nhạy cảm đoán được, Lý Trường Vũ An bài cho Trương Dương đến ban chiêu thương, không chỉ đơn giản là vì đề thăng, là một người giàu kinh nghiệp trong quan trường. Vương Bác Hùng hiểu rõ hơn người bình thường một ít, tự nhiên cách nhìn cũng xa hơn những người bình thường một ít. Hắn hiểu giá trị của An Lão đối với Xuân Dương hay thậm chí cả Giang Thành. Nếu như Lý Trường Vũ thực sự có thể làm cho An Lão đầu tư vào đây, đối với sao 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 mà hắn nhận không lâu sau đó, sẽ có một ý nghĩa không tầm thường, Vương Bác Hùng đã đưa ra kết luận. Phải nắm lấy cơ hội này, kiếm lấy lợi thế chính trị lớn nhất. Lý Trường Vũ và các Xuân Lệ ngồi ở sân phơi, hai người ôm chặt lấy nhau, một vầng trăng sáng trong treo giữa bầu trời, nhưng ánh sáng trong trẻo lạnh lùng xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu lên trên người bọn họ. Cát Xuân Lệ đứng dậy ngồi lên trên người Lý Trường Vũ, cởi áo ngủ, một đôi bạch nhũ thật lớn thật đẫy đã hiện ra. Lý Trường Vũ đưa tay nắm lấy một bên, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn cũng không lo lắng bị người bên ngoài nhìn thấy. Kính trên sân thượng đều là kính hai lớp, hơn nữa là kính gương, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cát Xuân Lệ cúi xuống nâng mặt hắn lên, kịch lia hôn lên môi hắn, quần ngủ của nàng cũng rất mỏng manh, Lý Trường Vũ rất nhanh cũng cảm thái được giữa hai chân Cát Xuân Lệ đã ẩm ướt, Cát Xuân Lệ hôn dọc từ cổ hắn xuống ngực rồi xuống phía dưới, Lý Trường Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy cái thứ trong quần kia bị nàng lấy ra. Sau đó nơi ấm ướp ấm áp của nàng bao lấy nó, hai tay Cát Xuân Lệ giữ lấy đầu vai Lý Trường Vũ, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ. Lúc này Lý Trường Vũ đang tu luyện công phu đả tỏa dưỡng thần do Trương Dương dạy cho, rõ ràng là làm được lâu hơn, Điều này được chứng minh trong những lần giao thủ với các đại đội trưởng trong những ngày gần đây. Trước đây tuy rằng các đại đội trưởng cực kỳ phối hợp bằng cách hét chói tai, những phần lớn đều là phô bày, những lần gần đây. Tiếng rên của các đại đội trưởng rõ ràng đã khác đi. Đó là những tiếng hò hét vui sướng phát ra từ tận sâu trong tâm linh. Thân thể hai người đầy mốc hôi nằm kế sát bên nhau, các xuân lệ cắn vào đầu vai Lý Trường Vũ, nhẹ giọng nói, người ta sắp bị anh đâm chết rồi. Lý Trường Vũ cười đắc ý, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô hạn, các đại đội trưởng bị đâm sung sướng đến cực điểm, vô cùng hiểu rõ độ mạnh yếu cũng như sự hung hãn tiến nhập vừa rồi của Lý Bí Thư. Lý Bí Thư nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng nói, trải qua những ngày điều dưỡng, anh cảm thấy thân thể đã khôi phục lại như lúc còn trẻ, rất nhiều tinh lực, giống như một thiếu niên. Cát Xuân Lệ ôm lấy thân thể hắn, nhu thuận gật đầu. Lý Trường Vũ nói, cuối tuần này em sẽ đến Giang Thành công tác, ở bên này còn có chuyện gì cần xử lý hay không? Cát Xuân Lệ không nói gì, Lý Trường Vũ lại nói, chồng trước của em còn tiếp tục dây dưa nữa không? Cát Xuân Lệ lắc đầu nói, thực là kỳ quái, mấy hôm trước hắn tự nhiên đưa tiền trả lại em, sau đó quay đầu đi thẳng, em thấy mặt mũi hắn bầm dập, hình như bị đánh rất thảm, có phải là do anh làm hay không? Lý Trường Vũ trong lòng thầm vui vẻ, nhưng cố ý nghiêm mặt nói, nói cái gì vậy chứ? Sao anh có thể làm những chuyện như vậy? hắn có giá trị như vậy sao? Hơn nữa, tính cách của hắn thuộc loại vô lại, đắc tội với nhiều người, còn không biết là ai đã ra tay với hắn nữa. Cát Xuân Lệ lại cho rằng chuyện này nhất định là do Lý Trường Vũ làm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kích động, từ lúc Lý Trường Vũ điều động công tác cho mình, đặc biệt để ý đến chuyện của Lâu Trí Quảng, đủ thấy được ở trong lòng Lý Thường Vũ, mình cực kỳ quan trọng. Ở trong quan trường thì quan hệ mở ám giữa nam và nữ bình thường đều chính là vì trao đổi quyền lợi, loại chân tình thế này càng thêm chân quý. Cát Xuân Lệ gắt gao ôm lấy thân thể Lý Trường Vũ, ôn nhu nói Trường Vũ, cả đời này em là của anh. Lý Trường Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hắn lục tìm bao thuốc ở đầu giường, từ đó rút ra một điếu thuốc lá, Cát Xuân Lệ đánh bật lửa, ánh sáng kéo lên chiếu sáng thân thể sao sao của bọn họ. Lý Trường Vũ dựa lưng vào đầu giường, Cát Xuân Lệ cầm một cái gối mềm đặt ở phía sau lưng hắn, để cho hẳn có thể dựa thoải mái hơn một chút, sau đó ghé nằm lên bụng hắn, nhẹ giọng nói chuyện ở giang thành đã thu xếp xong rồi chứ lý trường vũ phun ra một đám khói thuốc dày đặc thấp giọng nói lần này được đề bạt làm phó thị trưởng có tả viên chiêu viên thành tích còn cả anh nữa hứa bí thư khẳng định sẽ lên tỉnh chỉ là không rõ lắm ai sẽ tiếp nhận vị trí của hắn anh có thể không cát xuân lệ hỏi một câu hỏi quá buồn cười lý trường vũ gạt tàn thuốc thấp giọng nói anh quan tâm chính là thường vụ phó thị trưởng nhưng từ tình thế trước mắt, hy vọng của anh cũng không lớn. Các loại dấu hiệu đã cho thấy, hắn tiến nhận vào chính đàn Giang Thành sẽ khởi bước từ Phó Thị trưởng Chủ quan Giao dục và Y tế. Mà tả viên chiêu trước đây là Cục trưởng Cục Tài chính ở Giang Thành, ở Giang Thành có được một mạng lưới quan hệ mà mình không thể có được, tuổi tác cũng tương xứng với mình. Người đồng thời được đề cử còn có viên thành tích đã ngoài 50 tuổi. Chủ quản nông nghiệp, mà Giang Thành là một thành thị công nghiệp, Lý Trường Vũ tự nhiên loại trừ viên thành tích ra ngoài, về phần hai vị phó thị trưởng khác vẫn đang trong nhiệm kỳ của mình, mặc kệ là không có khuyết điểm cũng không có chiến tích sáng chói nào, khả năng bọn họ có thể đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ còn thấp hơn nhiều so với ba vị phó thị trưởng mới được thăng chức, cho nên chân chính cạnh tranh chỉ có Lý Trường Vũ và Tả Viên Chiêu. Lý Trường Vũ đã phân tích qua, đối mặt với Tả Viên Chiêu. Hắn không có bất cứ ưu thế nào cả, Lý Trường Vũ cơ bản là đã buông tha vị trí thường vụ phó thị trưởng này, đối với hắn mà nói thì hiện giờ chính mình phải tạo dựng được căn cơ vững chắc tại Giang Thành, trong thời gian tối phải làm tốt quan hệ với bí thư thị ủy Giang Thành. Đúng như Vương Bác Hùng tưởng tượng, Lý Trường Vũ không phải là người sẽ đơn giản buông bỏ cơ hội, tuy rằng hắn sắp phải rời đi, thế nhưng hắn vẫn ý thức được An Lão có thể sẽ cho mình một cái chiến tích, nếu như An Lão có thể đến Xuân Dương ở trong nhiệm kỳ cuối này của mình. Thậm chí đầu tư vào Giang Thành, đối với con đường làm quan của hắn mà nói chính là một bước lên trời. Cho nên thành lập ban chiêu thương cũng không phải là do Lý Trường Vũ nhất thời làm ra, mà là kết quả của việc suy nghĩ kỹ càng. An Lão tuy rằng sinh ra ở Xuân Dương, nhưng hắn đồng thời cũng là một thương nhân thành công, một vị thương nhân thành công tuyệt đối sẽ không lạm dụng việc đầu tư của mình. Vào những năm 88 khi An Chí Viên trở về được người ở quê nhiệt tình đón tiếp mà cũng không có ý định đầu tư cho quê nhà, chứng minh người này có sự bình tĩnh khác người. Trong vấn đề làm ăn buôn bán không bị cảm tình xen vào. Sở Dĩ Lý Trường Vũ phái ra Trương Dương, bởi vì hắn hiểu được, trên người Trường Dương có cỗ khí thế đi đầu, cỗ khí thế này những người ở xung quanh không có được, chỉ cần Trương Dương cố gắng, thành công là chuyện đáng mừng, thất bại cũng không tiếc nuối. Chương 45, cháu gái tướng quân. Sau sự kiện tuyển cử oanh oanh liệt liệt ở xã Hắc Sơn Tử, cuối cùng cũng trở nên yên ổn, Trương Dương chủ quản ban kế hoạch hóa gia đình có thêm một khoản ngân sách, cho nên công tác kế hoạch hóa gia đình triển khai càng thêm thuận lợi hơn rất nhiều rất nhiều cán bộ hội phụ nữ trong thôn bắt đầu chủ động phối hợp làm công tác. Sau khi tiểu trương chủ nhiệm đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương, ánh mắt càng phóng ra xa, hắn hiểu rằng vị trí này của mình hẳn sẽ không cần trụ lâu nữa, công tác kế hoạch hóa gia đình cũng làm lúc chặt lúc lòng. Nhìn vạn lần không thể để dân chúng ở Hắc Sơn tự oán niệm được. Hay quá hóa dở, làm một chuyện gì đó cũng không cần quá chặt chẽ. Tin tức của An Lão không ngừng truyền đến, thời sự trên TV cũng xuất hiện cảnh đón tiếp Long Trọng An lão tại Giang Thành, điều này càng khiến cho xã Hắc Sơn Tử, thậm chí toàn bộ huyện Xuân Thành trở nên khẩn trương, mỗi khi trong nước coi trọng sự kiện hàng đầu nào đó thường biểu hiện bằng tổng động viên toàn dân làm vệ sinh, xã Hắc Sơn Tử cũng bắt đầu công tác vệ sinh với quy mô khổng lồ, ngay cả khu nhà của chính quyền xã cũng được quét ve một lần nữa, Trương Dương cũng nằm trong tiểu tổ kiểm tra vệ sinh. Buổi sáng ngày thứ sáu đang theo vô thu linh kiểm tra vệ sinh các phòng, Chợt nghe bên ngoài có tiếng còi xe, thành viên cả tổ, tổ kiểm tra vệ sinh đều quay đầu lại nhìn, đã thấy một chiếc Jeep Wrangler màu đỏ đỗ lại trước cổng chính quyền xã. sợi Yên Nhiên mặc áo khoác màu đỏ, quần jean màu xanh, thắt lưng màu nâu đang đứng trước cửa xe, mái tóc dài mày đen theo làn gió nhẹ nhàng phất phơ, đôi mắt sáng như nước nhìn thẳng về phía Trương Dương, "Này, mau xuống đây." Ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn về phía Trương Dương, Trương Dương cũng không ngờ nàng sẽ đến sớm như vậy có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói, không thấy tôi đang làm việc sao. Sở yên nhiên trợn tròn mắt, làm việc cái gì? Một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình có cái gì mà phải bận rộn chứ? Bao gồm cả vô thu linh và mọi người, đều không nhịn được cười lên ha ha. Trương Dương đỏ mặt nói, cô nhóc lỗ mãng này không hiểu chuyện, mọi người đừng trách mắng nhé. Vô thu linh liếc mắt nhìn Trương Dương, mỉm cười nói, bạn gái à? Trương Dương thở dài nói, phiền, nam nhân đẹp trai, thực sự là rất phiền. phó xã tưởng viên thắng văn có chút hâm mộ nói tiểu trường à, thật sự là có phúc khí, có một cô bạn gái đẹp đến nói mắt như vậy. sở yên nhiên không dằn được lòng liền chạy lên trên, đi tới hành lang, nắm lấy cánh tay trương dương không kịp cho hắn phân trần mà cứ thế lôi đi. trương dương dở khóc dở cười nói, cô đợi một lát nữa có được hay không? tôi đang đưa vu xã trưởng đi thị sát công việc. sở yên nhiên mỉm cười nói với vu thu linh, vu xã trưởng xin lỗi nha, tôi có việc gấp muốn tìm Trương Dương, muốn mượn hắn ra đây một chuyến. Vu Thu Linh nhìn thấy cô gái xinh đẹp làm cho người ta mến mộ tự nhiên như vậy, trong lòng cũng có vài phần thiện cảm, hơn nữa nàng vốn khoan dung phá lệ cho Trương Dương, mỉm cười nói có việc gấp thì cứ đi đi, đừng quên trả tiền mượn là được. Lời này nói ra nghe vào quả thực có vài phần công đạo, nhưng mỗi người đều nhìn ra được Vu xã trưởng căn bản là đang lấy lòng, nếu như đổi thành người khác sợ rằng sẽ không nể mặt tiểu trương chủ nhiệm. Trương Dương bị sở yên nhiên kéo lên xe, có chút tức giận hất cánh tay nàng ra, con nhóc này, cô có bệnh à, không thấy tôi đang làm việc sao? Sở yên nhiên chừng mắt nhìn hắn nói, không phải nói là hôm nay sẽ theo ta đi tính hải sao? Trương Dương móc điện thoại ra nhìn thời gian một chút, mới 8 rưỡi sáng, tiểu thư à, tôi sợ cô rồi, nói là thứ sáu cũng không nói là đi vào lúc sáng sớm mà. Sở yên nhiên lòng như lửa đốt nói, hai ngày hôm nay thắt lưng của ông ngoại ta cực kỳ đau đớn, hiện nay xuống giường cũng không chịu được, người nhất định phải theo ta trở về. Ông ngoại cô không xuống giường được thì tìm ta làm gì chứ? Tôi là cái gì của cô? Tôi dựa vào cái gì mà phải theo cô đi? Trương Dương không thích nhìn thấy dáng vẻ vinh mặt hất hàm sai khiến của sở yên nhiên. Sở yên nhiên gấp đến độ nước mắt vòng quanh, chỉ thẳng vào mũi Trương Dương mà mắng. Trương Dương, người cũng coi là người sao? Người không nhớ đã nói gì với ta sao? Câu nói này càng hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Lời này lọt vào tai người ngoài ít nhiều cũng có sự mờ ám, chẳng biết thằng nhãi này đã làm gì với con nhà người ta, khiến cho người ta tức giận như vậy. Trương Dương ít nhiều cũng hiểu được tính tình dám làm dám chịu của sở yên nhiên, biết đã chọc nàng tức giận, cô nàng này không biết sẽ ồn ào đến bao giờ, giờ khóc giờ cười nói, xem như tôi sợ cô rồi, đi, tôi đi theo cô còn không được sao. Bên này đang chuẩn bị lên xe, bên kia phó xã trưởng Điền Quốc Cường chạy tới nói, tiểu trương chủ nhiệm, Buổi chiều nay tôi lên thị trấn có việc, cậu đưa tôi mượn xe Jeep dùng đi." Trương Dương móc chìa khóa ra ném cho hắn. Sở Yên Nhiên lúc này mới lưu ý đến chiếc xe Jeep màu xanh lá mạ, không khỏi cười nói: "Xe của ngươi sao?" "Không được sao?" Trương Quan Nhân nhìn chiếc Wrangler màu đỏ bỗng nhiên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Sở Yên Nhiên mỉm cười ném chìa khóa xe cho hắn: "Ta mệt lắm, ngươi lái xe, khi nào đến Bắc Nguyên thì đánh thức ta." Sở Yên Nhiên lái xe từ Bắc Nguyên tỉnh lỵ của Tĩnh Hải đến đây từ lúc sáng sớm, quả thực có chút mệt mỏi, khi Trương Dương chạy đến đường núi Thanh Thai, nàng ngồi ở ghế phía sau đã tiến vào mộng đẹp. Trương Dương quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ này một chút, không khỏi lắc đầu, cô nhóc này làm việc gì cũng quá hấp tấp, tính tình cũng ngay thẳng ngây thơ, tự nhiên không có bất cứ tâm lý phòng bị nào, nhìn tư thế ngủ như bông hoa hải đường say mê lòng người của Sở Yên Nhiên, Trương Dương không khỏi có ý nghĩ tả ác, nếu như ta là một tên sắc quỷ, như vậy thì cô gái này chẳng phải sẽ gặp phải tai ương hay sao? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Trương Dương cũng không có hành động quá khích nào, đây không chỉ bởi vì hắn là một cán bộ quốc gia, là một đảng viên dự bị đang trong thời kỳ khảo nghiệm, mà còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, Trương Quan Nhân cho rằng bản thân mình chính là một nam nhân đường đường chính chính. Khi sở yên nhiên tỉnh lại, phát hiện bên ngoài đã có mưa nhỏ, trên người mình lại là chiếc áo khoác của Trương Dương, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tình cảm ấp ám, nhìn thời gian, đã qua một tiếng dưới đồng hồ, bọn họ vừa mới đi đến địa phận Kinh Sơn, kỹ thuật lái xe của Trương Dương quả thực không đáng được khen tặng, một tiếng dưới đồng hồ mà cũng chỉ chạy được 100 cây em, án theo tốc độ như vậy, sợ rằng 5 tiếng đồng hồ nữa cũng không đến được tĩnh an. Trương Dương chính là lần đầu tiên chạy xe đường dài, hơn nữa trời lại có mưa nhỏ, hắn với mời học lái xe không lâu, cho nên mới không dám gia tăng tốc độ sở yên nhiên chỉ về phía trạm xăng ở phía trước, đến đó nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đổ xăng, để ta lái cho. Trương Dương đánh xe jeep về phía trạm xăng, sở yên nhiên đi thẳng vào toilet, thằng nhãi này vui tươi hớn hở nói có muốn tôi đi cùng không. Sở yên nhiên đỏ mặt mắng, ngươi là đồ lưu manh. Trương Dương vô tâm vô phế nở nụ cười. Ô tô đợi đổ xăng ở đây rất nhiều, đợi hơn 15 phút đồng hồ mới đến phiên bọn họ, sở yên nhiên đổ xăng xong, liền lấy ra một chai nước và một cái bánh mì ném vào lòng Trương Dương, đối phó qua buổi trưa, chờ đến tối ta sẽ mời ăn sau. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm nước, sau đó cười xấu xa nhìn sợ yên nhiên nói, đi với tôi có phải cảm thấy rất an toàn hay không, không thì cô làm sao có thể yên tâm ngủ một giấc như vậy. Sở yên nhiên từ từ lái ra đường cái, mỉm cười nói, ta ngủ rất không an tâm, ở cùng một chỗ với ngươi lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác cao độ, Vậy sao lúc ngủ ngươi lại gáy khò khò thế? Sở yên nhiên, ngươi nói phép, ta gáy khò khò lúc nào chứ? Trương Dương thở dài nói, cô thực sự là một cô gái đặc biệt, biết rõ tôi là lưu manh mà vẫn ở cùng với tôi, làm khó cô rồi. Ở cùng một chỗ với ta, người vĩnh viễn không có cơ hội đâu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cô bé à, tôi tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ để tôi dở trò lưu manh thôi. Phi kỹ thuật lái xe của sở yên nhiên cực kỳ cao siêu, còn hơn cả trương dương gấp chục lần, xe díp phóng như bay trên đường cao tốc, hai người đấu võ mồm miệt rồi, trương dương bắt đầu thưởng thức cảnh mưa bên ngoài trời, đoạn đường giữa Xuân Dương và Tĩnh An cũng không thể gọi là đường cao tốc, nhưng xe cộ ở trên đường lại không ít, sở yên nhiên giữ nguyên tốc độ một cách hoàn mỹ, mở nhạc, tiếng cao phiêu đáng truyền ra, anh rất xấu, nhưng anh rất ôn nhủ. Cầm lấy hộp băng, nhìn bìa ngoài một chút, Trương Dương nhìn không được nở nụ cười, mẹ nó người anh em này thực sự là khó nhìn làm người cũng nên biết mình là ai nha trong kính chiếu hậu bỗng nhiên léo lên ngọn đèn xanh đỏ sen lẫn vào nhau trương dương quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe cảnh sát đang ở phía sau nhanh chóng đuổi theo hiển nhiên sở yên nhiên cũng ý thức được điều đó cắn môi nhịn không được oán giận nói những cảnh sát giao thông này thật đáng ghét thế nhưng nàng vẫn giảm tốc độ xe cảnh sát gào thét vượt lên phía trước xe jeep mạnh mẽ ép bọn họ vào lề đường Hai gã cảnh sát thân hình cao lớn mở cửa xe đi xuống, đi tới trước xe của bọn họ thì dùng tay gõ vào cửa sổ xe. Sở Yên Nhiên hạ một nửa cửa sổ xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ chuyện gì. Kiểm tra bằng lái và giấy phép, một gã cảnh sát mặt chữ điền ở trong đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở Yên Nhiên móc cả hai đưa cho hắn, cảnh sát xem xong bằng lái xe của Sở Yên Nhiên, cô có biết mình đi quá tốc độ cho phép không? Xin theo chúng tôi về trung đội số 3 Thành Dương để xử lý. Sở Yên Nhiên nhẫn nại nhẹ giọng nói, xin lỗi, tôi còn có việc gấp, nếu không các anh cứ viết hóa đơn phạt đi, tôi sẽ giải quyết. Cảnh sát này nhìn Sở Yên Nhiên, bỗng nhiên đưa tay rút chìa khóa xe Jeep, lạnh lùng nói, gọi xe tải tới, thực ra xe tải căn bản không cần gọi tới, đã sớm ở phía sau rồi, bên này chặn được xe tải của Sở Yên Nhiên, bên kia xe tải đèn xanh đỏ lóe sáng cũng đã tới. Đây chính là quy định bất thành văn của tri đội Thành Dương, chỉ cần là các loại xe nhỏ vi phạm luật giao thông sẽ dùng xe tải kéo trở về, một lần chính là 500, cái này mới gọi là kiếm ăn. Sở yên nhiên thực sự nổi giận, cho dù là vi phạm luật giao thông cũng không cần tịch thu chìa khóa ô tô của nàng, nàng đẩy cửa xuống xe lý luận với tên cảnh sát kia, tôi vượt quá tốc độ anh có thể phạt tiền, dựa vào cái gì mà tịch thu chìa khóa của tôi. Các anh nói chuyện còn có đạo lý không? Cảnh sát mặt chữa điền nửa nụ cười, muốn nói đạo lý, đến trung đội mà nói, cô dám vượt quá tốc độ, tôi dám kéo xe cô về. Không phục cũng không sao, Trung Quốc lớn như vậy, đi đến nơi nào thì phải biết luật của nơi ấy. Sở yên nhiên tức giận chỉ vào mũi hắn nói, có phải ngươi muốn nghỉ việc? Cảnh sát kia ha hả cười rộ lên, ai ra, mấy tiểu thư giống như cô tôi thấy nhiều rồi, tôi là cảnh sát nhân dân lại không sợ uy hiếp, tin hay không tôi kiện cô về tội chống đối người thi hành công vụ. Sở yên nhiên bỗng nhiên giơ chân, xuất một cước bất ngờ vào hạ bộ của hắn, cảnh sát kia căn bản không thể ngờ cô gái này ra tay với mình, đau đến nỗi kêu lên một tiếng, ôm bụng dưới ngồi trồm hốm trên mặt đất. Tên cảnh sát bên kia thấy sở yên nhiên dám tập cảnh, của côn điện định vọt tới, còn không đợi hắn vọt đến sát người sở yên nhiên, một cánh tay như thiểm điện vung lên, nắm tay của Trương Dương chính xác không lầm đánh thẳng vào mặt hắn, đánh cho thằng nhãi kia ngã trồng vó. Lúc cần ra tay thì liền ra tay, khi Trương Quan Nhân ra tay thì đều rất nghiêm túc. Mặt cười của sở yên nhiên đỏ lên vì phẫn nộ, nàng đi đến xe Jeep, lấy ra điện thoại di động bắt đầu quay số. Trương Dương cũng theo nàng đi vào trong xe Jeep, hai gã cảnh sát chật vật bất kham từ trên mặt đất đứng lên, lúc này lại có một chiếc xe tuần tra đi tới, ngay từ lần đầu tiên quen biết. Trương Dương đã biết năng lực của cô nhóc này không nhỏ, một người có thể khiến Phó Cục Cục Công an thành phố Kinh Sơn tạ trí quốc tự mình xuất đầu, hiển nhiên bối cảnh không thể tầm thường. Sáu gã cảnh sát vây quanh xe Jeep, một gã cảnh sát béo béo mập mập vẻ mặt uy nghiêm tiêu sái đi đến, hắn là phan quân đội trưởng trung đội số 3 Thành Dương, trên con đường này chuyện bắn tốc độ hầu như ngày nào cũng diễn ra, thế nhưng ẩu đả với cảnh sát thì chính là lần đầu tiên, nhất đôi nam nữ trẻ tuổi này đang ra vẻ khiêu chiến quyền uy của hắn, phan quân căm tức chỉ vào trong xe, khẩu khí chân thân đáng tin giận giữ hét lên, xuống xe cho ta. Sở yên nhiên mở cửa xe, nhìn khẩu súng ở trên tay phan quân, có chút mỉa mai nói, sao thế? Chỉ là vượt quá tốc độ, còn muốn nổ súng bắn người nữa sao?" Phan Quân cười nhạt một tiếng, mấy năm nay những người trẻ tuổi không có nhận thức nhiều về xã hội, quả thực không biết trời cao đất rộng là gì, hắn lạnh lùng nói, chuyện bị bắn vì vượt quá tốc độ ở Mỹ hàng năm có rất nhiều. Uy hiếp, rõ ràng là sao sao uy hiếp. Sở Yên Nhiên đưa điện thoại di động qua, "Cục trưởng Tạ Chí Quốc tìm ngươi." Nghe thấy cái tên Tạ Chí Quốc, Phan Quân nhịn không được dùng mình một cái. Thành Dương là huyện thị lệ thuộc vào Kinh Châu, tạ trí quốc tuy rằng chỉ là phó cục trưởng, thế nhưng ai cũng biết công tác thực tế của cục công an và tuần cảnh đều nằm trong tay hắn. Phan Quân trong lòng đã bắt đầu hối hận, sở yên nhiên còn trẻ như vậy mà đã lái một chiếc xe jeep xa xỉ, lại còn dùng cả điện thoại di động, hiện nhiên là rất có địa vị, đám cấp dưới đuôi mù của mình vì sao hết lần này đến lần khác lại chọc vào chuyện phiền phức chứ, hắn nơm nớp lo sợ tiếp nhận điện thoại tạ trí quốc lớn tiếng giống giận mắng to, cậu tên gì? Số hiệu bao nhiêu, Lý Ngân Thành bình thường đều quản lý các cậu như vậy sao? Nổ súng bắn người, cậu là cảnh sát hay thổ phỉ? Phan quân choáng váng, lúc đầu hắn còn thực sự nghĩ rằng đối phương là cố ý đe dọa, nhưng đối phương vừa mở miệng liền nói tên Lý Ngân Thành đại đội trưởng cảnh sát giao thông Thành Dương, hiển nhiên là rất có địa vị, trong lòng hắn đã tám chín phần tin rằng đây chính là tạ trí quốc, thấp giọng giải thích tạ. Tạ cục trưởng, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Tạ trí quốc hừ lạnh một tiếng, tôi không thừa lời nói với các cậu, các cậu chờ bị cách trước đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Phan quân ngơ ngác đứng đó, hắn cả nửa ngày mới có thể phục hồi tinh thần, không đợi hắn trả lại điện thoại cho sở yên nhiên, máy nhắn tin lại vang lên, vừa nhìn đã thấy số điện thoại của đại đội trưởng Lý Ngân Thành. Trong lòng Phan Quân hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, trực tiếp dùng điện thoại di động của sở yên nhiên gọi lại. Bên này điện thoại vừa thông, mới kêu một tiếng lý đội trưởng giọng nói tức giận của lý ngân thành đã truyền tới phan quân cậu sao 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 mắt mù sao xe của ai cậu cũng không biết cậu sao sao tốt nhất là chết luôn đi cho lành đừng sao sao hại người lý ngân thành trước đây là bạn cùng học với phan quân cho nên cũng không cố kỵ nhiều lắm phan quân khom lưng cẩn cẩn thận thận hỏi lý đội trưởng nàng có thân phận gì chết đến nơi rồi còn sao sao hiếu kỳ cậu không thể trêu vào tôi sao sao cũng không thể trêu vào ít nói nhảm đi nhanh chóng thả người cho tôi phan quân triệt để tuyệt vọng cung kính trả lại điện thoại di động sau đó nhanh chóng mang giấy phép lái xe giấy tờ chìa khóa tự mình đưa đến trong tay sở yên nhiên hắn đặc biệt lưu ý đến cái tên sở yên nhiên ở trong ấn tương của hắn bắc nguyên hình như không có vị đại quan nào họ sở tuy rằng trong lòng mê hoặc thế nhưng rõ ràng lần này bản thân khẳng định chọc vào phiền phức không nhỏ cười nói sở tiểu thư xin lỗi nha hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Sở yên nhiên thu hồi giấy phép và chìa khóa, cũng không thèm nhìn hắn một cái, khởi động ô tô nhanh như chớp lao đi trên đường cao tốc, trong nháy mắt tốc độ đã lên tới 130. Một tiểu cảnh sát thấp giọng lầm bẩm, lại vượt quá tốc độ. Phan quân bỗng nhiên đỏ mặt hét lớn, vượt cái mẹ ngươi. Đến 12 dưới buổi trưa, bọn họ mời thuận lợi đến được tỉnh An tỉnh lỵ của Bắc Nguyên, sở yên nhiên dẫn Trương Dương đến một nơi nằm ở phía Bắc tỉnh An, một nơi được gọi là Hồ Mộng Tiên. Rẽ vào đường cái, dọc theo đường xi măng rộng 5 mét đi thêm 7 cây em nữa, phía trước đã xuất hiện một cái hồ nhỏ màu xanh lục sóng nước dập dờn bồng bềnh, ánh mặt trời ban chưa chiếu thẳng xuống mặt hồ tạo thành nhưng vẩy bạc sáng lấp lánh, xung quanh hồ nhỏ có cây tươi tốt, xanh xanh một mảnh, bởi vì vừa có một cơn mưa, trên những lá có xanh còn đọng lại những giọt nước mưa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tạo ra những ánh sáng như ngọc, giống như một viên minh châu trong suốt trong không khí còn pha trộn mùi vị tươi mát của cỏ xanh và bùn đất, từng trận gió mát từ bên ngoài cửa sổ kéo tới, làm cho sau khi trải qua một đoạn lữ trình mệt mỏi, tinh thần nhất thời trở nên khoan khoái, trong hồ nhỏ thỉnh thoảng còn có những cánh cỏ trăng bay lên, xeo ra đôi cánh yêu nhã của chúng, tiếng động tươi mát trong yên tĩnh, làm cho người ta quên đi những tiếng ồn ào nơi đô thị. Sở yên nhiên quên đi những chuyện không hài lòng trước đó, nhẹ giọng nói, hồ mộng tiên là nơi có cảnh đẹp nhất tĩnh an, Chuyện xưa kể rằng là do nước mặt của một tiên nữ vương vấn trần thế mà lưu lại tạo thành. Nơi đây rời xanh thành thị, có thể tìm được sự yên tĩnh mà thành thị khó có được. Ở chỗ này ngươi có thể tùy ý ngắm nhìn những cánh có trắng bay lên. Sở Yên Nhiên dừng xe trước bên tàu phía trước. Trên bến tàu có bốn năm chiếc cano, một trung niên mặc một bộ quần áo màu xanh từ trong căn phòng nhỏ của bến tàu đi ra, cười bắt chuyện Yên Nhiên đã về rồi. Sở Yên Nhiên dừng xe bên cạnh hắn, thân thiết hô, hồ, chú Hồng. Sao hôm nay không đi câu cá à?" Người kia cười nói, "Thủ trưởng bảo chú đến chỗ này chờ cháu, chú ở chỗ này cũng không dám đi đâu." Sở Yên Nhiên và Trương Dương đồng thời đẩy cửa xuống xe, vị trung niên họ Hồng liếc mặt quan sát Trương Dương từ trên xuống dưới, tràn ngập nghi hoặc nói, "Đây là vị thần y mà cháu nói?" Trương Dương nở nụ cười, từ lúc sống lại tới nay đây là lần đầu tiên có người dùng từ thần y để hình dung mình. Sở Yên Nhiên liền trợn mắt nói, "Chính là hắn." chú Hồng, cháu dẫn hắn đến gặp ông ngoại. Trương Dương đi theo sở yên nhiên lên cano, người trung niên họ Hồng cũng không đi theo, hắn lớn tiếng nói yên nhiên, ngày mai chú sẽ đến đi câu với thủ trưởng. Sở yên nhiên vẫy tay với hắn, thuận buồng suối gió. Trương Dương nhìn vị trung niên họ Hồng kia đi tới một chiếc xe màu đỏ ở phía sau căn nhà, nhìn biển số xe hẳn là xe của quân đội, vừa rồi nghe hắn gọi ông ngoại sở yên nhiên là có thể hiểu ra, bao gồm cả ông ngoại sở yên nhiên ở bên trong, những người này đều là những quân nhân. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, ông ngoại cô đang làm gì? Sở yên nhiên nói, lão cách mạng, một người bảo thủ, lão ngoan đồng. Nàng đột nhiên khởi động cano, trương dương lảo đảo một cái rồi ngồi xuống, vẻ mặt hắn thất kinh nói, cẩn thận, tôi không biết bơi. Sở yên nhiên cười khanh khách nói, không ngờ ở trên đời còn chuyện làm cho tiểu trương chủ nhiệm sợ cơ đấy. Cano chạy thẳng đến một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ Mộng Tiên, đuôi của nó kéo theo một dải nước màu trắng, những con cỏ trắng ở trên mặt hồ kinh sợ đột nhiên bay lên, xòa ra đôi cánh xinh đẹp giữa trời trong nước xanh tạo lên một bức tranh sinh động. Mái tóc của sở yên nhiên theo gió phấp phới, những đường cong duyên dáng hiện ra dưới ánh mặt trời, Trương Dương đứng ngay cạnh nàng, thưởng thức mùi hương nhàn nhạt theo gió lan đi, thưởng thức mặt cười mỹ lệ của sở yên nhiên, bỗng nhiên có một loại cảm giác vui sướng khó tả trên đảo nhỏ có bảy tám ngôi biệt thự, ông ngoại sở yên nhiên ở tại một khu biệt thự nằm phía đông nam của đảo, cả tòa biệt thự xây đối diện hồ, lúc này đang được tắm rửa trong ánh mặt trời. Sở yên nhiên trực tiếp lái cano đến bên tàu phía trước khu biệt thự, một gã binh sĩ trẻ tuổi mặc quân trang đến chào đón giúp đỡ buộc dây thừng, sở yên nhiên dân đầu nhảy xuống bậc thang gỗ trên bến, Trương Dương cũng theo nàng đi dưới, vị binh sĩ kia cũng đưa tay chào Trương Dương bằng cách chào theo nghi thức quân đội. Trương Dương cười đáp lại, nhưng lại nghe thấy tiếng cười của Sở Yên Nhiên này. Trương Dương suy đoán thân phận của ông ngoại Sở Yên Nhiên không bình thường, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, sở dĩ với bối cảnh của Sở Yên Nhiên, vì sao lại buồn chán chạy đến núi Thanh Thai rồi xảy ra chuyện như vậy, những cô gái nhà giàu thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Hai con chó giống Nga hưng phấn chạy đến gần Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên cười đi về phía chúng, hai tay vuốt ve trên bộ lông mượt mà của chúng giới thiệu với Trương Dương, đồ đồ, đoá đoá, chúng đều là bạn tốt của ta. Trương Dương cũng không để ý đến tính tình trẻ con của sở yên nhiên, hắc hắc cười nói cẩn thận bỏ chó. Người mới có bỏ chó, sở yên nhiên đứng lên dẫn Trương Dương đi vào khu biệt thự. Hai người vừa đi vào cửa biệt thự, chợt nghe một giọng nói to vang lên, yên nhiên đã trở về. Trương Dương nhìn theo hướng giọng nói, đã thấy một ông già mặc quân trang chống quải trượng từ trên cầu thang đi xuống, hắn trên dưới bảy tám tuổi, vóc người bình thường, tinh thần quắc thước, hạc phát hồng nhan, dưới đôi mày rậm là đôi mặt thâm thúy bắn ra những quang mang uy nghiêm. Trương Dương chỉ cảm thấy trên người ông già này có một cỗ uy áp tràn ngập, người có tố chất tâm lý như hắn cũng không khỏi cảm thấy hô hấp ngừng lại. Lão sở đồng chí, sở yên nhiên cười duyên vào tới, ôm lấy cánh tay ông già, dầu miệng nói, bảo ông thành thành thật thật nằm ở trên giường, sao ông lại không nghe lời chứ? Tự mình len lén chạy ra đây. Từ cách xưng hồ với ông ngoại của nàng có thể thấy được, hai ông cháu không có gì khác nhau. Ông già nhìn Sở Yên Nhiên, vẻ mặt tươi cười, trong nụ cười còn lộ ra sự cẩn thận và khiếp đảm, lần sau không dám nữa, lần sau không dám nữa. Lúc này ánh mắt lại rơi trên người Trương Dương, đánh giá Trương Dương từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt của hắn có lực xuyên thấu không thể nói lên lời. Trương Dương dưới cái nhìn của hắn bỗng nhiên sinh ra một giác đang bị lột trần chuồng mà đứng trước mặt người khác, hắn mỉm cười nói, "Chào thủ trưởng." ông già cười ha hả, khiến cho lỗ tai Trương Dương cảm thấy ong ong, ông già này trung khí có thừa, hắn hàng lông mày rậm xòe ra, chủ động đưa tay bắt tay với Trương Dương, xin chào, ta là sở chấn nam. Trương Dương bắt tay với hắn, cảm thấy trên cánh tay hắn có sức lực rất lớn, giống như một chiếc kìm vậy, xem ra ông già này muốn lập uy với mình, lần đầu tiên gặp mặt người ta, biểu hiện của Trương Dương tương đối khách khí, tùy ý để sở chấn nam nắm chặt tay. Nếu như gặp phải người khác làm như vậy với hắn, Trương Quan Nhân khẳng định sẽ không do dự đá hắn văng ra, nhìn cánh tay già nua của sở chấn nam, chắc chắn không chịu nổi sao sao dày vò, Trương Dương ngầm thở dài một hơi, nhịn. Ai bảo cháu ngoại người ta đẹp như vậy chứ? Cái bắt tay của sở chấn nam cực kỳ mạnh, vốn tưởng rằng sẽ bóp cho Trương Dương kêu cha gọi mẹ, không ngờ người ta lại làm như không có việc gì, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh, Trương Dương mỉm cười nói cháu thấy cơ thể của ông vẫn cường tráng đó chứ, sở yên nhiên lừa cháu mất rồi, Sở Yên Nhiên đã sớm nhìn ra ông ngoại muốn uy hiếp Trương Dương, lắc lắc cánh tay hắn nói, này, lão sở đồng chí, lại muốn luyện tập tay nữa hay sao? Chuyện đề cử, tổng tài anh nhận nhầm người rồi, tổng tài đét đi không thể trêu. Lúc này sở Trấn Nam mới cười tủm tỉm buông bàn tay Trương Dương ra, sinh ra vài phần thích thú đối với thanh niên có khí độ bình tĩnh này, chỉ vào ghế gỗ nói, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện cửa, sở trấn nam và cháu gái cũng ngồi vào ghế dài sở trấn nam nheo hai mắt lại nói nhóc con yên nhiên rất tôn sùng cậu nói cậu là thần y trong lời nói của ông già rõ ràng cực kỳ nghi ngờ trương dương mỉm cười nói thần y còn chưa tới chỉ là học được một ít công phu nhiệt cốt châm kim nhiều nhất chỉ có thể tình là một thần lang ông còn không rõ ràng tính cách của cháu gái mình sao hấp tấp làm việc gì cũng không để ý trước sau nàng nói làm sao có thể chuẩn xác sở trấn nam cười ha hả sở yên nhiên cũng không cam tâm tình nguyện đôi mắt đẹp trừng lên nói trương dương có thể chà đạp người khác như vậy sao cẩn thận ta ném người xuồng hồ nuôi rùa đấy sở trấn nam cười nói ông thấy người ta nói rất đúng mà hắn rất vui vẻ thắt lưng lại bị đau mím chặt môi mồ hôi lạnh trên trán cũng tuôn ra sở yên nhiên nhìn thấy vẻ mặt hắn không tốt cuống quyết ôm lấy cánh tay hắn ông ngoại cháu đỡ ông lên giường nằm một lúc Sở chấn nam lắc đầu, không sao đâu, chút đau đớn nhỏ nhoi này tính là gì, ai ra. Trương Dương cười đi tới, không bằng để cháu xem xem. Sở chấn nam gật đầu, Trương Dương bảo sở yên nhiên dìu hắn trở lại phòng ngủ, cởi áo nằm úp sấp trên giường, đã thấy trên cơ thể sở chấn nam có những tất cả 12 vết thương to to nhỏ nhỏ, nhưng trên người sở chấn nam thật ra cũng không có nhiều sẹo lồi, nhìn ra được thường ngày hắn rèn luyện chăm chỉ như thế nào trương dương nói với sở yên nhiên đi ra ngoài đóng cửa lại sở yên nhiên cực kỳ tin tưởng vào y thuật của trương dương thế nhưng cảnh vệ tiểu trần của sở trấn nam lại lo lắng vẫn đang đứng nguyên ở trong phòng trương dương thấp giọng nói đi ra ngoài hết tiểu trần lớn tiếng nói tôi phải bảo vệ thủ trưởng sở trấn nam cười nói ông đây cũng có lúc cần người khác bảo vệ à cút ra tiểu trần lúc này mới đỏ mặt đi ra ngoài Cánh tay Trương Dương dọc theo cột sống sở chấn nam nắm bóng trừ trên xuống dưới, khi đến xương sống thứ 34 ở thắt lưng thì dừng lại, trên tay thoáng tăng lực, sở chấn nam không khỏi phiền muộn hừ một tiếng, hắn thấp giọng nói trên tủ đầu giường của ta có ảnh chụp x quang. Sở chấn nam cực kỳ rõ ràng về bệnh tình của mình, sụn đệm cột sống ở phần thắt lưng nhô lên, chuyên gia chỉnh hình của bệnh viên quân khu tỉnh kiến nghị lên làm phẫu thuật, sở chấn nam vẫn cứ chống lại, cho nên bệnh tình càng ngày càng nặng, mấy ngày nay, trong lòng hắn đã nghĩ đến chuyện phẫu thuật, không ngờ cháu gái lại phi từ Bình Hải đi mời thầy Lang đến. tuy rằng hắn không cảm thấy chán ghét thằng nhóc Trương Dương, nhưng cũng không tin hắn sẽ có bản lĩnh thực sự. tuy rằng hắn có thể chứa tốt cho chân của Yên Nhiên, nhưng Sở Trấn Nam vẫn coi chuyện đó là do Yên Nhiên tuổi trẻ nên nhanh chóng khôi phục được. ngón trỏ trên tay trái Trương Dương ấn xuống sao sao trí Dương sau lưng Sở Trấn Nam yên lặng đưa một cỗ nội lực nhu hòa dần dần đi vào trong cơ thể hắn mỉm cười nói, ông à, nếu như cảm thấy đau đớn thì cứ kêu lên nhé. Sở Trấn Nam lại cười nói, khi ta còn kháng chiến chống Mỹ, trên người bảy vết đạn vẫn cứ anh dũng chiến đấu, chút đau đớn nhỏ như con mũi này, ta còn sợ sao? Vì tuổi đã lớn, nhưng tính tình vẫn rất quật cường. Trương Dương vận chỉ như gió, từ trí Dương dọc theo cuộc sống chạy dọc xuống dưới, cân hoàn, trung su, tích trung, huyền su, mệnh môn, hạ cực, Lúc đầu sở chấn nam còn không cảm thấy gì, thế nhưng theo những chỗ trương dương điểm vào, hắn cảm thấy được mọt o cố cảm giác nóng bỏng thâm nhập vào cột sống, đến lúc cuối cùng lại cảm thấy toàn bộ cột sống của mình đã gắn lại làm một thể, chỉ có bên hông băng lãnh dị thường. Ngón cái tay phải của Trương Dương chuẩn xác ấn xuống cái đường lạnh như băng ấy, bỗng nhiên phát lực, sở chấn nam rõ ràng nghe được một tiếng cả rắc vang lên, đau đến phát ra từ cốt tủy, khiến hắn phiền muộn hừ một tiếng, sau đó hắn cảm giác được tứ chi dần dần mất đi chi giác, mẹ nói. Ông mày anh hừng cả một đời người, mưa bom bão đạn vẫn sống nhân răng, tại sao lại phải chết một cách không minh bạch trong tay tên lang băm này chứ? Trương Dương cười ha hả nói, lão thủ trưởng quả nhiên là một con người rắn giỏi, nhưng đau đớn chỉ vừa mới bắt đầu thôi, ngài cần nhân nại thêm nữa. Tính tình sở chấn nam vốn chính là cực kỳ quật cường, nghe hắn nói như thế, nghiến răng nói, đến đây đi sợ chết sẽ không phải là thành viên của sao sao. Lúc này Trương Dương mới lấy hạp châm trong ngực ra, từ đó lấy ra một cây ngân châm, sau đó hơ nó trên lửa đèn cồn, rồi đi tới cạnh giường lớn ngồi xuống, từ từ đâm ngân châm vào, một tia nội lực chậm chậm theo kim châm đi vào cơ thể của sở chấn nam. Sở chấn nam cảm giác được tại chỗ kim châm cắm vào xương sống của mình giống như có khí lưu như sợi tóc tiến nhập vào xương sống của mình. Trước đấy chưa bao giờ lão quân nhân này chịu loại đau đớn này, liền nắm chặt hai tay, sắc mặt có chút trắng bệt, hắn cắn chặt môi, trước mặt tiểu bối nói gì cũng không thể mất mặt mũi được, thế nhưng loại đau đớn như vậy, rõ ràng cứ từng đợt chui vào cốt tủy, đau đớn như vậy khiến chút nữa sở chấn nam mắng chửi ra rồi, cho dù lúc lấy đạn ra tại chiến trường Triều Tiên cũng không có đau như vậy, sở chấn nam giọng run run, run mắng, thằng nhóc con, ngươi, có để yên được không? Trương Dương khóe lộ ra một tia cười giảo hoạt, lão thủ trưởng, nếu ông không chịu nổi nữa thì đừng ngạnh chống lão tử chịu đựng được, ai u, sở chấn nam bỗng nhiên cảm giác được tất cả đau đớn đều tập trung tại một điểm, sau đó từ điểm này lan truyền ra bốn phương tám hướng, tại cột sống của hắn phảng phất trong nháy mắt như đều bị vỡ vụn ra, hắn cũng không thể khống chế được nữa, liền lớn tiếng kêu thảm thiết, má ơi. Sở yên nhiên cùng cảnh vệ viên tiểu trần một mực ở ngoài cửa nghe trộm cũng hết hồn khi nghe thấy sở chấn nam phát ra tiếng hét thảm này, hai người đã không còn kiên nhẫn mà đẩy cửa tiến vào rồi. Trương Dương cười tủm tỉm vỗ vỗ bàn tay, đem ngân châm hơ trên lửa một chút rồi nhét lại vào trong hộp. Sở Trấn Nam nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, chẳng rõ sống hay chết. Sở Yên Nhiên hoa dung thất sắc, chạy tới trước giường lớn tiếng nói, ông ngoại. Sở Trấn Nam yếu ớt ư một tiếng, lúc này cơ thể mới khôi phục được chi giác, hắn chậm rãi đứng lên, thấy Trương Dương tươi cười một cách vô tâm. Trong lúc nhất thời lửa giận công tâm liền hét lớn, ông mày thấy ngươi là một tên lang băm thì có, Bỗng nhiên hắn từ trên giường đứng lên, đi về phía trước hai bước, lúc này mới ý thức được ở sống lưng một chút đau nhức cũng không thấy, hắn không tin lắc lắc phần eo của mình, quả nhiên không còn đau nữa. Giọng nói của Trương Dương đầy vẻ trêu tức, ông cháu hai người quả nhiên như nhau, lấy oán báo ân. Sở Yên Nhiên vốn đang lo lắng đến nỗi nước mắt vòng quanh, lúc này thấy ông ngoại của mình không có việc gì, liền mới nín khóc mỉm cười, giống như một bông hồng nở rộ, nụ cười tươi đẹp khiến Trương quản nhân phải mê mẩn. Sở Trấn Nam cười to nói, nhóc con, quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn nói với cảnh viên, Tiểu Trần, nhanh chóng bảo chị Ngô làm thức ăn, ta phải cảm ơn Trương Dương. Trương Dương không khỏi cảm thán ông già này cũng thật thực dụng, nếu như vừa rồi mình không chữa được cho hắn, sợ rằng sẽ đối mặt với số phận bị đuổi khỏi căn nhà này. Hắn nhắc nhở Sở Trấn Nam, trong vòng một tuần không được vận động kịch liệt, cháu kê cho ông một đơn thuốc, thoa uống kết hợp với nhau, cũng chỉ cần trị liệu trong vòng 7 ngày, đảm bảo 7 ngày sau sẽ trở lại như lúc ban đầu. Bây giờ Sở Trấn Nam mới cảm thấy không còn nghi ngờ bản lĩnh của Trương Dương, bảo Sở Yên Nhiên mang giấy bút tới, đương nhiên thư pháp của Trương Dương tự nhiên cũng khiến Sở Trấn Nam kinh diễm một phen, Sở Trấn Nam làm ở vị trí tham mưu tại quân khu Bắc Nguyên cũng được 6 năm, hắn vốn là một người có tính tình không chịu ngồi yên một chỗ, cho nên dưới sự khuyên bảo của người khác hắn mới học thư pháp và câu cá để luyện tính tình của chính mình, ai ngờ lại tự nhiên bị mê mội thấy thư pháp khéo léo tuyệt với của Trương Dương. Ông già lập tức hưng phấn nghĩ đến chuyện luận bàn ở trong đầu, kéo Trương Dương đi tới phòng khách của hắn. Thực ra lúc vào cửa Trương Dương cũng đã thấy được bốn chữ lớn treo ở phòng khách hoành đao lập mã, bằng tâm mà nói, bốn chữ này thực sự rất khí thế, đáng tiếc trên góc nhìn của thư pháp thì quả thực không đáng được nhắc đến. Hết lần này đến lần khác Sở Tham Mưu còn rất đắc ý về lễ vật quý báu này thế nào. Bọn họ nói bốn chữ này của ta mang phong cách quý phái. Trương Dương biết được với tình tình của Sở Trấn Nam, ha hả nở nụ cười, không nói gì cả. Sở Trấn Nam cho dù hồ đồ cũng có thể nhìn ra được thằng nhãi này đang cười khẩy, không nhịn được mắng, sao sao, ta không bảo ngươi nịnh hót, ngươi cười khẩy cái gì? Sở Yên Nhiên ở phía xa xa mặt đỏ tía tai nhìn ông ngoại, cắn môi nhịn cười đi tới. Trương Dương thở dài nói, lão thủ trưởng muốn nghe lời nói thật hay nói dối. Trong mắt ông mày không có một hạt cát nào đó chính là muốn nghe nó thật sở trần nam nghiêm túc gật đầu chữ viết rất là lớn trương quan nhân nhanh chóng phun ra năm chữ làm lời bình sở trấn nam mở to hai mắt mà nhìn hắn hiểu ra thằng nhãi này đang chê bai tài nghệ thư pháp của mình một cách tồi tệ tính tình của sở tham mưu cũng bắt đầu nổi lên lại kéo trương dương đi vào thư phòng trong thư phòng còn có một bức thư pháp hắn rất đắc ý thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành Trương Dương nhìn những chữ chém giết này cực kỳ không cân đối, thật sự có chút không thể nói lên lời. Lão thủ trưởng, xin lỗi cho cháu nói thẳng, ông thực sự không có thiên phú thư pháp. Sở Yên nhiên cũng không nhịn được nữa, phi một tiếng cười ha hả Sở Trần Nam cực kỳ bất mãn liếc nhìn cô cháu ngoại, lúc này mới mắng một câu: Mẹ nó chứ, cái hội thị hỏa dám sao sao dối trá, Hồng Trường Vũ cũng sao sao dám lừa ông mày, không có một người nào nói thật nói xong lại cười ha hả vỗ vai Trương Dương nói, nhóc con can đảm lắm. Sở yên nhiên giật dây nói, Trương Dương, người nói không cũng không được, người nói ông của ta viết xấu, vậy ngươi viết một bước xem nào. Thằng nhãi này cười rất vô sỉ, chữ của tôi quý lắm, một chữ đáng ngàn vàng. Con buôn, sở yên nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Dương chuyển đề tài câu chuyện, nhưng cháu và lão thủ trưởng rất hợp ý nhau, cháu sẽ tặng một bước cho ông. Sở yên nhiên lấy giấy bút, sở trấn nam tự mình giữ giấy cho trương dương trương dương suy nghĩ một chút để bút viết bốn chữ thật to hùng phong do tại hành văn thăn thoát lưu loát liền mạch thấy vậy sở yên nhiên giật mình không ngớt sở trấn nam nhìn thấy thì hai mắt mê say nhìn nhìn bốn chữ này quả thực như nhìn thấy trí bảo cười hả hả chữ đẹp chữ đẹp khó trách thư pháp của ta không qua được mắt của ngươi anh bạn nhỏ đáng kết giao đáng kết giao sở trấn nam liên tục nói hai tiếng đáng kết giao Quả thực sự hứng thú với Trương Dương đã đến mức khó nói lên lời. Ngẩng đầu nhìn những bức thư pháp mình viết, không khỏi cảm thấy có chút hẻo hoải, mình luyện tập nhiều năm như vậy mà vẫn kém xa Trương Dương một bước lớn. Trương Dương nhìn ra được hắn đang chán nản, thoải mái cười nói, "Lão thủ trưởng, thực ra khí thế trong thư pháp của ngài rất nhiều, còn hơn cả những người trong cái hội mà ngài nói, hơn nữa chữ viết là thể hiện tâm tình của mình, chỉ cần chủ tâm vào là được, không muốn truy cầu làm sao có thể trở thành hành gia chứ?" Sở Trấn Nam cảm thấy rất vui, Trương Dương chỉ được căn bệnh tai quá cho hắn, lại còn tặng hắn một bức thư pháp, lão tham mưu hôm nay tâm tình tăng vọt, lúc ăn cơm tối còn dặn cảnh vệ Tiểu Trần mở một chai phi thiên mau đài cất ở trong hầm đã được 15 năm, coi Trương Dương là thượng khách mà tiếp đái. Tiểu Trần cũng có vẻ cung kính với Trương Dương hơn rất nhiều, dù sao khách nhân có thể làm cho sở tham mưu coi trong như vậy cũng không thấy nhiều, sở Trấn Nam trước đây mỗi ngày đều phải uống một lít rượu hiện giờ tuổi tác đã lớn nên tư lưu cũng thu hẹp lại, uống được hai chén, đã bị tiểu trần nhắc nhở đã quá giới hạn, sở trấn nam thở dài nói tuổi tác càng ngày càng lớn, trói buộc càng ngày càng nhiều, trước đây lúc ông mày dẫn quân, mỗi người đều phải nhìn ánh mắt của ta, bây giờ về vườn mọi người ai cũng có thể quản ta. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ 50, còn 10 phút nữa là chương trình thời sự, vào giờ này buổi tối mọi ngày ông già đều ngồi xem tin tức. Sở Yên Nhiên cười nói, lão sở đồng chí, mỗi ngày ông đều xem TV vào giờ này. Sao hôm nay còn ngồi đây? Sở Trấn Nam thở dài, cười khổ đứng dậy rời khỏi ghế, để sở yên nhiên đại diện chiêu đãi Trương Dương. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 45